Cuồng Long Vượt Ngục, Diệp Lâm. Tập 7. Nếu tên nhóc họ Diệp không chịu uống thuốc này thì sẽ đành phải trơ mắt nhìn con bé kia chết thảm. Tuổi trẻ hiếu thắng, chắc chắn cậu ta sẽ không làm con rùa rụt cổ đâu. Hồ Đại Tiên nhắc nhở, đừng quên, người này là cao thủ y võ. Y thuật của cậu cũng rất tài giỏi đấy. Vậy thì có giỏi hơn nhà họ Bạch chúng tôi không? Bà Bạch kiêu ngạo nói, nhà họ Bạch chúng tôi có dòng máu vũ y ngàn năm. Dù y thuật của tên nhóc này có mạnh đến đâu thì cũng sẽ không bao giờ giỏi hơn vũ y được. Bà Bạch rất tự hào và tự tin về tài y thuật của mình. Chính vì tin tưởng nhà họ Bạch nên Hoàng Tam gia mới đề xuất dàn dựng cảnh này để có thể dụ Diệp Lâm vào bẫy. Thấy vậy, Hồ Đại Tiên lắc đầu, hy vọng mọi việc sẽ diễn ra như ý muốn. Nhưng trong lòng ông ta vẫn không khỏi cảm thấy lo lắng. Lúc này, xung quanh đột nhiên vang lên tiếng gió rít. Ở giữa đồng bằng đột nhiên xuất hiện một cơn gió mạnh, khiến mọi người phải nheo mắt lại, gần như không thể mở ra được. Gió lạ từ đâu đến vậy? Hoàng Tam gia liên tục xua tay. Ông ta còn thổi còi để ra hiệu cho các cao thủ đang phục kích xung quanh mình hãy cảnh giác. Có người tới. Hồ Đại Tiên giật mình, loại linh cảm thấy cái gì đó. Ông ta càng hối hận vì trốn thoát sớm hơn, nếu bây giờ muốn chạy trốn thì có lẽ đã muộn. Là tên nhóc họ Diệp. Bà Bạch cũng hít một hơi thật sâu, dường như ngửi thấy khí tức đặc trưng của Diệp Lâm. Lời còn chưa dứt, gió còn chưa dừng. Từ xa, họ đã thấy một chàng trai trẻ cao lớn, trông như một bóng ma, đang sải bước về phía mình. Là cậu ta. Hồ Đại Tiên đột nhiên mở to mắt. Người trước mặt giống hệt người ông ta nhìn thấy trong ảo cảnh. Chính là cậu ta. Lời còn chưa dứt, Diệp Lâm đã bay tới. Như thể từ trên trời rơi xuống, cao thủ của ba gia tộc được bố trí xung quanh đều không hề hay biết. Lúc này, tộc trưởng của ba gia tộc cũng có hơi sợ hãi trước khí thế của Diệp. Lâm! Người đâu? Diệp Lâm lạnh lùng liếc nhìn ba người, cuối cùng ánh mắt rơi vào một căn nhà gỗ nhỏ cách họ không xa. Vừa định bước tới kiểm tra. Đợi đã, Hoàng Tam gia hét lên. Diệp Lâm nhận là giọng nói trong điện thoại vừa rồi. Con bé chúng tôi bắt đã uống một nửa lọ thuốc sinh tử. Nếu không muốn con bé ấy chết thảm thì hãy ngoan ngoãn uống nửa còn lại đi. Nói xong, Hoàng Tam gia ném một bình thuốc tinh xảo cho Diệp Lâm. Vu dược. Diệp Lâm ngửi thử, rồi lập tức đoán được cái gọi là thuốc sinh tử chính là một loại thuốc được luyện từ vu thuật. Và nhà họ Bạch xuất thân từ vu hịch, còn có một cách gọi khác là tát mãn ở bên Phụng Thiên. Nhãi danh, xem ra mày cũng có một chút kiến thức. Nghe Diệp Lâm một lời nói thẳng ra xuất thân vu hịch của mình, Bạch nãi nãi có chút ngạc nhiên. Chẳng lẽ mày cũng hiểu về vu thuật? Bạch nãi nãi chợt nhớ đến chuyện Diệp Lâm tu luyện cả y lẫn võ, có danh thần y trong dân gian. Chẳng lẽ là cậu ta cũng có truyền thừa vu y? Vu thuật. Diệp Lâm cười ha ha. Vị sư phụ thứ 29 của mình từng là đại vu sư nổi tiếng Tây Nam. Nếu anh nói tên ông ra thì chắc bà cụ trước mắt sẽ biết ngay. Mày cười cái gì? Bạch nãi nãi bị tiếng cười của anh chọc giận. Người ta cứ nghe đến chữ vu thôi là đã sợ xanh mặt rồi. Thế mà thằng nhãi này biết mình là vu y rồi còn cười được nữa hả? Tôi cười các người ngây thơ. Định dùng cái thứ đồ chơi trẻ con này để khống chế tôi đấy hả? Diệp Lâm lắc lắc lọ thuốc sinh tử trong tay, bên môi nở nụ cười lạnh lùng khinh thường. Hừ, Bạch nãi nãi hừ lạnh một tiếng, nói, dám nói vu dược do tao tự mình luyện chế là đồ chơi trẻ con hả? Mày dám uống cái loại thuốc đồ chơi trẻ con này không? Lúc này, Hoàng Tam gia cũng cười lạnh xen mồm, nếu mày không ăn thì con nhóc kia chỉ có một đường chết thôi. Có cái gì không dám chứ? Thân thể hiện giờ của Diệp Lâm có thể kháng bất cứ mầm bệnh hay chất độc nào. Một cái loại vu dược bình thường làm sao có thể gây tổn thương cho anh được. Dứt lời, Diệp Lâm ngửa đầu uống hết. Đám người Hoàng Tam gia thấy vậy đều lộ ra vẻ mặt mừng như điên. Giống như Diệp Lâm đã là một con dê đang chờ làm thịt. Đừng uống. Lúc này, một giọng nói quen thuộc truyền đến từ nơi xa. Hóa ra là Liễu Như Yên nhà họ Liễu. Cô không ra khỏi Yến Kinh. Mà tiếp tục ở lại, ngầm quan sát hướng đi của vài nhà, hy vọng có thể giúp đỡ được một vài phần cho Diệp Lâm. Thấy bọn họ bắt cóc Susan, cô lặng lẽ lẻn vào nhà gỡ, thành công cứu được Susan. Kết quả, Liễu Như Yên mặt mày lo lắng, cho rằng mình đã tới chậm một bước. Diệp Lâm thế mà lại đi uống thuốc độc do nhà họ Bạch tự tay điều chế. Liễu Như Yên biết các loại thuốc do nhà họ Bạch điều chế,
không chỉ có thể cứu người, mà còn có thể hại người. Phần lớn các loại thuốc đều có thể điều khiển nhân tâm, khiến người ta muốn sống không được, muốn chết không xong. Như Yên, đám người Hoàng Tam gia đều ngạc nhiên khi thấy người của nhà họ Liễu cũng ở đây. Tới lúc nhìn thấy con nhóc Liễu Như Yên thế mà lại đứng về phía người ngoài, đi cứu con tin mà bọn họ khó lắm mới bắt được, thì rất là tức giận. Sao mày lại ở đây? Mày đang làm gì vậy? Nó là con tin do bọn tao bắt được. Mày đừng quên thằng nhãi kia đã giết bà ngoại mày. Bọn tao đang báo thù cho nhà họ Liễu bọn mày. Liễu Như Yên không quan tâm đến lời quát tháo của vài vị ông bà đến từ ba nhà kia. Cô lo lắng nhìn Diệp Lâm, tốt bụng nhắc nhở, mau nhả ra đi. Thuốc sinh tử không thể uống được, một khi uống rồi thì chỉ có một trong hai người các người có thể sống sót. Sau khi nghe Liễu Như Yên nói vậy, Susan lập tức hiểu ra cái loại thuốc mà đám người kia buộc mình uống lúc nãy thế mà lại lợi hại như vậy. Diệp Lâm, là tôi hại cậu, đều tại tôi. Susan nước mắt lưng tròng, cho rằng mình đã liên lụy đến Diệp Lâm, hại anh cũng bị buộc uống cái loại thuốc kỳ lạ kia. Rồi nghĩ đến Diệp Lâm vì cứu mình, thế mà lại không tiếc đặt mình vào trong cảnh nguy hiểm, đi uống thuốc độc, Susan liền cực kỳ cảm động. Cô thầm quyết tâm, đợi qua chuyện này, dù thế nào đi nữa, cô cũng sẽ là người của Diệp Lâm. Nếu anh vì thuốc độc mà tàn tật, thì cô sẽ chăm sóc anh cả đời. Còn nếu anh vì thuốc độc mà chết, thì cô sẽ chết theo anh, tuyệt đối không sống một mình. Hừ, dù có thả con nhóc kia ra cũng vô dụng thôi. Bạch nãi nãi cười lạnh, hai người họ đều uống thuốc sinh tử rồi, chỉ có một người sống được thì. Vậy để tôi chết đi, Susan không chút do dự nói. Nhưng mà Bạch nãi nãi lại cứ nhìn chăm chằm Diệp Lâm, dường như muốn nghe đáp án từ trong miệng anh. Rốt cuộc thì ở trong mắt bà ta, Susan chỉ là một viên cờ, sự chết sống của cô không hề quan trọng. Quan trọng là có thể lợi dụng cô để áp chế Diệp Lâm. Tên họ Diệp kia, nếu mày muốn sống thì hãy quỳ xuống cầu xin tao đi. Có khi tao sẽ nổi lòng lương thiện tha cho mày một mạng, để mày trở thành nô bộc nhà họ Bạch tao. Hoàng Tam gia cười lạnh nói, bắt sống cũng được, dẫn người về Phụng Thiên cho nhà họ Trương xử lý. Chỉ có Hồ Đại Tiên là vẫn cẩn thận mà nhìn chằm chằm Diệp Lâm vì sợ xảy ra vấn đề. Nhưng mà Diệp Lâm vẫn cứ bình tĩnh như lúc ban đầu, giống như chẳng hề bị gì cả. Bà cho rằng chỉ với chút phù thủy này của bà là có thể đẩy tôi vào chỗ chết hả? Bạch nãi nãi nhíu mày, chết đến nơi rồi còn mạnh miệng hả? Được thôi, tao sẽ thành toàn cho mày, tặng cho mày cái chết. Mang thi thể mày trở về bàn giao nhiệm vụ cũng được. Nói đến đây, Bạch nãi nãi bắt đầu bấm tay niệm chú, trong miệng lẩm bẩm, như điên như khùng. Không khí tại hiện trường cũng trở nên quỷ dị. Liễu Như Yên thì vậy thì dùng mình, thầm nghĩ xong rồi, Diệp Lâm chết chắc. Rồi. Đừng mai Susan hét lên một tiếng, nhào lên định ngăn cản. Nhưng cô lại bị Liễu Như Yên đứng bên cạnh giữ chặt lại. Cô đi qua cũng vô dụng thôi. Diệp Lâm đã hy sinh chính mình, cô cũng đừng hy sinh vô ích nữa. Susan chảy nước mắt nói, đừng mai. Để tôi chết thay cậu ấy. Đừng giết cậu ấy. Có điều, dù Susan có gào khóc thế nào, Bạch nãi nãi dường như đã quyết tâm dùng thuốc sinh tử lấy mạng Diệp Lâm. Ha 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 ha, Hoàng Tam gia hoàn toàn yên lòng, không ngờ chuyện lại thuận lợi thế này. Đáng tiếc là nhà họ Khôi đã chết sạch rồi. Ai bảo một nhà bọn họ tự ý hành động làm chiêu. Thật sự là thuận lợi như thế sao? Hiện trường chỉ có Hồ Đại Tiên là mang lòng nghi ngờ, nhìn chằm chằm Diệp Lâm. Một lát sau, Bạch nãi nãi mặt mày dữ tợn, giọng nói càng lúc càng lớn, giống như là bị ma nhập. Cuối cùng, bà ta chỉ một ngón tay về phía Diệp Lâm, trong miệng phát ra tiếng rít chói tai. Susan sợ tới mức nhắm chặt mắt, bụng kín lỗ tai, không dám xem nữa. Xong rồi. Liễu Như Yên cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Cô đã từng thấy người nhà họ Bạch phát huy, sử dụng vu thuật khiến người ta chết đến không thể chết hơn được nữa. Và nó đã trở thành bóng ma thời thơ ấu của cô. Lúc mọi người đều cho rằng Diệp Lâm chết chắc rồi thì. Một lúc lâu sau, Diệp Lâm vẫn cứ khoanh tay mà đứng, chẳng có vấn đề gì. Sao, sao lại thế này, Bạch nãi nãi cảm thấy chấn động. Vì sao thuốc sinh tử lại không phát tác trong cơ thể của thằng nhãi kia? Không thể nào. Loại tình huống này chưa từng xảy ra. Ngay sau đó, Bạch nãi nãi lại chỉ trỏ Diệp Lâm, đọc chú thuật ác độc hơn nữa. Nhưng vẫn không có hiệu quả. Thấy vậy, mọi người đều giật mình. Ha ha, tôi nói rồi mà, đôi ba cái trò trẻ con này mà muốn khống chế tôi hả?
ngây thơ. Dứt lời, Diệp Lâm chỉ một ngón tay về phía bà ta, nói, tôi sẽ để cho bà thấy cái gì mới là vụ thuật thật sự. Ngay sau đó, không khí xung quanh trở nên quỷ dị hơn nữa. Mọi người cảm thấy sau lưng phát lạnh, giống như là đang ở trong địa ngục. Còn bà cụ nhà họ Bạch, khi Diệp Lâm chỉ một ngón tay về phía bà ta lập tức phun ra một ngụm máu đen, liên tục lùi ra phía sau. Đây, đây là... Bạch nãi nãi bụng ngực mình, lộ ra vẻ mặt hoảng sợ khó tin. Tôi đã gieo chú sinh tử trên người bà. Diệp Lâm lạnh giọng nói, hiện giờ, sống chết của bà phụ thuộc vào một suy nghĩ của tôi. Cái gì, nghe vậy, sắc mặt Bạch nãi nãi lập tức trở nên trắng bệnh. Dù bà ta đã loáng thoáng đoán được, nhưng khi nghe đáp án vẫn cứ như bị sét đánh. Sao có thể chứ, tuyệt đối không thể nào. Bà ta vốn cho rằng mình gây chú thuật lên người đối phương, để điều khiển sống chết của đối phương, không ngờ đến cuối cùng người chúng chú lại là mình. Bạch nãi nãi ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, đẩy mình rơi vào. Tình cảnh nguy hiểm, không thể tự cứu vớt được. Là một người vô y tát mãn, bà ta hiểu rõ hơn bất cứ kẻ nào về sự lợi hại của chú sinh tử. Khoảnh khắc chúng chú, bà ta đã cảm ứng được trái tim mình. Bà ta chỉ là không dám tin tưởng mà thôi. Giờ phút này, không chỉ Bạch nãi nãi mang vẻ mặt cực kỳ hoảng sợ, mà mọi người xung quanh đều rất là ngạc nhiên. Dù là ai cũng không ngờ rằng kết quả cuối cùng lại là thế này. Thật sự là một sự thay đổi 180 độ. Tôi biết ngay mà, sẽ không thuận lợi như thế mà. Than thở, nảy sinh suy nghĩ bỏ đi. Hồ Đại Tiên giãm chân, thật ra thì khoảnh khắc nhà họ Khôi bị giết, ông ta đã có ý định rút lui, nhưng lại bị nhà họ Hoàng và nhà họ Bạch giữ chân lại. Đúng là một bước sai, bước nào cũng xêu. Đối với năm đại gia tộc bọn họ mà nói, cục diện trước mắt chẳng khác gì thua hết cả ván cờ. Sao có thể chứ, chẳng lẽ thằng nhãi kia, không uống thuốc sinh tử. Cho đến lúc này, Hoàng Tam gia vẫn còn ôm lòng may mắn, không nhận ra được chỗ lợi hại của Diệp Lâm. Thậm chí còn xem không rõ bằng Liễu Như Yên, chẳng lẽ. Diệp tiên sinh cũng hiểu vu thuật. Nếu không thì sao chỉ với một lóng tay đã đánh ngược lại Bạch nãi nãi được. Có phải là không sao rồi không? Susan mở mắt ra. Thấy Diệp Lâm không sao thì tạm thời yên tâm. Lúc này, cô thấy phản ứng kỳ lạ của mọi người, vội vàng nhỏ giọng hỏi Liễu Như Yên bên cạnh. Ừ, Liễu Như Yên gật đầu, thực lực của Diệp tiên sinh. Vượt qua sự tưởng tượng của chúng ta nhiều lắm. Vừa rồi cô tốn công lo lắng rồi. Đồng thời, cô có chút may mắn khi lần hành động này không có sự tham gia của nhà họ Liễu bọn họ. Nếu không thì với cục diện hiện giờ, cả nhà họ Liễu đều phải rơi vào cảnh nguy hiểm. Cậu rốt cuộc là ai? Bạch nãi nãi giật mình nhìn về phía Diệp Lâm, cậu cũng hiểu vu thuật. Hơn nữa, xem cách thi pháp một ngón tay của đối phương, có thể thấy năng lực vu thuật của đối phương vượt xa chính mình. Rốt cuộc thì khi Bạch nãi nãi muốn dùng vu thuật với người khác, trước tiên là phải có môi giới. Ví dụ như lúc nãy, bà ta phải buộc Diệp Lâm uống thuốc sinh tử trước, nội ứng ngoại hợp, mới có thể thể thi chú. Còn Diệp Lâm thì chẳng dùng cái gì cả. Trực tiếp thi chú là được rồi. Đây không phải là cấp bậc mà vu sư bình thường có thể đạt đến. Đây là cấp bậc mà chỉ có đại vu mới có được. Rốt cuộc cậu là thần thánh phương nào vậy? Bạch nãi nãi thấy Diệp Lâm trẻ tuổi như thế, nghĩ thầm có khi nào là tên quái vật nào đó từ già hóa trẻ hay không? Nếu không thì sao lại có được năng lực vu thuật mạnh đến như thế? Tôi hả? Diệp Lâm hơi khựng lại rồi nói, tôi nói ra tên tuổi sư phụ tôi, chắc là bà sẽ biết. Sư phụ, Bạch nãi nãi hiểu ra, thầm nghĩ với cái loại năng lực phù thuật như thế, chắc chắn là đệ tử của một vị đại vu nào đó rồi, sư phụ của cậu là ai? U Khải, Diệp Lâm nói ra tên của vị sư phụ thứ 29 của mình. Vu Khải đương nhiên không phải là tên thật, nhưng người có thể tự xưng vu, vốn đã nói lên thực lực và địa vị của hắn. Vu Khải, nghe vậy, Bạch nãi nãi sợ run cả người, đại vu Tây Nam. Vu Khải. Sư phụ tôi nói, trên thế gian này, số người có tư cách dùng tên vu có thể đếm được trên đầu ngón tay. Diệp Lâm lạnh nhạt nói, ngoài ông ấy ra, còn có ai dám tự xưng là Vu Khải? Vu Khải còn sống hả? Ông ta là sư phụ của cậu hả? Bạch nãi nãi liên tục lắc đầu, không thể tin nổi. Cái tin tức nặng ký này còn khiến bà ta chấn động hơn cả việc Diệp Lâm thi chú sinh tử trên người bà ta. Vu Khải là ai vậy? Hoàng Tam gia hiểu biết rất ít về tộc vu, luôn cho rằng Bạch Thị đã là lợi hại lắm rồi.
Ông ta chưa từng thấy Bạch Nãi Nãi có hành động khác lạ như thế. Tiếp theo, một màn khác lạ và chấn động hơn nữa xuất hiện. Bạch Nãi Nãi quỳ hai đầu gối xuống đất, làm đại lễ với Diệp Lâm, cung kính nói, là tôi có mắt không thấy Thái Sơn, thế mà lại đi đắc tội với cao đồ của đại năng Vu Khải, xin hãy tha tội. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Có lẽ ở trong mắt người ngoài, cái tên đại Vu Tây Nam Vu Khải cực kỳ xa lạ. Nhưng ở trong giới Vu nhỏ hẹp, Vu Khải là một sự tồn tại giống như thần, thậm chí có thể xem như nằm trong top 3 đại Vu đương thời. Còn nhà họ Bạch ở Phụng Thiên bọn họ, năng lực Vu thuật kém rất nhiều so với đại Vu thật sự. Khi biết Diệp Lâm là cao đồ của đại Vu, cộng thêm bản thân mình còn chúng chú sinh tử, Bạch Nãi Nãi không thể không quỳ, không thể không xin lỗi. Bà ta biết đắc tội với loại thế lực như đại Vu mang ý nghĩa gì. Đó là một con quái vật khổng lồ mà nhà họ Bạch nho nhỏ của bà ta không thể chạm vào. Giống như Diệp Lâm chỉ cần dùng một ngón tay là có thể gieo chú sinh tử trên người bà ta vậy. Ở trước mặt đại Vu, người ta chỉ cần búng tay một cái là có thể diệt sạch nhà họ Bạch. Bà Bạch, bà! Hoàng Tam gia thấy vậy thì giật hết cả mình. Không ngờ tới nhà họ Bạch cũng nhanh chóng chịu thua như vậy. Vậy phải làm sao bây giờ? Đầu tiên là bà xà nhà họ Liễu bị giết, sau đó là nhà họ Khôi bị diệt, bây giờ ngay cả nhà họ Bạch cũng quỳ chịu thua. Diệp Lâm chỉ có một người, thế mà lại dễ như trở bàn tay áp chế sự hợp tác của năm nhà bọn họ rồi tiêu diệt từng nhà một. Đúng là không thể tin nổi mà. Hồ Đại Tiên lắc đầu thở dài, cho rằng đã không còn hy vọng nữa rồi. Bây giờ chỉ với hai nhà Hồ, Hoàng bọn họ là khó có thể xoay chuyển cục diện được. Đại Vu, Liễu Như Yên cũng giật nảy mình nhìn về phía Diệp Lâm. Không ngờ anh còn có một thân phận như thế nữa. Anh là cao đồ của Đại Vu. Tuy rằng cô không hiểu nhiều về tộc Vu, nhưng khi thấy Bạch Nãi Nãi quỳ xuống nhận lỗi, cô cũng biết sư phụ của đối phương lợi hại cỡ nào. À, Su Dần cũng giật mình không khép miệng lại được. Nếu không phải mình tận mắt nhìn thấy thì cô cũng không tin nổi một màn trước mắt. Cô có cảm giác như là mình đang ở trong phim, bởi vì mọi thứ trước mắt thật sự không thể tưởng tượng nổi. Bạn học cấp 3 của mình, vừa tốt nghiệp liền đi tù 5 năm, thế mà lại thành đồ đệ của đại Vu gì gì đó. Rốt cuộc 5 năm trong tù, Diệp Lâm đã phải trải qua những gì? Tuy rằng có chút khó tin, nhưng nghĩ đến chuyện bà nội mình cũng được. Diệp Lâm cứu, thì cũng không khó hiểu khi Diệp Lâm hiểu Vu thuật và là đồ đệ của đại Vu. Là tôi đáng chết, không biết Diệp tiên sinh chính là cao đồ của đại Vu. Bạch Nãi Nãi dập đầu liên tục, sợ tới mức toát mồ hôi lạnh. Bà muốn chết hay muốn sống? Diệp Lâm lạnh giọng hỏi. Đương nhiên là muốn sống. Muốn sống, Bạch Nãi Nãi tiếp tục dập đầu liên tục giống như gà mổ thóc. Nếu bà muốn sống, thì sau này cả nhà họ Bạch của bà phải nghe theo lệnh của tôi. Diệp Lâm nói, lần này ai bảo các người tới đối phó tôi, khi về các người đều phải dùng thủ đoạn tương tự trả lại. Bà hiểu chưa? Nghe vậy, Bạch Nãi Nãi run rẩy cả người. Dùng thủ đoạn tương tự trả lại. Vậy chẳng phải là bảo nhà họ Bạch bọn họ trở thành kẻ địch với nhà họ Trương ở Phúng Thiên? Hậu quả của việc đắc tội nhà họ Trương không kém gì hậu quả đắc tội cao đồ đại Vu. Trong nhất thời, Bạch Nãi Nãi còn chưa nghĩ ra được rốt cuộc thì đắc tội với bên nào sẽ nặng hơn một chút. Sao hả? Bà không đồng ý hả? Thấy đối phương im lặng suy nghĩ, Diệp Lâm lạnh lùng nói, nếu bà không đồng ý thì tôi sẽ lấy mạng của bà ngay. Đồng ý, đồng ý, Bạch Nãi Nãi hồi hồn lại, sợ tới mức dập đầu liên tục, lời nói của Diệp tiên sinh là thánh chỉ, tôi không dám không nghe. Có điều. Nói tới đây, Bạch Nãi Nãi khó xử nói thiên muốn trả thù Diệp tiên sinh. N này là nhà họ Trương ở Phụng. Ở Phụng Thiên, nhà họ Trương có thế lực khổng lồ và nhiều kỳ nhân dị sĩ. Nhà họ Bạch chúng tôi cũng phải dựa vào nhà họ Trương mà sống. Bảo nhà họ Bạch chúng tôi trở thành kẻ địch với nhà họ Trương chính là chín chết một sống. Diệp Lâm không muốn nghe bà ta giải thích, nhưng nếu là kẻ địch với tôi thì sẽ là chín chết không sống. Diệp Lâm lạnh lùng nói, bà đừng tìm cớ, nếu là chuyện đơn giản thì tôi cần gì phải giao cho bà đi làm. Tôi cho bà thời gian một tuần, hết một tuần, tôi sẽ tự mình đi Phụng Thiên. Đến lúc ấy, nếu nhà họ Trương còn tồn tại thì tôi sẽ đi diệt nhà họ Trương, sau đó sẽ đi lấy mạng nhỏ của bà. Nghe vậy, Bạch Nãi Nãi sợ tới mức nghẹn lời, bên ngoài dập đầu nói vâng liên tục, bên trong thì đau khổ. Thấy Diệp Lâm dùng nhà họ Bạch đi đánh nhà họ Trương, Liễu Như Yên âm thầm khâm phục.
Bạch nãi nãi bị chúng chú sinh tử, chắc là không thể không nghe theo. Lúc này, nhà họ Trương không chỉ tổn thất một viên cờ, sắp tới có lẽ sẽ tổn thất nhiều hơn nữa. Mà nhà họ Liễu bọn họ, nếu có thể nhân cơ hội thoát khỏi nhà họ Trương, thì cũng là chuyện tốt. Bà Bạch, Hoàng Tam gia lại hét lên một tiếng, giận dữ chất vấn, bà thế mà lại đi chịu thua thằng nhãi kia, còn muốn làm kẻ địch với nhà họ Trương nữa. Bà điên rồi sao? Bạch nãi nãi có khổ mà không nói nên lời, chỉ có thể im lặng đáp trả. Hay lắm, đầu tiên là nhà họ Liễu ngầm giúp đỡ thằng nhãi kia. Bây giờ ngay cả nhà họ Bạch bà cũng phản nữa hả? Hoàng Tam gia cười lạnh, nói, chờ lúc trở lại Phụng Thiên, tôi nhất định sẽ báo với nhà họ Trương, để xem nhà họ Trương xử lý nhà họ Bạch bà thế nào. Dứt lời, Hoàng Tam gia quay đầu nhìn thoáng qua Hồ Đại Tiên vẫn cứ im lặng nãy giờ. Lão Hồ, hai anh ta hợp tác đánh với thằng nhãi kia một trận đi. Tôi không tin thằng nhãi kia mạnh đến mức có thể một mình đánh năm nhà chúng ta. Hoàng Tam gia gọi liên tục vài tiếng, kết quả là vị Hồ Đại Tiên kia cứ như người câm, không nói tiếng nào, còn như người gỗ, không hề nhúc nhích. Hoàng Tam gia ngây người, giận dữ nói, lão Hồ, ông bị dọa ngu người rồi hả? Sao không nói lời nào vậy? Dứt lời, Hoàng Tam gia giơ tay túm Hồ Đại Tiên, kết quả không túm được gì. Sau đó, ông ta dùng sức kéo mạnh một cái, lại kéo ra một tấm lông cáo rất lớn, bên trong đều là rơm giả. Đây thế mà lại là một người giả. Mẹ nó! Hoàng Tam gia giật mình, tức giận chửi ầm lên. Lão Hồ ông chơi đẹp quá đi. Chạy cũng không báo một tiếng nữa. Hoàng Tam gia cảm thấy sụp đổ. Lúc đi là bốn nhà cùng đi, đi một cách tràn đầy khí phách và tin tưởng. Kết quả có ai ngờ được là đến bây giờ, chết chết, thua thua, trốn trốn, cuối cùng chỉ còn lại một mình Hoàng Tam gia ông ta. Đây là một kết quả thê lương biết bao nhiêu. Mẹ nó! Một đám ăn cây táo rào cây sung, đến giây phút mấu chốt, không một ai đáng tin. Uổng cho tôi tin tưởng các người, cho rằng năm nhà chúng ta tình như anh chị y mồ. Bạch nãi nãi thở dài, Hoàng Tam ca, trước khác nay khác, tôi cũng chẳng có cách nào. Rốt cuộc thì nhà họ Bạch bọn họ không dám làm kẻ địch với Cao Đồ Đại Vu. Lúc này, Diệp Lâm nhìn về phía Hoàng Tam gia và nhìn hướng đi của cao thủ nhà họ Hoàng. Ông chịu thua hay không? Diệp Lâm lạnh nhạt hỏi. Thua con mẹ mày chứ thua. Hoàng Tam gia rất có khí phách, cho dù một cây làm chẳng nên non cũng vẫn kiên trì với lập trường ban đầu. Nhà họ Trương đối xử không tệ với tao. Sao tao có thể lấy oán trả ơn, phản bội chủ gia được chứ? Nhãi danh, hôm nay Hoàng Tam gia tao sẽ liều mạng với mày. Thấy Hoàng Tam gia như vậy, Diệp Lâm cũng chiều theo ý ông ta. Vậy thì ông đi tìm chết đi. Thấy Diệp Lâm định ra tay, Hoàng Tam gia lập tức lùi ra sau vài bước, mặt mày trở nên dữ tợn. Muốn giết tao hả? Không dễ vậy đâu, để tao cho mày thấy năng lực của tao. Dứt lời, Hoàng Tam gia bấm tay niệm thần chú, toàn thân tỏa ra một luồng khí thế quỷ dị. Thiên Hoàng Hoàng, Địa Hoàng Hoàng, nhà ta có con trồn, nhiều thế hệ cung phụng là Đại Tiên, xin Đại Tiên nhập thân. Ông ta còn chưa dứt lời, đã thấy khuôn mặt ông ta giống như là phản tổ. Mọc ra lông tóc màu vàng, thậm chí khuôn mặt cũng trở nên vặn vẹo dữ tợn, không còn giống mặt người, mà giống như đầu một con vật. Thân hình bắt đầu cong cong, đôi tay lỏa lộ ở bên ngoài cũng bị lông tóc bao phủ, biến thành một đôi móng vuốt bén nhọn. Hoàng Đại Tiên nhập thân. Thấy cái cảnh kia, Liễu Như Yên lập tức giật mình. Đây cũng là một cảnh ám ảnh tuổi thơ của cô, thậm chí nó còn đáng sợ hơn cả vu thuật nhà họ Bạch. Khác với nhà họ Bạch có vu thuật thần bí khó lường. Cũng khác với nhà họ Liễu có dần thần nuôi dưỡng nhiều thế hệ, Đại Tiên mà nhà họ Hoàng cung phụng chính là trồn sóc, khó có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Lúc xuất hiện, nó sẽ như một bóng ma vô hình bám lên người người kêu gọi, hiện lên trước mặt mọi người. Mà người bị nó bám vào, không chỉ có tính tình thay đổi, ngoại hình cũng sẽ thay đổi một cách nghiêng trời lệch đất theo. Nói tóm lại là thay đổi càng lớn, càng giống Hoàng Đại Tiên thì lực lượng mượn được sẽ càng mạnh. Ví dụ như Hoàng Tam gia trước mắt. Thật sự là rất giống Hoàng Đại Tiên chuyển thế, hoàn toàn không còn dáng vẻ con người nữa. Chỉ trong nháy mắt, Hoàng Tam gia đã biến thành Hoàng Đại Tiên mà ông ta cung phụng, phải nói là giống nhau như đúc. Khặc khặc khặc. Lúc này, Hoàng Tam gia phát ra tiếng cười quỷ dị âm hiểm. Tuy rằng tiếng cười phát ra từ miệng Hoàng Tam gia, nhưng ngoài ra thì còn có tiếng con vật âm trầm khủng bố. Dường như là đang có một người một thú cùng nhau nói chuyện vậy. Đại Tiên! Tôi giao thằng nhãi này cho ngài đối phó. Tam gia cứ yên tâm,
tôi sẽ tự mình xét nát hắn. Hoàng Tam gia giống như một người đóng hai vai, tự nói chuyện với chính mình, cảnh tượng càng thêm quỷ dị. Diệp tiên sinh cẩn thận. Bạch nãi nãi nhìn thấy cảnh này cũng hơi run run. Hoàng Tam gia đã hoàn toàn bị Hoàng Đại Tiên bám vào người rồi. Hơn nữa, lần bám vào người này có độ hoàn thành cực kỳ cao, khiến ông ta trở nên rất khó xử lý. Đây là lần đầu tiên Bạch nãi nãi nhìn thấy Hoàng Tam gia hoàn toàn biến thành dáng vẻ Hoàng Đại Tiên, gần như không còn một chút hình người nào. Đây cũng là một hành động rất nguy hiểm, bởi vì phản tổ hoàn toàn rất có thể không biến lại hình người được nữa. Có thể thấy là Hoàng Tam gia vì đối phó với Diệp Lâm, gần như là không hề giữ lại mà hiến hết mình ra ngoài. Diệp Lâm nhìn thoáng qua Hoàng Tam gia đã hoàn toàn thay đổi, cảm thấy hơi ngẩn ngơ. Rốt cuộc thì đây là lần đầu tiên anh thấy năng lực phản tổ bám vào người. Không biết đạo hạnh của vị Hoàng Đại Tiên kia thế nào nữa. Hoàng Tam Giang chợt bay vụt qua, giống như quỷ mị, biến mất trong bóng đêm. Lúc xuất hiện lần nữa, nó giống như là một con sói đơn độc lao ra khỏi bóng tối. Nó lao về phía Diệp Lâm từ sau lưng, bộ mặt dữ tợn, mặt mũi hung tợn. Năm ngón tay xòe ra giống như đao thép sắc bén có thể xé nát mọi thứ. Lúc Hoàng Tam gia hiện thân, Diệp Lâm cảm thấy trước mắt trở nên mơ hồ. Đối phương thế mà lại đi vận dụng một loại lực lượng ảo thuật nào đó mê hoặc tinh thần mình. Đồng thời, bên trong đầu còn vang lên tiếng nói mang tính mê hoặc của Hoàng Đại Tiên. Nhãi danh, mày thấy tao giống người hay giống tiên? Nếu đổi làm người khác, khi đối mặt với vấn đề này, dù có trả lời thế nào thì tinh thần cũng sẽ bị ảnh hưởng, thậm chí là bị tấn công, kết quả sẽ rơi sâu vào. Trong ảo giác, đứng yên giống người gỗ, để mặc cho Hoàng Tam gia tấn công. Nhưng Diệp Lâm sao có thể bị cái loại ảo giác này mê hoặc được? Tao thấy mày không giống người, cũng không giống tiên, mà giống một con trồn. Nghiệt xúc, dám làm ra vẻ ngay trước mặt tao hải còn khôn mau hiện nguyên hình. Diệp Lâm nheo mắt, lập tức tránh thoát được sự khống chế về tinh thần của đối phương. Sau đó, anh quát lớn một tiếng. Lúc Hoàng Tam gia nhào vào trước mặt anh nhẹ nhàng giơ tay lên phía trước. Răng rắc, cái cổ nhỏ yếu của Hoàng Tam gia thế mà lại bị Diệp Lâm bóp chặt trong lòng bàn tay. Giống như là tử thần bóp chặt cổ họng, không dám nhúc nhích một chút nào. Trong chớp mắt, sau lưng Hoàng Tam gia toát mồ hôi lạnh. Ông ta thậm chí không thấy rõ đối phương ra tay như thế nào, thì đã bị đối phương bóp cổ họng rồi. Huống chỉ, ảo cảnh mà ông ta thi triển, hoàn toàn không có hiệu quả. Thằng nhãi này, sao lại mạnh thế chứ? Dù có đạo hạnh như Hoàng Đại Tiên, thì cũng có vẻ không hề có sức phản kháng trước Diệp Lâm. Đại thần, tha mạng đi, Hoàng Đại Tiên thấy mình đánh không lại thì lập tức chịu thua xin tha, tôi không dám xen vào chuyện của người khác nữa. Chuyện này không liên quan đến tôi, đừng giết tôi, đừng hủy đạo hạnh của tôi, thả tôi đi. Khác với Hoàng Tam gia kiên cường, Hoàng Đại Tiên bám lên người Hoàng. Tam gia dường như coi trọng đạo hạnh và mạng sống của mình hơn. Vừa thấy tình huống không ổn là nó liền chịu thua xin tha. Hoàng Tam gia vẫn còn một chút ý thức lập tức lên tiếng chất vấn, Đại Tiên, ngài có ý gì vậy? Tam gia, thằng nhãi này khó chơi lắm, cần gì phải thế hả? Vậy ngài cũng đừng nên cúi đầu chịu thua chứ. Chứ phải làm sao, tôi khó lắm mới tu thành chính quả, chẳng lẽ phải chết ngay đây vì nhà họ Hoàng các ông? Không đáng giá chút nào. Đại Tiên, ngài, Hoàng Tam gia tức điên lên rồi. Không ngờ Đại Tiên mà nhà bọn họ cung phụng nhiều năm lại là một cái thứ nhát gan sợ chết như thế. Uổng công ngày thường mình coi như người nhà, giúp đỡ đủ điều. Thấy vậy, Diệp Lâm ném mạnh Hoàng Tam gia xuống đất. Hoàng Tam gia ngã lăn ngã lốc, suýt nữa ngất xỉu luôn. Còn Hoàng Đại Tiên thì cũng bị một cái ném kia ném ra nguyên hình. Một con trồn lông vàng tách ra từ trong cơ thể Hoàng Tam gia, cao khoảng một người, quỳ rạp xuống mặt đất, run bần bật. Hít! Đây là lần đầu tiên Hoàng Đại Tiên thần bí hiện nguyên hình. Đám người Bạch nãi nãi, Liễu Như Yên giật mình mở to mắt ra nhìn. Đây là Hoàng Đại Tiên mà nhà Tam gia cung phụng hả? Đây là lần đầu tiên tôi thấy một con trồn lớn như thế. Trồn thấy mình hiện nguyên hình, định nhân cơ hội chạy trốn. Thấy vậy, Diệp Lâm đi lên, một chân dẫm xuống đầu Hoàng Đại Tiên. Tao cho mày đi rồi hả? Diệp Lâm lạnh lùng nói. Đại thần còn có gì dạy bảo ạ? Hoàng Bì Tử nói với giọng điệu lấy lòng, hoàn toàn không còn vẻ kiêu căng lúc nấy nữa. Hoàng Bì Tử, hôm nay mày rơi vào trong tay tao, mày phải nhận tao làm chủ. Dứt lời, Diệp Lâm tăng lớn sức lực,
dẫm mạnh xuống nữa, mày có đồng ý hay không? Hoàng Bì Tử bị dẫm đau đến mức gào to lên, cảm thấy xương cột sống mình sắp bị dẫm gãy luôn rồi. Nó đâu còn lựa chọn nào khác nữa, đành phải nói liên tục, đồng ý. Đồng ý, tôi đồng ý nhận đại thần làm chủ, sau này nghe theo lời của đại thần. Nhìn chung thì lời nói của Hoàng Bì Tử cực kỳ đáng tin. Hoàng Bì Tử trời sinh tính tình có thù tất báo. Nếu nó muốn hại người, thì đời đời kiếp kiếp đều sẽ làm kẻ thù không có ngày yên bình. Nhưng nếu nó chịu nhận chủ, thì đời đời kiếp kiếp đều sẽ đi theo chủ, tuyệt đối không nuốt lời. Có điều, Diệp Lâm sợ nó phục miệng không phục lòng, sẽ ghi hận mình, thậm chí tìm cơ hội báo thù mình. Vậy nên, anh bấm tay niệm quyết, gieo chú sinh tử lên trái tim của Hoàng Bì Tử. Tao đã gieo chú sinh tử lên trái tim mày. Hiện giờ, sự sống chết của mày, phụ thuộc hết vào một suy nghĩ của tao. Nếu mày có gan mang lòng khác, thì tao chắc chắn sẽ làm mày chết không có chỗ chôn. Dứt lời, Diệp Lâm túm không một cái, Hoàng Bì Tử liền cảm thấy trái tim mình dường như bị thứ gì đó túm chặt, khiến cả người run rẩy, dòng máu chảy ngược. Nó lập tức nhận ra được rằng đây là uy lực của chú sinh tử. Trái tim của mình, mạng nhỏ của mình, đều nằm trong lòng bàn tay của con người kia. Đại thần tha mạng, tiểu nhân tuyệt đối không có hài lòng. Tiểu nhân sẽ vĩnh sinh vĩnh thế thờ phụng ngài và tộc nhân của ngài. Lúc này, Diệp Lâm mới buông tay ra, rời bước sang bên khác. Hoàng Bì Tử đứng dậy, lập tức khom người bái bái với Diệp Lâm, sau đó nằm bò bên chân Diệp Lâm, có vẻ nhỏ yếu bất lực lại đáng thương. Con mẹ nói Hoàng Tam gia ở bên cạnh thấy vậy thì cực kỳ tức giận. Đây chính là đại tiên mà nhà họ Hoàng bọn họ đã cung phụng nhiều thế hệ đấy. Bọn họ cho ăn ngon uống ngon, nuôi dưỡng biết bao nhiêu năm. Bây giờ lại cứ dễ dàng bị đối phương thu phục được. Loại cảm giác này, có lẽ người khác không biết, nhưng mà Liễu Như Yên cũng từng có tổn thất tương tự. Rắn thần mà nhà họ Liễu bọn họ cung phụng, cũng bị Diệp Lâm bắt đi. Trong nhất thời, trong năm đại gia tộc ở Phụng Thiên, có hai tiên vật của hai nhà cung phụng, đều bị Diệp Lâm đoạt được. Mọi người rất tức giận, cho rằng Diệp Lâm chính là tai họa của năm nhà bọn họ. Tên họ Hoàng kia, bây giờ ông có phục chưa? Cuối cùng, Diệp Lâm rời tầm mắt lên người Hoàng Tam gia. Vừa nãy mới bị Diệp Lâm ném mạnh một cái rồi rơi xuống đất, Hoàng Tam gia đã bị gãy một chân, cả buổi vẫn chưa đứng dậy được. Tam gia, đừng mạnh miệng nữa, mau nhận thua với chủ nhân đi. Lúc này, Hoàng Bì Tử quỳ rạp trên mặt đất chủ động khuyên Hoàng Tam gia đầu hàng. Mày cái thứ ăn cây táo rào cây sung, mày câm miệng cho tao, gạch dưới. Là tao bị mù, uổng công nuôi dưỡng mày nhiều năm như thế. Hoàng Bì Tử cười âm hiểm, kẻ thức thời mới là kẻ tài giỏi. Mạnh miệng là điều kiêng kỵ nhất trong sinh tồn. Tôi có được đạo hạnh thế này và sống đến ngày hôm nay, tất cả đều dựa vào. Không biết xấu hổ. Phụt! Hoàng Tam gia sắp bị tức chết rồi. Lần đầu ông ta thấy có thứ nói lời vô sỉ lại nói ra đường hoàng như thế. Có điều nghĩ lại cũng đúng, súc sinh chính là súc sinh. Nói tôn nghiêm với nó khác gì đàn gảy tai trâu. Ai ra? Chuyện đã đến nước này rồi, Hoàng Tam gia nặng nề mà thở dài ra. Hoàng Tam gia tôi, thua rồi. Nhãi danh, cậu muốn giết muốn chém gì thì tùy cậu. Chỉ xin cậu tha cho tộc nhân của tôi, để bọn họ quay về Phụng Thiên đi. Nhà họ Hoàng tôi thề sẽ không trở thành kẻ địch của cậu, gây chuyện với cậu nữa. Nghe vậy, Diệp Lâm hừ lạnh một tiếng, các người có tư cách gì là kẻ địch của tôi? Hoàng Tam gia lập tức nghẹn lời. Ông ta thầm nghĩ đúng vậy, nhà họ Hoàng bọn họ làm sao dám trở thành kẻ địch của Diệp Lâm, gây chuyện với Diệp Lâm nữa chứ? Bọn họ trốn còn không kịp nữa đấy chứ, chỗ tôi không phải là nơi các người muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Huống chỉ, các người dám bắt cóc người của tôi càng sẽ không dễ dàng tha cho các người. Nói tới đây, Diệp Lâm lạnh giọng nói tiếp, vẫn là câu nói cũ. Hôm nay ai đồng ý chịu thua thì sẽ tha cho một mạng. Còn nếu không chịu thua thì cũng đừng trách tôi không nương tay. Nghe vậy, Bạch Nãi Nãi lập tức triệu tập tộc nhân nhà họ Bạch đang mai phục. Ở xung quanh đến đây đầu hàng Diệp Lâm. Nhà họ Liễu chúng tôi cũng đồng ý nghe theo lệnh của Diệp tiên sinh. Liễu Như Yên cũng vội vàng tỏ thái độ. Lúc nãy cô thấy Diệp Lâm có thể dễ như trở bàn tay mà đánh tan nhà họ Bạch và nhà họ Hoàng, đánh cho bọn họ không thể nào xoay người được. Cho dù là nhà họ Liễu bọn họ, thì cũng khó có thể đánh lại. Chỉ có thể lựa chọn phục tùng. Còn Hoàng Tam gia thì cứ do dự không biết nên làm như thế nào cho đúng. Ông ta có thể kiên cường,
thà chết cũng không đầu hàng. Nhưng mà ông ta lại không muốn thấy cảnh mấy chục tộc nhân mà ông ta dẫn đến chết ngay nơi đây. Lúc này, Hoàng Bì Tử lại thần không biết quỷ không hay mà bám lên người Hoàng Tam gia lần nữa. Nó hô lên một tiếng, khiến đám người họ Hoàng đang mai phục xung quanh sôi nổi hiện thân. Từ nay về sau, nhà họ Hoàng chúng tôi cũng nghe theo lệnh của Diệp Tiên Si Nhồ. Chúng tôi sẽ thoát khỏi nhà họ Trương ở Phụng Thiên, chuyển về dưới trướng Diệp Tiên Sinh. Thấy Hoàng Tam gia nói vậy, các tộc nhân nhà họ Hoàng cũng sôi nổi quỳ xuống đất tỏ vẻ đồng ý trung thành. Con mẹ nó, ai bảo mày bám vào người tao để ra lệnh vậy? Lúc này, khi thấy mình nói ra vài lời trái lương tâm kia, Hoàng Tam gia mới nhận ra rằng mình bị Hoàng Đại Tiên chủ động bám vào người, cáo mượn oai hùm đi ra lệnh, khiến cho tộc nhân mình sôi nổi thần phục, nước đổ khó hốt. Tam gia, tôi chỉ vì tốt cho ông, vì cứu nhà họ Hoàng ông thôi mà. Ông nói không ra lời những lời kia, vậy thì để tôi nói thay ông. Không cần cảm ơn tôi đâu. Vậy cả họ nhà tôi cảm ơn ngài. Mẹ kiếp, tên khốn nạn đó. Toàn bộ danh tiếng của tôi đã bị cậu ta hủy hoại rồi. Hoàng Tam gia khí phách cả một đời. Cuối cùng lại phải đầu hàng một chàng trai trẻ. Hơn nữa, ông ta còn bị vị đại tiên mà mình tôn thờ đã điều khiển cơ thể, làm ra những chuyện nực cười như vậy. Hoàng Tam gia cảm thấy mình sắp mất hết mặt mũi rồi. Tam gia, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Nhìn thấy Hoàng Tam gia đang nói chuyện một mình, những người trong nhà họ Hoàng đều bối rối. Vậy là có đầu hàng hay không đây? Hai. Nhìn thấy vậy, Hoàng Tam gia bất lực thở dài. Hoàng Tam tôi nói lời giữ lời. Vừa rồi, Hoàng Đại Tiên đã dùng thủ đoạn chiếm hữu cơ thể, hãm hại ông ta. Nhưng lời nói đó lại phát ra từ chính miệng ông ta. Vậy thì Hoàng Tam gia không còn cách nào khác đành phải thừa nhận. Nhà họ Hoàng đã bại trận, đồng ý đầu hàng. Lúc này, trong năm gia tộc bí ẩn ở Phụng Thiên, ngoại trừ nhà họ Hồ đã trốn thoát và nhà họ Khôi gần như đã bị tiêu diệt. Các nhà họ Hoàng, Bạch, Liễu đều đã đầu hàng Diệp Lâm. Nhà họ Trương ở Phụng Thiên sẽ có nằm mơ cũng không nghĩ rằng những người họ cử đi đã tuân theo mệnh lệnh của bên kia, chẳng khác nào đưa đao cho. Đối thủ đâm ngược lại mình. Nhà họ Trương ở Phụng Thiên đã đối địch với tôi nhiều lần, sao tôi có thể dung thứ cho họ được? Các người trở về trước, dùng thủ đoạn đối phó với nhà họ Trương đi. Diệp Lâm ra lệnh cho ba gia tộc hợp sức, quay lại chiến đấu chống lại nhà họ Trương. Yêu cầu này thực sự khó khăn đối với ba nhà bọn họ. Nhà họ Trương không phải một gia tộc bình thường. Hoàng Tam gia hừ lạnh một tiếng, chúng tôi có thể làm trung gian giúp cậu hòa giải, bắt tay làm hòa. Nếu còn tiếp tục đối đầu, chỉ sợ cậu sẽ không chịu nổi. Không phải là họ chưa điều tra Diệp Lâm. Ở Yến Kinh, nhà họ Diệp tuy không nhỏ, thậm chí có thể xếp vào top 10 gia tộc giàu có. Nhưng Diệp Lâm đã bị trục xuất khỏi gia tộc, sống cô độc một mình. Vậy thì anh sẽ lấy cái gì để gây chiến với nhà họ Trương, gia tộc giàu nhất Phụng Thiên đây? Bà Bạch cũng trầm ngâm gật đầu, cho rằng lời nói của Hoàng Tam gia có lý. Anh Hoàng gia, ông nói phải. Cậu Diệp, xin hãy suy nghĩ kỹ lại, làm kẻ thù của nhà họ Trương là không khôn ngoan chút nào. Nhưng Liễu Như Yên lại không dám nói gì. Nhìn thấy sắc mặt Diệp Lâm hơi thay đổi thì lại càng vui mừng vì mình không chủ động bày tỏ quan điểm. Tôi không thương lượng, mà là đang ra lệnh cho các người. Các người có tư cách gì mà dạy tôi phải làm thế nào? Anh còn chưa nói xong, một luồng áp lực từ hư không xuất hiện, giống như một ngọn núi, treo lơ lửng trên đầu Hoàng Tam gia và bà Bạch. Hai người lập tức bị ép quỳ xuống, hơi thở cũng trở nên khó khăn. Các người nghĩ tôi tha mạng cho các người để làm gì? Nếu không dám làm thì các người còn có ích lợi gì? Tốt nhất là xử ngay thì hơn. Những lời này khiến hai người sợ hãi đến toát mồ hôi lạnh. Hoàng Đại Tiên nhập trong người cũng nhanh chóng lên tiếng, cậu Diệp, xin cậu yên tâm. Khi nào trở lại Phụng Thiên, tôi nhất định sẽ quậy tung họ nhà họ Trương lên. Bà Bạch cũng hít một hơi, lẩm bẩm, mọi việc đều nghe theo sắp xếp của cậu Diệp. Ông bà cứ đi làm việc đi, dù có thành công hay không, một tuần nữa cũng tôi sẽ đích thân đến thăm Phụng Thiên. Đương nhiên, Diệp Lâm không hy vọng ba gia tộc này có thể tiêu diệt nhà họ Trương, chỉ là cảnh cáo bọn họ trước một chút mà thôi. Sau khi xong việc ở đây, anh sẽ đích thân đến Phụng Thiên để tính sổ với nhà họ Trương. Được rồi, mọi người quay về đi. Diệp Lâm xua tay. Như thể mọi người được ân xá, họ lập tức biến mất không dấu vết. Trong chớp mắt, xung quanh im lặng như tờ, các tòa nhà trống rỗng.
Hiện trường chỉ còn lại Diệp Lâm và Susan đang ngơ ngác. Lúc này, Susan nhìn Diệp Lâm, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, cô có rất nhiều thắc mắc, nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Đây có phải là Diệp Lâm mà cô biết không? Cậu đã thấy hết rồi sao? Diệp Lâm bình tĩnh nói, tôi không còn là Diệp Lâm như trước nữa. Susan gật đầu, cô cũng nhận ra những thay đổi to lớn ở Diệp Lâm. Cho nên, về sau chúng ta đừng gặp lại nữa. Diệp Lâm trầm tư nói. Tại sao? Susan ngạc nhiên. Bởi vì ở bên cạnh tôi rất nguy hiểm và phiền toái. Diệp Lâm nói, ở bên tôi, cậu sẽ gặp xui xẻo. Khi Diệp Lâm chưa có đủ sức mạnh và quyền lực, anh sẽ còn gặp rắc rối dài dài. Susan là ký ức tốt đẹp duy nhất mà Diệp Lâm lưu giữ trong lòng, anh không muốn cô gặp nguy hiểm. Susan nghe vậy thì cắn môi, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, cô bướng bỉnh nói, tôi không sợ. Nhìn vẻ mặt bướng bỉnh của Susan, Diệp Lâm bất lực mỉm cười. Anh của hiện tại phải gánh vác quá nhiều thứ. Anh có hơn 100 sư phụ, trên người cũng gánh hơn 100 ân oán. Hôm nay, anh có thể lợi dụng năng lực và danh tiếng của vị sư phụ thứ 29 để trấn áp nhà họ Bạch ở Phụng Thiên. Rồi ngày mai, có lẽ kẻ thù của sư phụ thứ 29 sẽ đến thăm. Thế giới nguy hiểm, lòng người khó lường. Bây giờ, mọi thứ đã bắt đầu liên lụy đến những người xung quanh anh. Diệp Lâm thậm chí còn cảm thấy có hơi hối hận. Nếu biết trước như vậy, đáng ra anh không nên gặp lại họ mà chỉ yên lặng ở phía sau bảo vệ họ thì tốt hơn. Đi thôi, tôi đưa cậu về trước. Diệp Lâm đưa Susan về nhà an toàn. Ngay sau đó, Diệp Lâm nhận được một cuộc gọi khác từ Hoa Quốc Đống. Về Liên minh Võ Đạo ở Yến Kinh, anh ta đã lo liệu xong mọi việc. Liên minh Võ Đạo có 5 cứ điểm lớn nhỏ ở Yến Kinh, chúng tôi đều đã triệt phá hết rồi. Thêm nữa, Phủ Thuận Thiên của chúng tôi cũng đã đưa ra thông báo sẽ cấm vô thời hạn việc Liên minh Võ Đạo Thế Giới xin mở võ quán ở Yến Kinh. Kể từ khi Diệp Lâm nhận anh ta làm đệ tử, Hoa Quốc Đống rất quan tâm đến chuyện này. Theo yêu cầu của Diệp Lâm, Yến Kinh sẽ không còn tổ chức Liên minh Võ Đạo nữa. Được, anh đã vất vả rồi. Diệp Lâm hài lòng gật đầu. Không có gì, được làm việc cho sư phụ là vinh hạnh của tôi. Hoa Quốc Đống đắc ý nói. Sau đó, hai người trò chuyện một lúc. Hoa Quốc Đống tiếp tục mời, sư phụ, bây giờ anh rảnh không? Có muốn ra ngoài ngồi không? Anh đã chính thức nhận tôi làm đệ tử, tôi còn chưa mời rượu anh. Vừa hay tôi và bạn cùng nhau mở quán bar. Sư phụ, nếu bây giờ anh rảnh rỗi, tôi sẽ đưa anh đi uống một ly, anh thấy sao? Được, Diệp Lâm đồng ý. Nhưng khi nghe địa chỉ quán bar thì tình cờ lại ở gần đây. Vì thế Diệp Lâm cũng không kêu anh ta tới đón mà tự mình đi tới. Quán bar Đại Dương Xanh. Đây là quán bar mà một số bạn bè của Hoa Quốc Đống ở Yến Kinh góp tiền mở ra lúc bữa ổn chán. Dần dần, nó trở thành nơi để những người trong giới của họ thường xuyên tụ tập. Vì phục vụ cho những anh chàng thượng lưu, tiêu tiền như nước nên việc kinh doanh của quán bar vô cùng phát đạt. Diệp Lâm tiến vào. Liếc nhìn khung cảnh sôi động bên trong, không thấy Hoa Quốc Đống đâu. Đoán anh ta đang trên đường tới đây. Diệp Lâm tùy tiện tìm một chỗ yên tĩnh ngồi xuống, sau đó gọi một ly rượu. Đồ uống vừa được đưa lên. Lúc này, một giọng nói ngạc nhiên và quen thuộc vang lên từ phía sau. Anh cả! Làm sao anh lại ở đây? Diệp Lâm không cần quay đầu lại nhìn cũng biết người xuất hiện phía sau chính là em trai cùng cha khác mẹ của mình, Diệp Trạch. Đồng thời, Diệp Lâm cũng nảy ra một nghi vấn, sao anh lại gặp Diệp Trạch ở đây? Diệp Trạch cũng đã tham gia vào nhóm này sao? Là anh thật sao? Lúc này Diệp Trạch đi tới trước mặt anh, nhìn kỹ hơn, quả nhiên nhìn thấy Diệp Lâm đang cầm ly rượu, vẻ mặt ung dung, nhàn nhã. Nghĩ đến những điều khó chịu xảy ra lần cuối họ gặp nhau. Diệp Lâm không chỉ đánh cậu ta mà còn dám ra tay với cả mẹ cậu ta. Hơn nữa, chú Báo và những người bảo vệ cậu ta gần như cũng bị anh giết chết. Thù cũ hận mới khiến sắc mặt Diệp Trạch dần trở nên hung dữ. Sao anh lại tới đây? Diệp Trạch không vui hỏi lại. Tại sao tôi lại không thể ở đây? Diệp Lâm lười trả lời đối phương, nhưng đối phương lại không ngừng hỏi, thế là anh bình tĩnh hỏi lại, quán bar này là do cậu mở ra sao? Anh, một câu khiến Diệp Trạch không nói nên lời. Làm sao cậu ta có đủ tư cách để mở một quán bar ở cấp độ này? Địa vị của mọi cổ đông ở đây đều rất nổi bật. Không phải một cậu chủ nhà giàu bình thường như cậu ta có thể so sánh. Lúc này, những người bạn đi cùng Diệp Trạch đều tò mò hỏi, Diệp thiếu gia, người này là ai?
Tại sao vừa rồi cậu lại gọi anh ta là anh trai? Tôi có nghe nhầm không? Hừ, Diệp Trạch khinh thường hừ một tiếng, anh ta chính là người mà tôi kể cho các cậu đó, tên anh trai dùng xe tông chết người, bị bắt giam, tuần trước vừa mới được thả ra. Ôi đám cậu chủ này nghe vậy thì đều nhận ra, thì ra là anh ta. Lập tức, ánh mắt mọi người nhìn Diệp Lâm bắt đầu trở nên không thiện cảm, thậm chí tràn đầy khinh thường. Bởi vì bình thường, khi Diệp Trạch nhắc đến anh trai cùng cha khác mẹ của mình, lời nói của cậu ta cũng vô cùng mỉa mai. Bị ảnh hưởng bởi điều này, nhóm bạn này đương nhiên sẽ không coi trọng Diệp Lâm. Huống chỉ, họ còn nghe Diệp Trạch nói anh trai là nỗi ô nhục của gia tộc, sau khi ra tù lại bị trục xuất khỏi nhà họ Diệp, trở thành kẻ vô dụng. Một chú chó hoang phải ngồi tù 5 năm, sau đó bị đuổi ra khỏi nhà. Mọi người càng khinh thường Diệp Lâm. Quán bar này là nơi mà các công tử đứng đầu Yến Kinh thường tụ tập. Anh ta vẫn tưởng mình là cậu cả của nhà họ Diệp chắc. Anh ta còn mặt mũi đến nơi như thế này sao? Thật đúng là không biết tự lượng sức mình. Mọi người thi nhau bàn tán, lời nói đầy sự bài xích và chế nhạo. Diệp Trạch cũng lạnh lùng nói với Diệp Lâm, anh không có tư cách đi tới những nơi như vậy đâu. Mặc dù quán bar này mở cho mọi người, nhưng vì những người hay lui tới tụ tập phần lớn đều là những cô cậu chủ ở trong giới nhà giàu nên theo thời gian, người bình thường cũng biết mình không thể hòa nhập nên không dám chủ động tới đây nữa. Ngay cả Diệp Trạch cũng vì mấy năm gần đây quen biết một nhà đầu tư của quán bar, một cậu chủ hàng đầu ở Yến Kinh nên mới vào được, không hề dễ dàng. Nhưng hôm nay, nhìn thấy Diệp Lâm công khai xuất hiện ở đây, Diệp Trạch vừa tức giận vừa buồn cười. Anh nhìn lại chính mình đi. Anh có tư cách gì mà ngồi ở đây? Anh chỉ là con chó hoang mà thôi. Diệp Trạch bắt đầu nói những lời khó nghe với Diệp Lâm. Xung quanh dần dần có nhiều người vây quanh, tò mò xem chuyện gì đang xảy ra ở đây. Suy cho cùng, đây là một vòng tròn quan hệ cố định, những người trong đó đều rất nổi bật và quen biết lẫn nhau nên ít xảy ra xung đột. Sau khi nghe tin người ngồi đó là một kẻ sát nhân đã lái xe tông chết người, nhiều vị khách bắt đầu có ác ý với Diệp Lâm, thậm chí còn hò hét đuổi anh ra khỏi đây. Chẳng mấy chốc, Diệp Lâm trở thành mục tiêu chỉ trích của mọi người. Sắc mặt Diệp Trạch dần dần trở nên đắc ý và ngạo mạn. Đây là điều cậu ta mong muốn. Vốn tưởng rằng Diệp Lâm sẽ xấu hổ cụp đuôi rời đi. Không ngờ Diệp Lâm vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Như thể những lời bàn tán xung quanh không phải đang nói về anh vậy. Anh, Diệp Trạch cũng bị chọc giận. Nói xong chưa, Diệp Lâm lạnh lùng hỏi. Hả, Diệp Trạch giật mình, sau đó cười nhạo nói. Nể tình anh đã là anh trai cùng cha khác mẹ của tôi đã rất lịch sự rồi, sao anh còn không mau cút khỏi đây? Cậu mới là người nên cút đấy. Lời còn chưa dứt, Diệp Lâm đã rót hết rượu trong ly lên mặt Diệp Trạch, lạnh lùng nói, cút khỏi đây cho tôi. Mọi chuyện xảy ra vô cùng đột ngột, đột nhiên, khung cảnh rơi vào sự im lặng. Không ai có thể ngờ rằng Diệp Lâm, một cậu chủ hết thời lại dám đổ rượu vào mặt em trai mình là Diệp Trạch ở nơi công cộng. Bây giờ, mọi người càng thêm hứng thú, muốn xem Diệp Trạch sẽ làm gì để lấy lại mặt mũi. Nếu ngay cả một người anh trai bị đuổi ra khỏi nhà mà cũng không đối phó, sau này Diệp Trạch cũng đừng hòng ở lại trong giới này được nữa, bởi vì từ nay về sau sẽ trở thành trò cười cho mọi người. Chết tiệt, sao anh dám đổ rượu lên mặt tôi? Diệp Trạch vừa mới khôi phục lại sau cú sốc, vội lau rượu trên mặt, lúc này mới nhận ra đây là sự thật, điều này càng khiến cậu ta tức giận hơn. Nếu cậu còn tiếp tục làm ồn, cậu có tin tôi đánh cho cậu một trận không? Diệp Lâm nói. Nghe vậy, Diệp Trạch sợ đến mức không dám hó hé gì, như phản xạ có điều kiện. Suy cho cùng, một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ sợi dây thừng. Nghĩ đến cảnh tượng Diệp Lâm đánh bay mình mấy ngày trước, Diệp Trạch vẫn còn sợ hãi. Dù sao thì người anh này đã ở tù được 5 năm, dường như đã trở nên mạnh mẽ hơn. Nhiều năm trôi qua, cuộc sống sa đọa của Diệp Trạch đã bào mòn cơ thể cậu A, cậu ta cũng tự cảm thấy mình không phải là đối thủ của anh trai. Anh, Diệp Trạch lùi lại mấy bước, sợ Diệp Lâm ra tay thật. Cậu ta định quay lại gọi bảo vệ. Nhưng đúng lúc này, gì vậy? Sao bên đó ồn ào thế? Xảy ra chuyện gì à? Trước cửa quán bar, một cậu chủ ăn mặc sang trọng bước vào, được một nhóm vệ sĩ hộ tống. Khi nhìn thấy điều này, các nhân viên xung quanh và khách của quán đều đứng dậy chào hỏi. Bàng thiếu gia, chào buổi tối. Diệp Trạch nghe vậy thì quay người lại, vui mừng khôn xiết.
Bàng thiếu gia đó là đại ca mới của anh ta, chính nhờ đi theo bàng thiếu mà Diệp Trạch mới có cơ hội hòa nhập vào giới này, nhất thời cảm thấy như cá gặp nước. Tóm lại, Diệp Trạch là người của bàng thiếu. Bàng thiếu, ở đây có người đang gây rối. Lúc này, có người có thiện ý đã miêu tả ngắn gọn tình huống ở đây. Nghe vậy, bàng thiếu thản nhiên mỉm cười, ai mà to gan vậy, dám gây chuyện ở chỗ của tôi. Quán bar này cũng được anh đầu tư rất lớn, anh ta và Hoa Quốc Đống đều được mệnh danh là tứ đại công tử Yến Kinh. Cha anh ta là phó viện trưởng viện kiểm sát, ngang hàng với cha của Hoa Quốc Đống, đều là quan chức cấp 3. Vì có gia thế hiển hách nên đi đến đâu bàng thiếu cũng luôn được người khác kính trọng, tính tình cực kỳ kiêu ngạo, không ai dám đụng tới. Bàng thiếu gia, Diệp Trạch chen vào trước mặt bàng thiếu gia, cúi đầu chào hỏi. Ồ, là tiểu dạ tử, bàng thiếu tùy ý gật đầu. Trong mắt bàng thiếu, những công tử con nhà giàu cố gắng hết sức để lấy lòng anh ta như Diệp Trạch không khác gì đám cún con. Rảnh rỗi sẽ mang theo cho vui, xung quanh anh ta không thiếu những con cún con như vậy. Những vị trí này dù người bình thường có muốn cũng không có tư cách mà làm. Bàng thiếu gia, trước tiên tôi phải xin lỗi anh. Diệp Trạch lại cúi đầu, nói, người gây chuyện ở đây chính là anh trai cùng cha khác mẹ của tôi. Cái gì, nghe vậy, sắc mặt của bàng thiếu hơi thay đổi. Anh ta thầm nghĩ, người nhà họ Diệp to gan thật, sao dám gây chuyện trên địa bàn của mình. Nhưng anh ta không còn là anh trai của tôi nữa, anh ta đã bị đuổi ra khỏi nhà sau khi ra tù. Diệp Trạch tiếp tục giải thích. Tôi vừa nhìn thấy anh ta đến đây uống rượu một mình, tôi sợ anh ta sẽ làm ô uế quán bar của anh. Người như anh ta làm sao có tư cách ở lại đây được. Cho nên tôi muốn đuổi anh ta ra ngoài. Nhưng tên nhóc đó không những không chịu đi mà còn hất rượu vào mặt tôi. Mọi người xung quanh tôi đều đã làm chứng, mọi điều tôi nói đều là sự thật. Nghe vậy, vẻ mặt của bàng thiếu cũng dịu đi một chút. Vốn tưởng rằng Diệp Trạch cậy có chính mình chống lưng nên để cho người nhà mình vào đây gây náo loạn. Không ngờ chính người gây rắc rối lại là anh trai của cậu ta. Diệp Lâm, phải không? Người này tôi có nghe nói qua. Dù sao thì cha của bàng thiếu cũng là người của Viện Kiểm sát. Viện Kiểm sát, Bộ Tư pháp và Tòa án Nhân dân tối cao được gọi chung là ba cơ quan pháp quyền. Khi đó, vụ án Diệp Lâm tông xe quá tốc độ gây chấn động một thời gian, cha anh ta cũng tham gia điều tra. Vì vậy, bàng thiếu vẫn có chút ấn tượng với Diệp Lâm. Cậu nói đúng, một kẻ vào tù ra tội như anh trai cậu không đủ tư cách đến một nơi như thế này. Đừng nói anh ta đã vào tù, cho dù anh ta chưa vào tù, nếu không có sự đồng ý của tôi, anh cũng không có tư cách ngồi ở đây. Ánh mắt bàng thiếu trở nên lạnh lùng, theo hướng Diệp Trạch chỉ tay, nhìn thấy Diệp Lâm đang uống rượu một mình. Nghe vậy, Diệp Trạch vui mừng khôn xiết. Euro ó bàng thiếu ra chống lưng. Tối nay cậu ta nhất định phải khiến cho Diệp Lâm nếm mùi đau khổ. Lúc này, bàng thiếu đã dẫn đầu đám đông đến chỗ Diệp Lâm. Trong lúc nhất thời, bầu không khí tại hiện trường bỗng trở nên nghiêm trọng. Diệp Lâm ngồi cũng trở thành tâm điểm của cả hội trường. Những người xung quanh, có người hả hê trước sự xui xẻo của anh, cũng có người lo lắng cho anh. Suy cho cùng, nếu xúc phạm thiếu gia nhà họ bàng thì sẽ chẳng thể có kết cục tốt đẹp. Có lẽ... đêm nay anh sẽ bị đánh cho thừa sống thiếu chết. Anh là Diệp Lâm sao? Bàng thiếu lạnh lùng nhìn Diệp Lâm. Mặc dù Diệp Trạch là em trai của anh, nhưng bây giờ cậu ta cũng là người của tôi. Đánh chó phải nhìn chủ. Anh dám đổ rượu vào mặt cậu ta, cũng có nghĩa là không nể mặt tôi. Nói xong, bàng thiếu phất tay. Những người pha chế xung quanh hiểu ý, lập tức xếp ra 10 chai rượu. Bàng thiếu chỉ vào những chai rượu và nói tiếp, bây giờ, anh hãy quỳ xuống. Dùng đầu đập vỡ tất cả những chai rượu này, sau đó liếm sạch rượu đổ trên mặt đất, tôi có thể để anh đi. Nếu không, tôi đảm bảo, tối nay anh sẽ không thể đứng mà bước ra khỏi cánh cửa này đâu. Những lời này vừa nói ra, hiện trường bỗng nhiên trở nên ồn ào trở lại. Những người biết rõ hơn bắt đầu hét lên, đây là gia pháp. Cái gọi là gia pháp chẳng qua là một phương pháp tàn nhẫn để trừng phạt những người ngoài giới của họ. Lúc đầu, có một số tên loai choai dám gây rối ở đây. Tất cả buộc phải dùng đầu đập vỡ chai bia cho đến khi ngất xỉu. Theo thời gian, phương pháp trừng phạt này ở đây được gọi đùa là gia pháp. Tuy nhiên, sau khi sử dụng cách này một hai lần, không ai dám gây rắc rối ở đây nhóm công tử nhà giàu có mặt nữa. Lúc này, bàng thiếu lại sử dụng đến gia pháp, điều này đột nhiên khuấy động bầu không khí của hiện trường lên cực độ.
Hầu hết mọi người đều trông thích thú như đang xem một vở kịch hay. Thậm chí còn có người công khai đặt cược xem Diệp Lâm sẽ đập vỡ được bao nhiêu chai rượu. Diệp Trạch nhìn thấy cảnh này cũng không khỏi vui sướng. Giờ đây, cậu ta không chỉ có thể trả thù cho nỗi nhục nhã ngày hôm nay mà còn có thể trả thù việc Diệp Lâm đánh mình và mẹ vào tuần trước. Diệp Trạch thầm cười nhạo, đêm nay, tôi sẽ cho anh biết thế nào là lễ độ. Nếu không phải có Bàng Thiếu ở đây, Diệp Trạch đã chủ động dùng chai rượu đánh vào đầu Diệp Lâm rồi. Tuy nhiên, so với việc để người khác làm, Bàng Thiếu lại thích việc để họ tự làm hơn. Diệp Lâm, nể mặt em trai anh, tôi sẽ không làm khó anh, chỉ chuẩn bị 10 chai rượu thôi. Nghe vậy, Diệp Trạch vội vàng nói, không cần nể mặt tôi, cứ cho thêm. Còn chưa nói xong, Bàng Thiếu chỉ liếc đã lạnh lùng liếc cậu ta một cái, Diệp Trạch sợ đến mức nhanh chóng im bặt, không dám nói thêm nữa. Hàm ý của cái nhìn đó dường như muốn nói, ở đây có chỗ cho cậu lên tiếng sao? Quyết định của Bàng Thiếu giống như là thánh chỉ, một nhân vật nhỏ bé như, Diệp Trạch sao có thể tùy ý thay đổi. Diệp Lâm vẫn thờ ơ ngồi đó. Bàng Thiếu lại cười nhạo, nếu anh không tự mình làm thì đừng trách tôi không khách sáo. Tôi cam đoan nếu như người của tôi ra tay, anh sẽ phải chịu gấp 10, gấp trăm lần. Vừa dứt lời, một nhóm đàn ông cao to vạm vỡ xung quanh Bàng Thiếu đã lần lượt bước tới, háo hức muốn ra tay. Trong số đó có những vệ sĩ xung quanh Bàng Thiếu và những tên tay sai được quán ba thuê. Tất cả họ đều muốn thể hiện trước mặt Bàng Thiếu để nhận được phần thưởng. Và một khi họ ra tay, họ sẽ không bao giờ thương xót cho bất kỳ ai. Đúng như Bàng Thiếu đã nói, bọn họ ra tay không biết nặng nhẹ. Đến lúc đó, sẽ không đơn giản là dùng 10 chai rượu đập vào đầu nữa. Tự mình làm, hay để những người xung quanh Bàng Thiếu ra tay? Mặc dù đây là câu hỏi lựa chọn nhưng có vẻ như không có lựa chọn nào. Khác, chỉ cần não không hỏng thì ai cũng biết nên chọn cái nào. Mọi người xung quanh đều nhìn Diệp Lâm, chờ đợi anh đưa ra lựa chọn cuối cùng. Ồ, tên nhóc này thật đúng là tự rước họa vào thân, nếu như nghe lời em trai rời đi thì đã không có chuyện gì rồi. Rơi vào tay Bàng Thiếu, coi như anh ta xui xẻo. Xem ra đêm nay sẽ phải đổ máu rồi đây. Nếu không sẽ cũng không thể thỏa mãn nổi Bàng Thiếu đâu. 10 chai rượu, căn răng thì cũng qua được. Dưới ánh mắt mong chờ của mọi người, Diệp Lâm chậm rãi đưa tay ra, cầm lấy một chai rượu chưa mở. Đám đông lập tức hò reo hoan hô. Như thế vở kịch hay sắp diễn ra vậy. Ha ha, nhìn thấy cảnh này, Diệp Trạch không khỏi bật cười thành tiếng. Ngày ra tù, chẳng phải anh ngông cuồng lắm sao? Để xem tối nay anh còn dám nữa không? Nhìn thấy Diệp Lâm như vậy, Diệp Trạch vô cùng hả hê. Cậu ta lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị chụp cảnh tiếp theo gửi cho mẹ, để bà ta vui sướng một phen. Anh họ Bàng sao, cha anh là người của viện kiểm sát, đúng không? Diệp Lâm vẫn còn nhớ cái họ này. Không sai, Bàng Thiếu kiêu ngạo gật đầu. Với địa vị nổi bật như vậy, ở Yến Kinh, số người có thể động tới anh ta chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bàng Thiếu ra nhìn Diệp Lâm, thầm nghĩ. Sau khi biết được danh tính của mình, đối phương sẽ ngoan ngoãn vâng lời. Thế là, anh ta chờ đợi anh chủ động dùng chai rượu đập vào đầu mình. Nhưng kết quả thật bất ngờ. Diệp Lâm cầm chai rượu đứng dậy, sau đó lạnh lùng nói, vụ án oan của tôi nắm đó, nhà họ Bàng các người cũng có một phần trách nhiệm. Nói xong, Bàng Thiếu còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra. Chai rượu trong tay Diệp Lâm đã vẽ một vòng cung hoàn hảo giữa không trung. Đập mạnh vào đầu Bàng Thiếu. Choang! Tiếng thủy tinh vỡ vang vọng khắp quán bar. Lúc này, rượu đã hòa với máu, chảy xuống từ đầu Bàng Thiếu. Bàng Thiếu sững sờ đứng đó, mãi vẫn không phản ứng lại. Khung cảnh rơi vào im lặng trong giây lát. Mọi người đều nhìn Diệp Lâm như thể nhìn một tên điên. Không có người dám nghĩ tới lựa chọn cuối cùng của Diệp Lâm chính là đập chai rượu vào đầu Thiệu Bàng. Oh my god, thằng nhóc này điên rồi sao? Nó dám đập đầu Bàng Thiếu à? Xem ra tối nay sắp có án mạng, tên nhóc này chết chắc rồi. Cùng với hành động của Diệp Lâm, hiện trường cũng trở nên náo động. Anh làm cái quá. Diệp Trạch bên cạnh sợ hãi đến mức hơi thở và nhịp tim đều ngừng lại trong giây lát. Vốn dĩ cậu ta muốn nhìn thấy Diệp Lâm chịu nhục, nhưng cậu ta chưa bao giờ dám nghĩ tới tên điên Diệp Lâm này lại dám đánh người. Ở nhà anh ta đánh mình và mẹ rồi, ra ngoài còn dám tấn công Bàng Thiếu ra sao? Hơn nữa, anh ta còn dùng chai rượu đập thẳng vào đầu Bàng Thiếu thiếu gia. Lúc này, Diệp Trạch không dám nhìn mặt Bàng Thiếu.
Cậu ta thậm chí không dám tưởng tượng rằng tiếp sau đây Bàng Thiếu sẽ nổi cơn thịnh nộ kinh khủng như thế nào. Có lẽ, cả nhà họ Diệp của họ cũng sẽ bị liên lụy theo. Dù sao thì cha của Bàng Thiếu cũng là phó viện trưởng viện kiểm sát. Một quan chức cấp 3. Đánh con trai phó viện trưởng viện kiểm sát thì sao có thể yên thân được. Xong rồi, xong đời rồi. Diệp Trạch vô cùng lo lắng, không biết phải làm sao. Ơ ó lẽ lần này, nhà họ Diệp Xế Tiêu Tùng mất. Tên khốn này, tên điên này. Diệp Trạch hung ác trừng mắt nhìn Diệp Lâm, như thể đang nhìn kẻ thù của giết cha. Nếu ánh mắt có thể giết người thì cậu ta chỉ muốn băm vằm Diệp Lâm thành trăm mảnh để cho nhà họ Bàng một lời giải thích. Bàng Thiếu gia, nghe tôi giải thích, tên này, đã bị trục xuất khỏi nhà họ Diệp gia rồi. Không liên quan gì đến nhà chúng tôi hết. Bàng Thiếu gia, Diệp Trạch lại hoảng sợ, đứng sang một bên, cúi đầu giải thích với Bàng Thiếu, cố gắng hết sức giữ khoảng cách với Diệp Lâm. Cậu biến đi cho tôi. Trong cơn tức giận, Bàng Thiếu thiếu gia đâu còn quan tâm tới điều gì khác. Anh ta vung tay tát một cái, khiến Diệp Trạch ngã nhào xuống đất. Sau khi bị đánh, Diệp Trạch che mặt ngồi xổm trên mặt đất, miệng không ngừng xin lỗi, trong lòng vô cùng sợ hãi. Lúc này, Bàng Thiếu đột nhiên tỉnh lại sau cơn đau. Anh ta kêu lên và che trán nhưng máu vẫn chảy xuống không thể kiểm soát. Một người được nuông chiều từ nhỏ như anh chưa từng phải chịu đau đớn đến mức như vậy. Trong chốc lát, tầm nhìn của anh ta bị mờ đi bởi máu. Điều này khiến anh ta vừa sợ hãi, vừa tức giận. Bàng Thiếu, anh ổn chứ? Mau lên, có bác sĩ không? Mau đến cầm máu cho Bàng Thiếu đi. Ngay lập tức, những người xung quanh bắt đầu chạy đến giúp Bàng Thiếu cầm máu và chữa trị vết thương. Dù chỉ là vết thương ngoài da nhưng Bàng Thiếu gia vẫn cảm thấy hơi choáng váng, không biết có bị tổn thương đến não hay không. Sau khi được băng bó sơ qua, Bàng Thiếu mới hoàn toàn bình phục sau cảm giác bối rối, sững sờ và tức giận vừa rồi. Anh dám đánh tôi? Bàng Thiếu nhìn chằm chằm vào Diệp Lâm với vẻ khó tin. Anh ta vốn dùng gia pháp với tên nhóc này, nhưng không ngờ đối phương lại lấy chai rượu đập thẳng vào đầu anh ta. Tên này điên rồi sao? Tôi đánh anh đấy, thì sao? Diệp Lâm tỏ vẻ thờ ơ. Nhà họ Bàng các anh đã hại tôi phải ngồi tù 5 năm. Tôi đánh anh một cái mà anh đã không chịu nổi rồi sao? Việc Diệp Lâm bị buộc tội và bỏ tù oan phần lớn trách nhiệm là do viện kiểm sát. Diệp Lâm không tin bọn họ không tìm ra được chân tướng. Họ không muốn điều tra. Hay cố ý làm vậy? Tóm lại, vụ án này có liên quan mật thiết đến nhà họ Bàng. Đây chỉ mới là khởi đầu thôi. Nhà họ Bàng các anh đã bắt tôi phải ngồi tù 5 năm. Vậy tôi cứ đập 5 chai rượu vào đầu anh rồi tính tiếp. Nói rồi, Diệp Lâm đưa tay cầm lấy một chai rượu khác lên. Trong khoảnh khắc, hiện trường lại trở nên náo động. Không ai ngờ rằng Diệp Lâm lại dám đánh Bàng Thiếu để trút giận vì sự việc 5 năm trước. Tên này điên thật rồi. Năm đó chính anh ta lái xe đâm chết người mà, anh ta còn tỉnh táo không vậy? Sau khi ra tù, anh ta còn dám trả thù thiếu gia nhà họ Bàng. Đúng là ngang ngược. Nghe vậy, Bàng Thiếu lập tức sửng sốt. Cha anh ta đã xử lý vô số vụ án, nhưng không có tù nhân nào dám kiêu ngạo. Như Diệp Lâm, sau khi ra tù lại dám báo thù. Mẹ nó, anh muốn chết, phải không? Bàng Thiếu vừa ngạc nhiên, vừa tức giận. Tôi sẽ cho anh một trận thừa sống thiếu chết, sau đó sẽ đưa anh vào tù. Cả đời anh sẽ không bao giờ thoát ra được đâu. Vừa nói, Bàng Thiếu vừa vẫy tay. Các vệ sĩ và tay sai xung quanh anh ta lập tức lao về phía trước. Đối mặt với sự bao vây và trấn áp của một đám người to lớn, Diệp Lâm vẫn bình tĩnh ngồi đó, thản nhiên ném chai bia vừa nhặt được thẳng về phía trước. Phút, chai bia dễ dàng xuyên qua nhóm vệ sĩ và đập chính xác vào đầu Bàng Thiếu. Choang, cái chai vỡ tan. Đầu của Bàng Thiếu vừa được băng bó xong lại chảy máu. Cú va chạm khiến anh ta choáng váng, đầu óc ong ong. Lúc này, mọi người lại một lần nữa sửng sốt, há hốc mồm. Tất cả đều mắt chữ A, mồm chữ không, lộ ra vẻ không thể tin được. Điên rồi. Tên nhóc họ Diệp đó điên thật rồi. Sắp chết đến nơi mà còn dám dùng chai rượu đánh Bàng Thiếu. Đúng là không biết chứ chết viết như thế nào. A, Bàng Thiếu ôm đầu hét lớn. Sau đó, anh ta tức giận gầm lên, giết anh ta. Giết anh cho tôi. Lúc này, Diệp Trẻ cũng từ dưới đất đứng dậy. Cùng đám vệ sĩ và tay sai xông tới. Như thể vì đại nghĩa diệt thân, lập công chuộc tội, ra tay trước để cầu xin sự tha thứ của Bàng Thiếu.
Dừng lại, đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một âm thanh lớn. Ngay sau đó, một loạt tiếng bước chân dồn dập truyền đến, đám người đang xem náo nhiệt lập tức tản ra. Một thanh niên cao lớn bước ra ngăn chặn vụ việc. Hoa thiếu gia, thì ra là cảnh vệ trưởng. Thấy vậy, mọi người xung quanh đều nhường bước và gật đầu chào hỏi. Đúng vậy, người tới không ai khác chính là Hoa Quốc Đống. Anh ta cũng là một trong những nhà đầu tư của quán bar này. Khi nhìn thấy Hoa Quốc Đống, tất cả mọi người đều nghĩ, xong rồi, tên nhóc họ Diệp này tiêu đời rồi. Dù sao Hoa Quốc Đống cũng là người của Phủ Thuận Thiên. Cộng thêm mối quan hệ giữa Hoa Quốc Đống và Bàng Thiếu, anh ta nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho tên nhóc này. Quốc Đống, cậu đến rồi sao? Như thể nhìn thấy người giúp đỡ, Bàng Thiếu vội vàng nói, mau. Cậu mau gọi người của Phủ Thuận Thiên đến đây. Tôi phải đánh chết cho tên nhóc này một trận, sau đó nhốt anh ta vào tù. Hoa Quốc Đống liếc nhìn cái đầu đầy máu của Bàng Thiếu, lắc đầu bất lực. Sau đó, anh ta nghiêm túc nói, Văn Hiên, xin lỗi cậu, tôi thể bắt người này được. Cái gì? Bàng Thiếu ngây người, cho rằng mình nghe lầm rồi. Không thể bắt. Vì sao không thể bắt? Tạm thời không nói đến chuyện thằng nhãi họ Diệp đánh mình thành thế này, chỉ nói đến chuyện cho dù không có người quen là Hoa Quốc Đống, thì một khi mình đi báo án bình thường thôi, cũng sẽ có người quản. Huống chỉ, mối quan hệ giữa mình và Hoa Quốc Đống khá tốt. Mọi người đều có cùng xuất thân. Cha của hai bên qua lại ngang hàng, muốn bắt người nào cũng. Chỉ là một câu thôi mà. Quốc Đống, cậu xem vết thương trên đầu tôi này, chính là thằng nhãi kia dùng chai rượu đập. Bàng Thiếu cho rằng Hoa Quốc Đống chưa biết rõ ràng tình huống, vậy nên kiên nhẫn giải thích rõ ràng lại lần nữa. Mau, cho người của tôi đánh tàn thằng nhãi kia trước, rồi cho người của cậu đi bắt thằng nhãi kia lại nhốt vào trong tù. Đáp lại sự chờ đợi của Bàng Thiếu lại là một lần thất bại. Văn Hiên, cậu đừng nói nữa. Hoa Quốc Đống tiếp tục kiên trì ni tôi không thể bắt anh ta, cậu cũng không được động đến anh ta. Cái gì? Hai lần không thể bắt liên tiếp, cộng thêm thái độ của Hoa Quốc Đống lần sau kiên quyết hơn lần trước. Bàng Thiếu cực kỳ giật mình, sau đó là giận dữ. Vì sao hả? Anh ta đánh tôi thành dáng vẻ này, vì sao không thể bắt được hả? Cậu mẹ nó rốt cuộc là đứng về phía ai hả? Hoa Quốc Đống hít sâu một hơi. Nói ra lời rất chấn động, bởi vì anh ta là sư phụ của tôi. Nghe vậy, toàn bộ hiện trường đều ồn ào lên. Mọi người đều sôi nổi nhìn về phía Hoa Quốc Đống với ánh mắt ngạc nhiên. Chuyện này chấn động không kém gì chuyện Diệp Lâm dám dùng chai rượu đập lên đầu Bàng Thiếu. Mọi người đều nghĩ rằng thằng nhãi họ Diệp kia điên rồi, chẳng lẽ Hoa Thiếu cũng điên rồi. Tạm thời không nói tới chuyện tuổi tác hai người tương đương nhau. Chỉ nói về thân phận giữa hai người. Cách xa như trời và đất. Diệp Lâm là một tên phạm nhân mới vừa ra tù, có tài đức gì mà có thể làm sư phụ của Hoa Quốc Đống. Con mẹ nó thật sự là không thể tin nổi mà. Mọi người thà rằng tin tưởng trên thế giới này có quỷ, cũng không dám tin tưởng câu nói lúc nấy của Hoa Quốc Đống. Sư phụ, cậu mẹ nó nói chơi cái gì vậy? Bàng Thiếu vừa sốt ruột vừa tức giận. Đã tới lúc nào rồi mà Hoa Quốc Đống còn nói đùa với mình nữa chứ? Cố ý coi mình xấu mặt hả? Cậu uống say hả? Hoa Quốc Đống lắc đầu, tỏ vẻ mình không say. Sau đó, anh ta đi lại gần Diệp Lâm, cung kính mà lại áy náy nói, sư phụ, ngại quá, tôi đến muộn rồi. Anh ta vốn định mời sư phụ đến quán ba mình mở uống một cốc để thả lỏng tâm trạng, nhân tiện kéo gần mối quan hệ. Kết quả là lại xảy ra loại chuyện này, khiến Hoa Quốc Đống cảm thấy đau đầu và khó xử lý. Diệp Lâm vẫn cứ bình tĩnh. Không vì chút chuyện nhỏ này mà giận chó đánh mèo Hoa Quốc Đống. Anh đi sang một bên đi. Đây là chuyện giữa tôi và anh ta, không có liên quan gì đến anh. Nhưng, Hoa Quốc Đống có chút khó xử. Một bên là sư phụ mình vừa nhận. Một bên là người bạn chơi chung từ nhỏ đến lớn. Dù là bên nào thì Hoa Quốc Đống cũng không muốn đắc tội, nhưng mà cũng không thể mặc kệ. Sư phụ, có thể tạm thời bỏ qua chuyện này không? Hoa Quốc Đống khó khăn mà mở miệng cầu xin. Anh ta biết rõ thực lực đáng sợ của Diệp Lâm, nếu lát nữa thật sự có đánh nhau, thì đám vệ sĩ của Bàng Thiếu sẽ chẳng có tác dụng gì cả, người chịu thiệt si cùng cũng sẽ là Bàng Thiếu. Đồng thời, anh ta cũng biết rõ thế lực khổng lồ của nhà họ Bàng. Dù hôm nay Bàng Thiếu chết hay bị thương, thì nhà họ Bàng đều sẽ không bỏ qua. Nhà họ Bàng và Diệp Lâm đánh nhau, kết quả sẽ là hai bên cùng có hại.
Hoa Quốc Đống cảm thấy vẫn nên cố gắng biến chiến tranh thành tơ lụa, để giữ mặt mũi cho hai bên thì tốt hơn. Lúc này, nghe được cuộc đối thoại của hai người, rồi thấy Diệp Lâm ngồi ngay ngắn, còn Hoa Quốc Đống thì khom lưng đứng bên cạnh, mở miệng ngậm miệng đều gọi sư phụ, giống như là đồ đệ thăm hỏi sư phụ dạy dỗ đồ đệ vậy, mọi người đều cực kỳ giật mình. Bọn họ nghĩ, chẳng lẽ đầu óc Hoa Thiếu thật sự có vấn đề? Coi thằng nhãi kia là sư phụ của mình thật hả? Quốc Đống, cậu mẹ nó uống lộn thuốc hả? Coi thằng nhãi kia là sư phụ thật hả? Bàng Thiếu cũng vô cùng ngạc nhiên, không thể tin nổi. Một màn trước mắt thật sự là trò cười lớn nhất thiên hạ. Văn Hiên, Hoa Quốc Đống quay người lại nhìn Bàng Thiếu lần nữa, nghiêm túc nói, Diệp tiên sinh thật sự là sư phụ của tôi. Cậu hãy nể mặt tôi một lần, bỏ qua chuyện này đi. Tôi cũng sẽ cầu xin sư phụ tha cho cậu. Nghe vậy, Bàng Thiếu tức giận đến mức bật cười. Bỏ qua, con mẹ nó, anh ta đánh tôi, lấy chai rượu đập lên đầu tôi, mà cậu bảo tôi bỏ qua cho anh ta. Còn nữa, cậu vừa nói cái gì cơ? Cậu xin anh ta tha cho tôi hả? Ha ha, tôi không nghe lầm chứ. Hiện giờ mẹ nó là tôi sẽ không bỏ qua cho anh ta. Anh ta có tư cách gì không bỏ qua cho tôi? Đừng tưởng rằng có tên đồ đệ hờ là cậu là có thể đấu với tôi. Tôi mẹ nó bực lên, ngay cả cậu tôi cũng đánh. Bàng Thiếu càng nói càng tức giận nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải vì mối quan hệ nhiều năm qua với Hoa Quốc Đống và không muốn xé rách thì anh ta đã không phải nói nhiều, trực tiếp ra lệnh cho vệ sĩ lên đánh người rồi. Quốc Đống, cậu tránh ra cho tôi. Cậu không bắt người thì thôi. Tôi sẽ cho người của tôi làm chết thằng nhãi kia rồi nói sau. Dù không có sự giúp đỡ của Phủ Thuận Thiên thì Bàng Thiếu cũng có rất nhiều cách để xử lý đối phương. Có điều, Hoa Quốc Đống đã thấy thì sao có thể dễ dàng lui bước. Văn Hiên, tôi lặp lại lần nữa, anh ta là sư phụ của tôi. Có tôi ở đây, cậu không thể động đến anh ta được. Ngay sau đó, không khí hiện trường đột nhiên trở nên căng thẳng. Mọi người không ngờ hai người vốn dĩ cùng phe lại vì thằng nhãi Diệp Lâm mà lại đối chọi gay gắt với nhau. Quốc Đống, tôi cảnh cáo cậu một lần cuối cùng, mau tránh ra cho tôi. Bàng Thiếu nghiến răng nghiến lợi quát. Tôi cũng nói một lần cuối cùng, cậu không thể động đến anh ta. Hoa Quốc Đống đứng yên tại chỗ, nói với thái độ kiên quyết. Cậu, Bàng Thiếu sắp tức điên luôn rồi, tình cảm bao năm giữa tôi và cậu lại vì thằng nhãi kia mà đối đầu với tôi hả? Ngại quá, Văn Hiên. Hoa Quốc Đống lắc đầu, tôi làm vậy là vì tốt cho cậu. Bàng Thiếu lập tức nổi điên lên. Tôi bị đánh, muốn đánh trả lại. Cậu không cho tôi đánh, còn nói là vì tốt cho. Tôi. Mẹ nó cậu đang nói tiếng người hả? Mẹ nó. Hoa Quốc Đống, là cậu đang buộc tôi đấy. Được rồi, cậu không cho tôi đánh anh ta hả? Tôi đánh luôn cả cậu. Dứt lời, Bàng Thiếu mặc kệ tình cảm hay không tình cảm. Lập tức chỉ huy bọn vệ sĩ lao lên đánh người. Tôi xem ai dám đánh. Chỉ là Hoa Quốc Đống đứng ngay đó, bọn vệ sĩ và bọn tay đấm đều rất kiêng dè. Rốt cuộc thì thân phận của Hoa Quốc Đống cũng hiển hách không kém, loại người có thân phận như bọn họ không dám động đến. Chỉ cần động nhẹ vào thôi thì chắc là hậu quả sẽ giống như Diệp Lâm. Cậu, Bàng Thiếu thấy Hoa Quốc Đống thật sự muốn đối đầu đến cùng với mình thì chỉ muốn vén tay áo lên tự mình ra đánh. Có điều, anh ta sao là đối thủ của bên kia? Bàng Thiếu, hãy bớt giận đi. Hay là tạm thời bỏ qua đi. Dù sao lát nữa đại tỷ sẽ đến. Khi đó tính sổ với bọn họ cũng không muộn. Cái gì, đại tỷ đến? Nghe vậy, Hoa Quốc Đống lập tức thay đổi sắc mặt. Vừa nghe thấy chị cả, Hoa Quốc Đống lập tức thay đổi sắc mặt. Cái xưng hô này thuộc về một sự tồn tại mạnh nhất trong giới bọn họ. Một đám ăn chơi trác táng bọn họ. Từ nhỏ đến lớn đều không sợ trời không sợ đất, ngoài người lớn trong nhà ra thì không ai quản được bọn họ. Euro ó điều, vỏ quýt giày có móng tay nhọn, ở trong giới bọn họ, cũng có một tiểu ma đầu chơi đẹp bọn họ, khiến bọn họ thật lòng thật dạ nhận làm lão đại. Lão đại là một cô gái, từ nhỏ đã trở thành chị cả của bọn họ. Chị cả sắp đến. Hoa Quốc Đống căng thẳng hỏi lại. Đúng vậy, chị cả mới vừa đến Yến Kinh. Bàng Thiếu cười lạnh. Hôm nay tôi đến đây để mở tiệc chào đón chị cả. Cậu cảm thấy lát nữa chị cả đến đây, thấy tôi bị người ngoài đánh thành như, vậy, với cái tính tình nóng như lửa của chị ấy, là sẽ đứng về phía tôi hay đứng về phía cậu? Nghe vậy, sắc mặt Hoa Quốc Đống lại thay đổi. Chị cả sở dĩ có thể trở thành lão đại trong giới của bọn họ,
ngoài thực lực ra thì còn có một nguyên nhân quan trọng nhất, đó là rất có tình nghĩa. Chỉ cần người phe mình bị ức hiếp là chị cả sẽ không nói nhiều lời đi đánh trả lại. Dần dần, mọi người đều vây quanh chị cả, rất tin tưởng khâm phục chị cả. Hừ, Hoa Quốc Đống, tuy rằng hôm nay tôi không biết cậu nổi điên cái gì, nhưng mà tôi tin chắc rằng chị cả sẽ đứng về phía tôi. Bàn Thiếu nói với vẻ đầy tự tin, chờ lát nữa chị cả đến, để tôi xem cậu còn dám kiên cường như vậy không. Nghe vậy, Hoa Quốc Đống nghẹn lời, thậm chí bắt đầu có ý định rút lui. Anh ta biết rõ tính tình và năng lực của chị cả. Mà chuyện mình bái sư, chỉ nói trong vài câu là không rõ ràng. Khi ấy, chỉ sợ là ngay cả mình cũng không trốn được một trận đòn. Lúc này, mọi người xung quanh nghe cuộc đối thoại, đều tò mò bàn tán, rốt cuộc chị cả trong miệng Bàng Thiếu là thần thánh phương nào. Sao tôi chưa từng nghe nói đến chị cả gì thế? Chắc là chị cả ở trong giới của bọn họ. Với thân phận như bọn họ mà lại chịu nhận một cô gái làm chị cả. E là thân phận lai lịch của cái cô chị cả kia cũng rất không bình thường. Ở trong mắt người ngoài, xuất thân lai lịch của Hoa Quốc Đống và Bàng Văn Hiên đã đủ khủng bố rồi. Vậy thì chị cả trong miệng hai người họ sẽ đến mức nào đây? Lúc hai người đang giằng co, Bàng Văn Hiên lấy lui làm tiến, tạm thời dừng tay, thì bên ngoài quán ba đột nhiên truyền đến tiếng ồn ào. Ông chủ ở đâu? Mau dọn quán cho tôi. Đêm nay tôi bao nơi này. Tôi muốn ở đây uống rượu với đàn em của mình, không muốn bị người ngoài làm phiền. Ông chủ quán ba vội vàng đi ra ngoài, cung kính đáp, vâng, Hàn đại tiểu thư. Nghe vậy, Bàng Thiếu lập tức vui vẻ, cười nói, chị cả đến rồi. Bàng Thiếu giống như là đã tìm được chỗ dựa, vội vàng đi ra ngoài đón người. Sắc mặt Hoa Quốc Đống lập tức thay đổi, không ngờ Bàng Văn Hiên không có nói mạnh miệng, chị cả thật sự tới Yến Kinh. Lần này phiền phức to rồi. Thế nào Bàng Văn Hiên cũng sẽ dặm mắm thêm muối châm ngòi, với cái tính tình nóng như lửa của chị cả, chắc chắn là chỉ chạm nhẹ thôi cũng bùng nổ. Cho dù thân thủ của sư phụ mình không tệ, thì cũng chưa chắc có phần thắng khi đối mặt với chị cả. Chị cả, chị đến rồi. Bàng Thiếu được mọi người đỡ đi ra ngoài. Chị phải trả thù cho em đấy. Em bị người ta đánh này. Nghe vậy, cô gái bật cười, tiểu hiên tử, cậu thật là càng lớn càng vô dụng, đã lớn thế này rồi mà còn để cho người ta đánh thành như vậy nữa hả? Cậu không biết đánh trả lại sao? Vệ sĩ của cậu đâu? Em cũng muốn đánh trả lại mà. Bàng Thiếu kể khổ, nhưng hôm nay thằng nhãi Hoa Quốc Đống kia không biết uống lộn thuốc gì mà cứ ngăn cản không cho em đánh. Cái gì? Cô gái nhíu mày, không ngờ đàn em trong giới của mình lại không nói tình nghĩa như thế, người một nhà bị đánh mà còn dám đứng về phía người ngoài nữa hả? Tiểu Đống tử đâu? Cô ấy hỏi. Bọn họ đang ở bên trong đấy. Thấy chị cả tức giận, Bàng Thiếu mừng thầm trong lòng. Ừ, dẫn chị đi gặp bọn họ, để chị nhìn xem tiểu Đống tử có dám cản chị hay không. Lúc nói chuyện, Bàng Thiếu dẫn đám người phần phật quay lại bên trong. Mọi người thấy vậy thì sôi nổi nhường đường, nhất là khi thấy cô gái trẻ tuổi dẫn đầu kia, đều giật mình lùi ra sau. Cô ấy là chị cả hả? Trời ạ, là Hàn đại tiểu thư đây mà. Con gái của Hàn Sơn Hà chiến thần Thanh Châu hả? Thảo nào có thể trở thành chị cả trong giới bọn họ. Cô ấy chính là con gái của chiến thần đấy. Nghe nói hiện giờ cô ấy đã trở thành trợ thủ đắc lực cho cha mình, và rất có thể sẽ thành vị nữ chiến thần đầu tiên trong tương lai. Lần này thằng nhãi họ Diệp chết chắc rồi, dù cho có Hoa Thiếu ở đây thì cũng không bảo vệ anh ta được. Thấy Bàng Thiếu nghênh ngang dẫn đám người chị cả quay lại, Hoa Quốc Đống lập tức hoảng sợ. Anh ta không ngờ chị cả đến nhanh như vậy. Chuyện đã đến nước này rồi, Hoa Quốc Đống chỉ có thể căng ra đầu đi lên chào hỏi. Chị Hàn, Hoa Quốc Đống gọi. Ừ, cô gái gật đầu, hỏi ngược lại, nghe tiểu hiên tử nói cậu đứng về phía người ngoài, giúp đỡ người đánh cậu ấy. Em, Hoa Quốc Đống ấp úng, không biết nên giải thích như thế nào. Bàng Văn Hiên thấy vậy thì cười lạnh liên tục, thầm nghĩ quả nhiên chị cả ra mặt là chuyện gì cũng dễ nói, nhìn Hoa Quốc Đống sợ tới mức chẳng dám nói lời nào kìa. Rốt cuộc thì trong giới bọn họ, có người nào chưa từng ăn nắm đấm của chị cả. Ai cũng biết chỗ lợi hại của chị cả hết. Hoa Quốc Đống cảm thấy cực kỳ áp lực khi đứng trước mặt cô gái. Ngoài cảm nhận áp lực tương tự từ trên người cha mình ra, thì cô ấy chính là người duy nhất trong đám bạn cùng lứa tuổi khiến anh ta cảm thấy áp lực như thế. Được rồi, cậu tránh sang một bên đi. Cô gái khoát tay, ý bảo Hoa Quốc Đống nhường đường. Nhưng mà Hoa Quốc Đống cứ đứng yên tại chỗ, không biết nên đi lên hay đi xuống. Tiểu hiên tử, ai là người đánh cậu?
Cô gái vừa nói vừa nhìn xung quanh. Khi chạm vào ánh mắt của cô, mọi người đều cúi đầu xuống. Cái loại ánh mắt sắc bén như kim kia khiến người ta giật nảy mình. Bàng Thiếu lập tức đi lên chỉ về phía Diệp Lâm đang ngồi, chị cả, chính là thằng nhãi kia. Cô gái tập trung nhìn kỹ rồi giật mình, Diệp, Diệp tiên sinh, sao lại là anh? Lúc nhìn thấy cô gái kia, Diệp Lâm cũng khá là ngạc nhiên. Anh thầm nghĩ thế giới nhỏ thật, không ngờ hai người lại gặp lại nhau. Đúng vậy, cô gái chính là Hàn Anh, con gái của Hàn Sơn Hà Chiến Thần Thanh Châu. Lần này cô trở lại Yến Kinh để gặp gỡ bạn bè chơi từ nhỏ. Kết quả là lại gặp được Diệp Lâm. Đúng vậy, Diệp Lâm cười, thật là trùng hợp. Mấy tiếng trước, lúc mình ra khỏi cao ốc Long Môn đã bị Kim Lũ Y dẫn người chặn đường. May là có Hàn Anh ra mặt giúp đỡ Diệp Lâm. Có điều, cho tới tận bây giờ, Diệp Lâm vẫn chưa hiểu ra sao. Bởi vì anh không hề quen biết Hàn Anh, không hiểu tại sao cô cứ giúp đỡ mình. Thấy Diệp Lâm và Hàn Anh quen biết nhau, thậm chí Hàn Anh còn gọi đối phương một tiếng Diệp tiên sinh, trong quán ba lập tức trở nên yên lặng. Phải biết rằng ngay cả người có thân phận như Hoa Quốc Đống và Bàng Văn Hiên cũng bị Hàn Anh quát là tiểu hiên tử, tiểu đống tử. Còn Diệp Lâm, một tên từng ngồi tù, thậm chí sau khi ra tù còn bị nhà họ Diệp đuổi ra khỏi nhà, thì có tài đức gì mà có thể làm cho Hàn Anh con gái chiến thần. Cung kính gọi một tiếng Diệp tiên sinh. Đám người vốn định xem trò cười của Diệp Lâm, thậm chí cho rằng lần này Diệp Lâm chết chắc rồi, đều ngây người ra hết. Rốt cuộc chuyện này là sao vậy? Đầu tiên là Hoa Nha Nội, kế tiếp là Hàn Đại Tiểu Thư, sao người nào anh ta cũng quen biết hết vậy? Rốt cuộc thằng nhãi kia là thần thánh phương nào vậy? Anh ta thật sự đã bị nhà họ Diệp vứt bỏ hay sao? Mọi người xung quanh cảm thấy khó hiểu, sôi nổi bàn tán. Và người cảm thấy chấn động nhất, chính là em trai cùng cha khác mẹ Diệp. Trạch của Diệp Lâm. Vừa rồi thấy Diệp Lâm quen biết Hoa Quốc Đống, còn khiến Hoa Quốc Đống chống lưng cho Diệp Lâm, cũng đã khiến cậu ta đủ giật mình rồi. Đến bây giờ, ngay cả con gái của chiến thần Thanh Châu cũng quen biết Diệp Lâm nữa. Nó khiến cho Diệp Trạch mở rộng tâm mắt. Sao có thể chứ? Diệp Trạch không tin nổi, còn cực kỳ ghen ghét. Tên chó nhà có tang kia sao có thể quen biết nhiều nhân vật lớn như vậy chứ? Phải biết rằng Diệp Trạch có thể quen biết loại công tử cấp bậc như Bàng Văn Hiên cũng đã đủ để cậu ta cảm thấy mình ghê gớm cực kỳ. Còn người mà Diệp Lâm quen biết, không một ai thua kém với Bàng Văn Hiên cả. Vậy nên Diệp Trạch khó lòng tiếp thu được tất cả những chuyện này. Nếu nói là nhận lầm người, một Hoa Quốc Đống nhận lầm người cũng được đi, nhưng nếu thêm một Hàn Anh cũng nhận lầm người nữa thì sao có thể chứ? Sư phụ, Hoa Quốc Đống đứng bên cạnh cũng ngây ngẩn cả người. Không ngờ các mối quan hệ của sư phụ lại rộng đến mức ngoài dự đoán của mình. Ngay cả chị cả trong giới bọn họ cũng cung kính gọi một tiếng tiên sinh với sư phụ mình. Lần này mình xem như uổng công lo lắng rồi. Sư phụ đúng là trâu bò mài. Hoa Quốc Đống lại nghĩ đến năng lực của sư phụ, chỉ cả coi trọng cũng là chuyện bình thường thôi. Rốt cuộc thì người có quyền cao chức năng cũng phải gặp các vấn đề như sinh lão bệnh tử, còn sư phụ của mình thì lại có năng lực làm người chết thành người sống. Chỉ với điểm này cũng đủ để toàn bộ cao tầng đại hạ coi trọng Diệp Lâm. Chị cả. Giờ phút này, Bàng Văn Hiên cũng dần hồi hồn từ trong cơn ngạc nhiên. Anh ta vốn tưởng rằng chị cả sẽ chống lưng trả thù cho mình. Kết quả tuyệt đối không ngờ rằng, thằng nhãi kia ngay cả chị cả cũng quen biết. Hơn nữa, Bàng Văn Hiên chưa từng thấy một mặt nho nhã lễ độ như thế của chị cả. Rốt cuộc thì chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Mình đang làm ác mộng hả? Tiểu Hiên tử, cậu nói là Diệp tiên sinh đánh cậu. Hàn Anh quay đầu nhìn về phía Bàng Văn Hiên. Chỉ là một cái liếc mắt. Lại khiến Bàng Văn Hiên sợ tới mức đầu óc trống rỗng. Tuy rằng anh ta còn chưa hiểu mối quan hệ giữa Diệp Lâm và Hàn Anh, nhưng mà cục diện trước mắt đã rất rõ ràng. Chỉ cả Hàn Anh sẽ không ra mặt trả thù cho mình nữa. Vâng, Bàng Văn Hiên gật đầu như khúc gỗ. Ừ, Hàn Anh cũng gật đầu, Diệp tiên sinh muốn đánh thì cứ đánh. Tiểu Hiên tử, nể mặt chị, chuyện này dừng ở đây đi. Vừa nghe vậy, mọi người xung quanh đều ồ lên. Bọn họ thật sự không thể tin nổi là chỗ dựa mới đến của Bàng Văn Hiên lại đi thiên vị phía đối địch. Tuy rằng đã đoán trước được, nhưng khi nghe Hàn Anh tự mình nói ra lời, Bàng Văn Hiên vẫn cảm thấy có chút không thể tiếp thu được. Uy, vì sao vậy? Bàng Văn Hiên nghiến răng nghiến lợi hỏi, anh ta đánh em thành như vậy, vì sao phải bỏ qua chứ? Tuy rằng Bàng Văn Hiên tôn trọng chị cả Hàn Anh, nhưng mà anh ta vẫn không thể nuốt trôi cơn tức được.
Thế này mà còn nhịn được thì có cái gì không nhịn được nữa. Huống chỉ, hiện nay đang ở trước mắt bao người, mình tốt xấu gì cũng là con trai của phó viện trưởng viện kiểm sát. Hôm nay lại bị một kẻ bị nhà họ Diệp vứt bỏ đánh thành thế này, nếu cứ bỏ qua thì sau này Bàng Văn Hiên anh ta làm sao còn chơi bời ở Yến Kinh được nữa. Rồi làm sao còn mặt mũi đi gặp ai nữa. Không vì sao cả, Hàn Anh lạnh lùng trả lời, nếu cậu cứ đòi lý do cho được thì coi như là Hàn Anh chỉ muốn bảo vệ Diệp tiên sinh đi. Nhà họ Hàn chỉ thiếu anh ta một ân tình, chỉ cần có chị ở đây, thì các cậu đều không được động đến Diệp tiên sinh. Ân tình, nghe vậy, mọi người đều không hiểu ra sao. Rốt cuộc là loại nợ ân tình nào mà có thể khiến cho Hàn Anh làm được đến mức này. Thật ra thì không chỉ có người khác khó hiểu, mà ngay cả Diệp Lâm cũng khó hiểu. Anh cảm thấy buồn bực, không nhịn được hỏi, Hàn tiểu thư, xin hỏi chúng ta quen biết nhau sao? Rốt cuộc là cô nợ tôi ân tình gì? Sao tôi không nhớ vậy? Ồ, lại là một trận ồ ầm. Lúc này, Bàng Văn Hiên suýt nữa tức giận hộc máu. Anh ta thầm nghĩ, hôm nay chị cả cũng uống lộn thuốc nữa hả? Chị đi dốc sức bảo vệ người ta, trong khi người ta không hề quen biết chị. Diệp Lâm hỏi điều mình muốn hỏi, cũng hỏi ra điều khó hiểu của mọi người. Hơn nữa, Diệp Lâm vừa hỏi, mọi người đều cảm thấy có chút dở khóc dở cười. Thầm nghĩ có khi nào là nhận lầm người rồi không? Tôi biết ngay mà. Lúc này, thấy chuyện đột nhiên có chuyển biến, Diệp Trạch lập tức mừng như điên. Anh ta ngồi tù 5 năm, sao có thể làm cho nhà họ Hàn nợ ân tình được? Theo Diệp Trạch biết, Diệp Lâm chưa từng đi Thanh Châu, cũng chưa từng quen biết người nhà họ Hàn gì đó. Hóa ra là nhận lầm người. Ha ha! Buồn cười là tên anh trai rác rưởi của tôi lại ngu ngốc đi nói ra. Nếu đổi lại là Diệp Trạch, thì cậu ta tất nhiên sẽ nhân cơ hội cáo mượn oai hùng. Diệp Trạch thầm cười lạnh, chờ sau khi biết rõ ràng mọi chuyện, Bàng thiếu chắc chắn sẽ không tha cho anh ta. Giờ phút này, mọi người đều dồn ánh mắt nhìn về phía Hàn Anh, dường như đang đợi cô nhận người một lần cuối cùng. Ha ha, Hàn Anh không nhịn được mà bật cười, rồi chợt nhận ra một vấn đề. Lần đầu tiên hai người gặp nhau là ở cao ốc Long Môn. Có điều, lúc ấy Diệp Lâm có chuyện gấp cần đi, Hàn Anh còn chưa kịp làm quen anh, nói tiếng cảm ơn anh, là đã tách ra rồi. Vậy nên cho đến tận bây giờ, Diệp Lâm còn chưa biết chuyện gì cả. Anh không biết rằng đan dược mà mình cầm đi xét nghiệm đã cứu mạng mẹ của Hàn Anh, khiến cho nhà họ Hàn nợ Diệp Lâm một ân tình cực lớn. Cứ cho là tôi có nhận lầm người, chẳng lẽ ông Khổng cũng nhận lầm người nữa hả? Hàn Anh nói với Diệp Lâm. Nhắc tới Khổng Hữu Vĩ, Diệp Lâm lập tức hiểu ra, còn mơ hồ đoán được một vài phần. Ngay trước mặt người ngoài, Hàn Anh cũng không tiện nói thẳng. Chuyện mẹ bị bệnh, cha đi Yến Kinh tìm bác sĩ chữa bệnh, đều được tiến hành trong âm thầm. Được rồi, Hàn Anh vẫy tay với ông chủ quán bar, cơ bản là giải quyết xong rồi. Dọn quán đi. Hàn Anh muốn có một hoàn cảnh yên tĩnh để nói chuyện, không muốn bị người ngoài làm phiền. Vâng. Ông chủ quán ba lập tức đi làm việc, sắp xếp cho nhân viên mời khách ra về, miễn phí toàn bộ hóa đơn. Vậy là xong rồi hả? Thấy vậy, mọi người vẫn không hiểu ra sao. Có điều, thấy Hàn Anh ra lệnh đuổi khách, mọi người cũng không dám dây dưa ở lại. Euro ó điều, bọn họ trước khi đi vẫn chưa biết rõ ràng mọi chuyện, rốt cuộc thì Hàn Anh và Diệp Lâm có quen biết nhau hay không, mối quan hệ giữa bọn họ là gì, Bàng Thiếu có bỏ qua hay không? Bàng Thiếu, tôi... Diệp Trạch đứng ở một bên, còn chưa chịu từ bỏ ý định, mong chờ người ở đây ra tay dạy dỗ Diệp Lâm. Có điều, Bàng Văn Hiên vừa mới nghe Hàn Anh nhắc tới ông Khổng, chợt nhận ra rằng mối quan hệ dây mơ dễ má bên trong đã hoàn toàn vượt qua sự khống chế của mình rồi. Ông Khổng chính là Bộ trưởng Bộ Tài chính, chức quan rất cao, cao hơn cả cha mình nữa. Dù là ông Khổng hay là Hàn Chiến Thần, chỉ cần Diệp Lâm có mối quan hệ với bất cứ ai, thì nhà họ Bàng bọn họ đều không thể dễ dàng đắc tội. Cút, Bàng Thiếu gào lên đuổi Diệp Trạch đi. Nếu không phải vì cậu ta thì sao mình lại vô duyên vô cớ đi rước một phiền phức lớn về cho mình chứ? Đợi mọi người đi hết rồi, Diệp Lâm, Hàn Anh, Hoa Quốc Đống, Bàng Văn Hiên và một số ít công tử trong giới ngồi cùng với nhau. Hàn Anh tìm hiểu sơ qua về mâu thuẫn giữa Diệp Lâm và Bàng Văn Hiên, rồi. Nói một cách công bằng, vậy là tiểu hiên tử cậu tin vào lời nói bậy, ỷ thế hiếp người, tùy tiện đuổi Diệp tiên sinh. Cậu làm không đúng rồi. Lại đây, xin lỗi Diệp tiên sinh đi. Cái gì? Bàng Văn Hiên nghe vậy thì tức điên lên. Cho dù là mình có sai trước, mình chủ động gây chuyện với đối phương, thì mình cũng đã bị ăn một trận đòn,
vỡ đầu chảy máu rồi, sao bây giờ còn phải đi? Xin nhầm lỗi đối phương nữa. Bàng Văn Hiên trừng Diệp Lâm, bởi vì không biết rõ bối cảnh của đối phương, cho nên anh ta không biết là nên chủ động chịu thua hay là cứng đầu đến cùng. Sao hả, tiểu hiên tử, cậu lớn rồi, ngay cả chị cũng không muốn nể mặt hả? Thấy vậy, Hàn Anh nhíu đôi mày đẹp lại, lạnh giọng trách mắng. Chị cả, không phải là em không muốn nể mặt chị, em chỉ là... Nói đến đây, Bàng Văn Hiên lại trừng Diệp Lâm một cái, em không phục. Sự tự tôn ở trong lòng và sự kiêu ngạo về thân phận khiến Bàng Văn Hiên khó có thể mở miệng xin lỗi. Bỏ đi, lúc này, Diệp Lâm lên tiếng ngăn cản, tôi không cần anh xin lỗi. Tôi chỉ cần anh thay tôi làm một chuyện thôi. Thay anh làm một chuyện, Bàng Văn Hiên vẫn rất tức giận bất bình, thầm nghĩ anh cũng biết được nước lấn tới lắm, bắt đầu sai tôi làm việc hả? Chuyện gì vậy? Hàn Anh tò mò hỏi, nghĩ nếu là chuyện không khó thì mình rất vui đi giúp đỡ. Diệp Lâm nói, tôi muốn anh thay tôi đi viện kiểm sát tìm hồ sơ vụ án năm xưa của tôi. Cái gì? Anh vừa dứt lời, mọi người ở đây đều giật mình. Nhất là Bàng Văn Hiên, anh ta vừa giật mình vừa tức giận, lớn tiếng nói, anh bảo tôi đi trộm hồ sơ hả? Một khi bại lộ là phải bị chém đầu, ngay cả cha tôi cũng không bảo vệ được tôi nữa. Bàng Văn Hiên thà rằng dập đầu xin lỗi Diệp Lâm, cũng không dám làm ra loại chuyện phạm pháp ấy. Huống chỉ, vụ án là vụ án 5 năm trước, anh ta đi đâu tìm ra hồ sơ liên quan? Cho dù có thể tìm được, thì anh ta cũng không dám tự mình mang đi. Anh tha cho tôi đi. Bàng Văn Hiên hừ lạnh, tôi không giúp được anh đâu. Vụ án năm xưa gì? Hàn Anh tò mò hỏi. Bởi vì năm nào cô cũng đi theo cha mình ở Thanh Châu, cho nên không biết một vài chuyện xảy ra ở Yến Kinh. Hoa Quốc Đống kể lại chuyện năm xưa một cách đơn giản. Ô, Hàn Anh mơ hồ nhớ rõ tin tức liên quan, thậm chí còn quen biết một người trong cuộc. Ngay sau đó, Hàn Anh giật mình hỏi, Diệp tiên sinh muốn tìm đọc hồ sơ, chẳng lẽ là vì muốn lật lại bản án? Đúng vậy, Diệp Lâm gật đầu, tôi bị oan. Lần này ra tù, tôi đương nhiên là phải điều tra rõ chuyện năm xưa, trả lại sự trong sạch cho mình. Hàn Anh tỏ vẻ hiểu rõ gật đầu, sau đó đi hỏi Bàng Văn Hiên, cậu có thể tìm cha cậu giúp đỡ không? Không được, Bàng Văn Hiên lập tức lắc đầu, tỏ vẻ thương mà không giúp được gì, nếu anh muốn lật lại bản án thì phải đi theo quy trình bình thường. Anh muốn đi cửa sau từ chỗ tôi, thậm chí muốn tôi giúp anh trộm hồ sơ hả? Tôi không làm được. Tuy rằng Bàng Văn Hiên là một tên ăn chơi trác táng, bình thường không làm chuyện đàng hoàng, nhưng mà anh ta cũng biết chuyện gì có thể làm, chuyện gì ngay cả chạm vào cũng không thể chạm vào. Hừm, Hàn Anh nghĩ nghĩ, cũng biết chuyện này liên quan đến Bộ Tư pháp, Tòa án Nhân dân và Viện Kiểm sát, rất khó lật lại bản án. Bởi vì một khi lật lại bản án, thì sẽ có không biết bao nhiêu người không giữ được cái ghế dưới mông, thậm chí là cái đầu trên cổ. Vậy nên sẽ không ai sẵn lòng đắc tội với người để lôi ra chuyện cũ. Cho dù là cha của Hàn Anh cũng sẽ không tùy tiện nhúng tay vào loại chuyện này, để tránh rơi vào rồi khó thoát ra. Nhắc đến chuyện năm xưa, Hàn Anh cười rời đề tài, tôi có mời một người trong cuộc đến đây, chắc là cô ấy sắp đến rồi. Cô còn chưa nói xong, thì đã nghe ông chủ quán ba đứng ở cửa hô lên, Kim đại nhân, cơn gió nào thổi cô đến đây vậy? Thật là không may, hôm nay quán ba chúng tôi được bao hết rồi. Tôi có hẹn ở đây. Dứt lời, Kim Lũ Y đi vào bên trong. Kim Lũ Y. Thấy Kim Lũ Y không mời mà tự đến, đám người Hoa Quốc Đống và Bàng Văn Hiên đều rất giật mình. Ồ, hóa ra là Hàn đại tiểu thư mời ngài hả? Vậy Kim đại nhân cứ tự nhiên đi thôi. Ông chủ quán ba nói xong thì đi ra. Tối nay Kim Lũ Y mặc đồ bình thường. Dưới ánh đèn lờ mờ trong quán bar, cái vẻ xinh đẹp lạnh nhạt thần bí của cô càng thêm nổi bật hơn nữa. Cô giống như Hàn Anh, đều là những cô gái tài năng, đồng thời có được khuôn mặt xinh đẹp và dáng người bốc lửa, mỗi một hành động đều có thể kích thích hormone đàn ông. Tiếc là cả hai cô đều là hoa hồng có gai, chỉ có thể đứng ngắm từ xa, chứ không có ai dám chủ động đi trêu chọc. Đi cùng Kim Lũ Y là phó quan Ân Hồng Trang của cô. Kim Lũ Y và Ân Hồng Trang đều có xuất thân bình dân. Bọn họ lần đầu tiên đi vào nơi ăn chơi đàng điếm thế này, hiển nhiên là không hề hợp với nơi đây. Đồng thời, ở trong mắt bọn họ, đám phú nhị đại trước mắt đều là những kẻ chơi bời lêu lổng, không học vấn không nghề nghiệp, bọn họ khinh thường làm bạn. Mọi người đừng sợ, Hàn Anh cười nói, là tôi mời Kim Lũ Y đến đây. Hoa Quốc Đống và Bàng Văn Hiên tò mò vì sao chị cả lại đi mời một người ở ngoài giới đến đây.
chẳng lẽ là vì để vạch trần vụ án năm xưa của Diệp Lâm hay sao? Diệp Lâm cũng rất ngạc nhiên, không ngờ lại gặp được Kim Lũ Y ở đây. Anh có lòng muốn tránh né, nhưng lại không có chỗ nào để tránh né. Trong sảnh rộng rãi, chỉ cần nhìn một cái là có thể thấy anh ngay. Lúc này, hai người Kim Lũ Y cũng không ngồi xuống, mà đứng ở xa xa, giữ một khoảng cách với đám người Hàn Anh. Ranh giới giữa hai bên rất rõ ràng, Kim Lũ Y nhìn lướt qua mọi người, tất nhiên cũng thấy được Diệp Lâm. Cô thầm khó hiểu, sao anh ta cũng ở đây? Chẳng lẽ cô nàng ngốc Hàn Anh còn chưa phát hiện mình nhận lầm người hay sao? Euro ó điều, Kim Lũ Y thấy Diệp Lâm còn dám dùng thân phận giả trà trộn vào trong giới của Hàn Anh thì càng thêm khinh thường Diệp Lâm. Quả nhiên là đồ hết thuốc chữa rồi. Kim Lũ Y có ý định vạch trần Diệp Lâm, nhưng nghĩ lại thì cảm thấy giấy mãi mãi không gói được lửa. Dù sao thì Hàn Anh cũng không phải đồ ngốc, sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện ra chân tướng mà thôi. Còn mình thì lại không tiện nhúng tay vào chuyện trong giới của bọn họ. Hàn Anh, đã muộn thế này rồi, cô còn gọi tôi đến đây để làm gì? Kim Lũ Y chủ động đến buổi hẹn để xem mục đích thật sự của Hàn Anh. Không có chuyện gì lớn cả. Hàn Anh lười nhát cười nói, chỉ là nhiều năm không gặp cô rồi, có chút ngứa tay, muốn đánh giao lưu một trận với cô. Đánh giao lưu? Nghe vậy, Kim Lũ Y hơi nhíu mày, không ngờ lần này Hàn Anh mời mình là vì muốn khiêu chiến với mình. Đám người Hoa Quốc Đống và Bàng Văn Hiên ở bên cạnh nghe vậy thì có chút ngạc nhiên, còn có chút chờ mong. Một người là con gái của chiến thần Thanh Châu, năm nào cũng ở trong quân rèn luyện, thực lực đã vượt xa sức tưởng tượng. Một người là con gái nuôi của chiến thần U Châu, được truyền hết bản lĩnh, thống lĩnh toàn bộ đội cận vệ Yến Kinh. Hai người đi đánh nhau, giống như là sao hỏa đâm trái đất, chắc chắn là cực kỳ xuất sắc. Cái loại đại chiến khó gặp này, sao có thể không khiến người ta mong chờ? Cô muốn đánh nhau với tôi hả? Kim Lũ Y hỏi lại. Đúng vậy, Hàn Anh nhướng mày, nói với giọng điệu khiêu khích, cô dám ứng chiến không? Nhàm chán, Kim Lũ Y lạnh lùng từ chối. Hiện giờ tôi là chỉ huy sứ đội cận vệ Yến Kinh, nhiệm vụ của tôi là bảo vệ Yến Kinh, chứ không phải giống như lưu manh đường phố, tùy tiện đi đánh nhau. Đừng lấy cớ như vậy. Hàn Anh hừ lạnh, cô chỉ cần nói cô có dám hay không là được rồi. Cô đừng nói với tôi là may mắn lên được chức chỉ huy sứ đội cận vệ Yến Kinh rồi không dám đánh nhau nữa. Hàn Anh vẫn cứ canh cánh trong lòng chuyện năm xưa mình thua trong tay Kim Lũ Y. Vậy nên cứ có cơ hội là cô liền muốn đánh thắng lại. Đối mặt với giọng điệu khiêu khích của Hàn Anh, Kim Lũ Y sắc mặt âm trầm, còn Phó Quan Ân Hồng Trang thì không nhịn nổi nữa. To gan, đại nhân chúng tôi là dựa vào bản lĩnh của mình mới lên chức chỉ huy sứ đội cận vệ Yến Kinh, không hề giống với đám nhị đại dùng quan hệ gia đình các người chút nào. Hiện nay Kim đại nhân vì nước vì dân, có trách nhiệm trong người, tất nhiên không thể tùy tiện đánh nhau với các người rồi. Nếu các người thật sự muốn đánh nhau thì tôi có thể đánh với các người. Để bảo vệ cấp trên của mình, phụ tá Ân Hồng Trang đã chủ động đứng ra, chuẩn bị nghênh chiến. Cô! Hàn Anh cười khinh thường, cô không đủ tư cách để đấu với tôi. Nếu không phải nể mặt Kim Lũ Y, cô thậm chí không có tư cách để tiến vào đây. Hàn Anh hoàn toàn không để ý đến vị phụ tá này. Ân Hồng Trang hừ lạnh một tiếng, ăn miếng trả miếng, nếu không phải vì nể mặt đại nhân của chúng ta, tôi cũng không thèm nói chuyện với đám con nhà giàu vô học như các người. Một đao của tôi cũng có thể biến nơi này thành đống đổ nát. Những lời này vừa nói ra, không chỉ Hàn Anh tức giận mà cả Hoa Quốc Đống và Bàng Văn Hiên cũng không thể ngồi yên. Cái gì, cô nói ai vô học bất tài? Một phụ tá nhỏ nhoi như cô mà cũng dám ngạo mạn trước mặt chúng ta. Ai cho cô cái can đảm đó vậy hả? Kim đại nhân, sao cô không quản lý người của mình đi? Cứ để cô ta nói nhảm như vậy à? Kim Lũ Y nói với Ân Hồng Trang, Hồng Trang, cô lui xuống đi. Vâng, Ân Hồng Trang liếc nhìn Hàn Anh một cái, sau đó mới bước sang một bên. Chỉ nghe Kim Lũ Y tiếp tục nói, Hàn Anh, tôi không rảnh ở đây tranh cãi với cô. Nếu cô thật sự muốn khiêu chiến với tôi thì hãy đợi đến đại hội quân sự lần sau, chúng ta sẽ phân thắng bại. Đại hội quân sự được Bộ Quốc phòng chức 5 năm một lần, quy tụ tất cả các chiến binh mạnh nhất từ 9 chiến khu. Đó sẽ là một sự kiện lớn của toàn thể giới quân sự đại hạ. Trong đó, những cuộc tranh tài giữa các chiến khu đương nhiên sẽ là điểm nhấn. Được, Hàn Anh gật đầu, đến lúc đó, tôi sẽ đánh bại cô trước mặt toàn quân. Cuối cùng, hai người hẹn tái đấu tại đại hội quân sự.
Ngay lúc Kim Lũ Y đang chuẩn bị rời đi thì chợt nghĩ đến điều gì đó, bèn lên tiếng nhắc nhở, bây giờ, ở Yến Kinh đang có một cao thủ thần bí. Nếu cô thật sự ngứa ngáy thì có thể tìm anh ta để giao hữu. Nếu cô có thể đánh bại anh ta, tôi sẽ tâm phục khẩu phục. Nghe vậy, Hàn Anh cũng không khỏi tò mò. Rốt cuộc đó là thần thánh phương mà có thể khiến cô nể trọng như vậy. Hàn Anh biết rất rõ Kim Lũ Y cũng giống như mình, là người không dễ dàng khuất phục người khác. Nếu cô đã nói ra điều này thì có nghĩa là người này rất mạnh, thậm chí còn hơn cả hai người họ. Anh ta tên là Diệp Côn Luân. Nói xong, Kim Lũ Y danh mãnh liếc nhìn Diệp Lâm. Mặc dù cô không vạch trần Diệp Lâm trước mặt mọi người, nhưng cũng chỉ cách một bước mà thôi. Sau đó, cô lại nghĩ, sao mình đã nói đến vậy mà Hàn Anh cũng không phát hiện ra Diệp Lâm bên cạnh là một tên giả mạo nhỉ? Người mà nhà họ Hàn thực sự kính trọng chắc chắn là Diệp Côn Luân chứ không phải Diệp Lâm. Tuy nhiên, Hàn Anh không suy nghĩ nhiều mà chỉ lẩm bẩm và lặp lại cái tên đó nhiều lần trong miệng. Diệp Côn Luân, Diệp Côn Luân, Hàn Anh hỏi mọi người xung quanh, các anh có biết người này không? Cái này, Hoa Quốc Đống và Bàng Văn Hiên cũng tỏ vẻ bối rối, tự hỏi người này xuất hiện ở Yến Kinh từ khi nào? Họ chưa bao giờ nghe cùa. Suy cho cùng, Diệp Lâm chỉ xuất hiện với cái tên Diệp Côn Luân vài lần, và có rất ít người thực sự biết được thân phận này. Ngay cả Hoa Quốc Đống và Bàng Văn Hiên cũng lần đầu tiên nghe thấy cái tên này, cả hai đều cảm thấy rất lạ. Tôi không biết, tôi chưa bao giờ nghe nói đến nó. Cả hai người đều lắc đầu. Lúc này, như thể nghĩ tới điều gì đó, Vê lại nhìn về phía Diệp Lâm. Diệp Côn Luân. Hàn Anh buột miệng nói. Thấy vậy, Diệp Lâm chợt giật mình, cho rằng cô ấy đã đoán được. Chẳng lẽ cô ấy có thể đọc được suy nghĩ sao? Người này cùng họ với anh có biết không? Hàn Anh bổ sung thêm. À, Diệp Lâm bật cười, anh còn tưởng mình bị cô ấy phát hiện rồi chứ? Hóa ra cô ấy chỉ phát hiện mình và Diệp Côn Luân cùng họ chứ không phải cùng một người. Sau đó, Diệp Lâm sờ sờ mũi, lắc đầu phủ nhận, tôi không biết. Diệp Lâm không biết Kim Lũ Y đang nghĩ gì, bản thân cô không chịu đánh mà lại đẩy tôi ra làm lá chắn là sao? Dưới tình huống như vậy, Diệp Lâm chắc chắn sẽ không thừa nhận thân phận khác của mình, nếu không anh sẽ vướng vào lại là một vấn đề khác với Hàn Anh. Cùng lúc đó, sau khi Kim Lũ Y và Ân Hồng Trang rời khỏi quán bar, phụ tá Ân Hồng Trang vẫn còn hơi tức giận. Đại nhân, những người đó bắt nạt người quá đáng. Tại sao cô không dạy cho họ một bài học chứ? Đặc biệt là người tên Hàn Anh đó, năng lực thì chẳng có mấy mà tính tình lại kiêu ngạo. Rõ ràng là không bằng cô nhưng vẫn muốn khiêu chiến. Còn muốn thay thế cô nữa chứ. Cô nên ứng chiến một lần để cô ta từ bỏ đi thì hơn. Nghe vậy, Kim Lũ Y khẽ mỉm cười, sau đó nghiêm túc nói với phụ tá. Hồng Trang, nhớ kỹ, chúng ta khác với bọn họ. Họ có thể phạm đủ loại sai lầm, cùng lắm là làm lại từ đầu. Còn chúng ta, nếu chỉ phạm một sai lầm, chúng ta sẽ mất tất cả, không thể sửa chữa được. Nói xong, Kim Lũ Y chậm rãi thở dài. Nếu hôm nay tôi đấu với cô ấy, dù thẳng hay thua cũng không có ích lợi gì. Nếu tôi thua, chắc chắn họ sẽ tìm mọi cách để hạ nhục tôi, thậm chí truyền ra ngoài để tôi không còn chỗ đứng trong quân đội. Cho dù cuối cùng tôi thắng, cũng có thể sẽ có người tố cáo sau lưng tôi, nói tôi tùy tiện đánh nhau với người khác, khả năng cao sẽ bị kiểm điểm. Nghe vậy, Ân Hồng Trang trầm ngâm gật đầu. May mà đại nhân suy nghĩ cẩn thận, đúng là nguy hiểm thật. Kim Lũ Y cũng vỗ nhẹ lên vai Ân Hồng Trang và động viên, đừng quên trách nhiệm mà chúng ta gánh vác. Chúng ta là đội cận vệ Yến Kinh, là người bảo vệ thành phố này. Cho dù là lúc nào hay ở đâu, đều phải cố gắng hết sức khống chế cảm xúc của mình, không được xung đột với người khác, càng không thể tùy tiện ra tay đánh người được. Đây là luật thép của đội cận vệ Yến Kinh. Là chỉ huy của đội cận vệ Yến Kinh, tôi càng phải kiên định hơn, không thể phạm sai lầm. Kim Lũ Y rất tự hào khi được gia nhập đội cận vệ Yến Kinh, không thể vì một vấn đề tầm thường như vậy mà sơ suất làm hỏng chuyện được. Nếu vừa rồi cô ra tay và bị đình chỉ để điều tra, cô sẽ không còn mặt mũi để gặp cha nuôi nữa. Tôi sẽ ghi nhớ lời dạy của đại nhân, Ân Hồng Trang nghiêm nghị nói. Cuối cùng, cả hai lại lên xe rời đi. Kim Lũ Y rời đi không lâu, Diệp Lâm đang định đứng dậy chào tạm biệt. Anh Diệp, tôi sắp phải trở về rồi. Hàn Anh hào phóng đưa ra lời mời, nếu anh rảnh, anh có thể đến doanh trại Thanh Châu gặp tôi. Được, nếu có cơ hội, tôi nhất định sẽ tới thăm. Diệp Lâm nói, sau đó, đột nhiên lại nghĩ tới cái gì, anh tò mò hỏi,
không biết bây giờ, Ung Châu là do ai phụ trách? Anh đang nói chiến thần Ung Châu sao? Hàn Anh đáp, kể từ khi chiến thần Ung Châu trước đó mất liên lạc, Ung Châu tạm thời không có người lãnh đạo, phụ tá trước đây đang thay mặt quản lý. Nhưng tôi nghe nói gần đây họ đã chọn ra một nhóm các chiến binh ưu tú, sau đó thông qua một cuộc thi để chọn ra người kế vị chiến thần. Phía Thanh Châu chúng tôi cũng đã nhận được lời mời đến đó làm nhân chứng và trọng tài. Diệp Lâm gật đầu, sau đó tạm biệt rồi rời đi. Nhìn bóng Diệp Lâm đi xa dần, Hàn Anh chợt nhớ ra, chẳng phải biệt danh của chiến thần Ung Châu chính là Côn Luân sao? Chiến thần Ung Châu, có biệt danh là Côn Luân. Diệp Côn Luân. Hàn Anh kết nối những thông tin rời rạc này lại với nhau, tự hỏi liệu người đàn ông bí ẩn tên Diệp Côn Luân này có liên quan đến cựu chiến thần Ung Châu hay không? Sau đó lại bóng dáng Diệp Lâm ở đằng xa. Hàn Anh càng cảm thấy nghi ngờ. Tại sao Diệp Lâm lại quan tâm đến tình hình ở Ung Châu? Phải chăng anh có mối liên hệ nào đó với Diệp Côn Luân, hay chiến thần Ung Châu? Mặc dù trong lòng đầy nghi hoặc nhưng Hàn Anh cũng nhanh chóng bỏ qua sau đầu. Bởi vì, vào tháng tới, một cuộc thi được tổ chức ở doanh trại Ung Châu sẽ gây chấn động khắp nơi. Điều này cũng liên quan đến ứng cử viên cho vị trí chiến thần Ung Châu tiếp theo. Các chiến thần từ các khu quân sự khác cũng sẽ được mời đến đó làm trọng tài và làm nhân chứng. Đến lúc đó, cho dù là Diệp Lâm hay Diệp Côn Luân, nếu thật sự có quan hệ họ hàng với chiến thần Ung Châu tiền nhiệm, chắc chắn sẽ xuất hiện. Hàn Anh có chút mong sẽ được gặp lại Diệp Lâm hoặc Diệp Côn Luân ở Ung Châu. Kim Lũ Y nói rằng nếu mình có thể đánh bại Diệp Côn Luân, cô ấy sẽ chịu thua. Hàn Anh mỉm cười tin, được, mình sẽ đợi anh ta ở doanh trại Ung Châu. Đừng làm tôi thất vọng đấy. Lúc này, Diệp Lâm đã lên xe của Hoa Quốc Đống chuẩn bị về nhà. Sư phụ, xin lỗi anh, vốn định mời anh ra ngoài uống một ly để bồi dưỡng tình cảm thầy trò. Kết quả lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Trong lúc lái xe, Hoa Quốc Đống không ngừng xin lỗi Diệp Lâm về chuyện vừa xảy ra. Mặc dù cuối cùng Hàn Anh đã đứng ra hòa giải và giải quyết sự việc. Nhưng anh ta vẫn sợ Diệp Lâm sẽ để ý đến những lời không hay của Bàng Văn Hiên. Không sao đâu. Diệp Lâm không phải là người nhỏ nhen, anh sẽ không bao giờ để ý chuyện cũ. Hơn nữa, anh cũng đã dạy cho Bàng Văn Hiên một bài học rồi. Điều đáng tiếc duy nhất là anh đã không thuyết phục được Bàng Văn Hiên giúp anh tìm lại hồ sơ vụ án năm đó. Nhìn thấy Diệp Lâm trầm ngâm suy tư, Hoa Quốc Đống cũng đoán được Diệp Lâm đang suy nghĩ điều gì. Thấy vậy, anh ta bèn nói thêm, tôi sẽ nhờ cha tôi giúp điều tra sự việc năm đó. Nếu có manh mối gì tôi sẽ báo cho anh. Được, cảm ơn anh. Diệp Lâm nhận Hoa Quốc Đống làm đồ đệ cũng một phần là vì chuyện này. Cha anh ta là thống đốc Phủ Thuận Thiên, lại là người trong cuộc, có chức vị cao, cũng dễ dàng dò hỏi. Sư phụ, không cần khách sáo, đây là việc tôi nên làm. Hoa Quốc Đống nhân cơ hội nói, à, đúng rồi, sư phụ này, khi nào anh mới chính thức dạy cho tôi vài chiêu đây? Dạy y thuật hay công phu gì cũng được. Sau khi giải quyết xong tranh chấp với nhà họ Diệp, tôi sẽ đi đến Phụng Thiên một chuyến. Diệp Lâm nói, lúc đó, tôi sẽ dẫn anh theo, trên đường sẽ tiện thể dạy anh mấy chiêu. Nghe tin tuần sau sẽ đến Phụng Thiên, Hoa Quốc Đống vui mừng khôn xiết, liên tục nói rằng mình sẽ chuẩn bị thật tốt. Chẳng bao lâu sau, Diệp Lâm về đến nhà, Bạch Vi Vi cũng vừa tan sở. Ngày mai, nhà họ Diệp sẽ tổ chức yến tiệc, mời tất cả cổ đông lớn tới. Ngoại trừ nhà họ Bạch gia, người của năm đại gia tộc còn lại cũng được mời. Bạch Vĩ Vi báo tin này cho Diệp Lâm. Ngày mai chúng ta có tham dự không? Những gia tộc khác cũng đang chờ anh làm quyết định. Nếu anh không muốn đi, mọi người sẽ vắng mặt. Diệp Lâm nghe vậy, khẽ mỉm cười, đi chứ, tại sao không? Bây giờ, chúng ta đã nắm chủ động, kiểm soát hơn 30% cổ phần của nhà họ Diệp rồi. Họ tổ chức bữa tiệc này cũng là có việc cần nhờ. Sao chúng ta có thể vắng mặt được? Chẳng lẽ ta lại sợ họ sao? Bạch Vi Vi nghe vậy, gật đầu nói, được rồi, tôi sẽ thông báo cho nhà họ thôi, mời bọn họ ngày mai cùng nhau tham dự yến tiệc. Sau khi lần lượt gọi điện cho năm gia tộc lớn, Bạch Vi Vi tò mò hỏi thái độ của Diệp Lâm đối với chuyện này. Bữa tiệc này sẽ kết thúc như thế nào? Anh Diệp, anh có muốn hòa giải với nhà họ Diệp không? Bạch Phi Phi biết rằng tất cả những gì Diệp Lâm làm chỉ là chút giận vì bị đuổi ra khỏi nhà. Bây giờ, anh đã có thể ngẩng cao đầu trở về, dù sao nhà họ Diệp vẫn là nhà của anh. Hòa giải, Diệp Lâm khẽ mỉm cười,
vậy còn phải xem nhà họ Diệp có thành ý hay không đã. Nếu ông cụ Diệp sẵn sàng nhượng bộ, để Diệp Lâm Nam giữ đại cục, thì đương nhiên Diệp Lâm sẽ không đuổi cùng giết tận nhà họ Diệp nữa. Nhưng nếu nhà họ Diệp chỉ xin lỗi lấy lệ để Diệp Lâm trở về với gia tộc, thì Diệp Lâm chỉ có thể dùng cách riêng của mình để lấy lại tất cả những gì thuộc về mình mà thôi. Đúng lúc này, vẻ mặt của Bạch Phi Phi đột nhiên thay đổi, cô ôm chặt ngực, vẻ mặt đau đớn. Sao vậy? Diệp Lâm nhanh chóng bước tới kiểm tra tình hình. Tôi, đau quá. Bạch Phi Phi toát mồ hôi lạnh, nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt dần dần tái nhợt, tôi không thở được. Tim tôi đau quá, tôi. Bạch Phi Phi cảm thấy như sắp chết vậy. Đó là sự đau đớn và thống khổ khi cận kề cái chết. Sao lại vậy được? Diệp Lâm nhanh chóng kiểm tra, phát hiện cơ thể Bạch Phi Phi không có việc gì. Tuy nhiên, tình hình của Bạch Phi Phi vô cùng bấp bênh, như thể tính mạng của cô có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Nếu đây chỉ là giả vờ thì kỹ năng diễn xuất của Bạch Phi Phi đúng là quá đáng sợ. Thật giả lẫn lộn. Nhưng Diệp Lâm biết Bạch Phi Phi sẽ không làm ra trò đùa nhàm chán như vậy. Hơn nữa, loại đau đớn đó ăn sâu vào tận xương tủy, nếu không tự mình trải qua, ngay cả một diễn viên từng đoạt giải Oscar cũng không thể giả vờ được. Sau khi loại bỏ hết những yếu tố bất khả thi, chỉ còn một đáp án duy nhất. Xem ra, có người đang âm thầm làm phép hại Bạch Phi Phi. Diệp Lâm lập tức đan chéo hai ngón tay và vẫy nhẹ. Đột nhiên, mọi thứ trước mặt anh đều thay đổi. Tất cả nguồn gốc của vũ trụ đều rơi vào tâm mắt. Anh nhìn thấy quả cầu dương hỏa trên người Bạch Phi Phi đang dao động dữ dội, vô cùng nguy hiểm. Cái gọi là dương hỏa là ngọn lửa vô hình trên cơ thể con người. Con người thuộc tính dương, nếu dương khí mạnh thì sẽ miễn nhiễm với mọi loại tổn hại. Một khi dương khí dao động sẽ dễ bị tà khí tấn công. Quả nhiên là vậy, kiểm tra xong, Diệp Lâm càng khẳng định suy đoán của mình. Có người đang âm thầm làm phép, tác động lên Bạch Phi Phi. Vì cơ thể phụ nữ vốn là thuộc tính âm nên hầu hết những người dùng tà thuật nhắm vào phụ nữ luôn thành công. Được rồi, nếu đã như vậy thì tôi sẽ gậy ông đập lưng ông. Diệp Lâm lập tức hạ quyết tâm đấu với người kia. Tôi cũng sẽ cho ông nếm thử cảm giác bị tà thuật phản phệ. Lúc này, nhà họ Chu. Trên bàn thờ đặt những cây nến đỏ và một sợi tóc dài. Nến đỏ được làm từ dầu của xác chết. Còn sợi tóc chính là tóc của Bạch Phi Phi. Tề Phong Bình cầm thất tinh kiếm, bước theo hình bát quái và lẩm bẩm điều gì đó. Hu, ha. Mỗi nhát kiếm đều kèm theo một cơn gió mạnh, khiến ánh nến cũng dập dần theo. Dưới lưỡi kiếm, mơ hồ nghe thấy tiếng hét của một người phụ nữ. Chu Chính Hào ở một bên tỏ vẻ sợ hãi. Hơn nữa, giữa trời nắng nóng, căn phòng lại giống như một hầm băng, Chu Chính Hào không khỏi quấn mình trong chiếc áo khoác lông vũ để giữ ấm. Tề Đại Sư, ông đúng là thần tiên. Đây là lần đầu tiên Chu Chính Hạo nhìn thấy Tề Phong Bình thi triển một chiêu thức đáng sợ như vậy. Ông ta thầm nghĩ, may mà Tề Đại Sư là người phe mình, nếu không có ngày ông ta chết cũng không biết mình chết như thế nào. Có thể thấy lần này Tề Phong Bình đã quyết tâm thể hiện bản lĩnh thực sự của mình. Đi! Cuối cùng, Tề Phong Bình vung kiếm chém xuống, cắt sợi tóc mỏng như sợi chỉ trên tế đàn thành hai mảnh. Đồng thời, chân nến hai bên lập tức bị dập tắt. Kèm theo đó là một tiếng hét yếu ớt. Như thể mọi thứ đã hoàn toàn kết thúc. Ha ha ha. Làm xong tất cả những điều này, Tề Phong Bình hài lòng cười lớn. Vậy là tôi đã hoàn toàn phá vỡ dương hỏa trong con nhóc họ Bạch đó. Ngày mai, chỉ cần cô ta dám tới công ty, trận pháp tam dương tụ âm sẽ khởi động, và cô ta sẽ bị mắc kẹt trong vũng lầy tai họa, vĩnh viễn không thể trốn thoát. Hóa ra, để thể tác dụng của trận pháp tam dương tụ âm đạt hiệu quả cao hơn, Kỳ Phong Bình đã lập đàn và thi triển phép thuật từ xa để phá vỡ dương hỏa. Trên cơ thể Bạch Phi Phi. Bằng cách này, tam dương tụ âm trận sẽ đạt được hiệu quả trong một khoảng thời gian ngắn. Nếu đúng như dự tính thì bây giờ Bạch Phi Phi sẽ mắc bệnh nặng, hôn mê bất tỉnh. Tề Phượng Bình hài lòng gật đầu nói, như thể đang âm thầm tán thưởng kiệt tác của mình. Tề Đại Sư giỏi quá, Chu Chính Hào đứng ở bên cạnh nịnh nọt. Đồng thời, ông ta cũng thực sự sợ hãi trước thuật pháp của Tề Đại Sư. Tuy nhiên, Chu Chính Hào vẫn còn có điều thắc mắc. Tề Đại Sư, nếu ông có thể thi triển phép thuật từ xa, sao âm thầm giết chết con bé đó, thần không biết, quỷ không hay. Sự tồn tại của nhà họ Bạch luôn là cái gai trong mắt nhà họ Chu. Nếu lần này nhà họ Bạch không bị tiêu diệt hoàn toàn, lỡ một ngày nào đó bọn họ quay trở lại,
Tề đại sư cũng lui về ở ẩn thì nhà họ Chu sẽ ứng phó như thế nào? Cho nên bây giờ, cách có lợi nhất đối với nhà họ Chu chính là nhổ cỏ tận gốc. Thần không biết, quỷ không hay. Tề Phượng Bình liếc nhìn Chu Chính Hạo, ánh mắt lạnh lùng khiến Chu Chính Hạo cảm thấy sợ hãi. Tổng giám đốc Chu, ông chưa từng nghe câu lưới trời lông lộng sao? Bây giờ, tôi vì nhà họ Chu của ông mà làm chuyện này đã là làm trái ý trời, tổn hại rất lớn đến âm đức của tôi rồi. Nếu ông còn muốn mượn dao giết người, vậy thì tính chất sự việc đã hoàn toàn thay đổi. Tề Phượng Bình cũng biết niệm chú giết người là cấm kỵ. Với đạo hành hiện giờ, ông ta không thể mạo hiểm được. Nếu thật sự giết người, ngay cả Tề Phong Bình cũng không biết khi nào mình sẽ bị ông trời trừng phạt. Trước khi tuổi già ập đến, Tề Phong Bình muốn kiếm đủ tiền để nghỉ hưu, nhưng ông ta không dám mạo hiểm để kiếm số tiền có thể phải trả giá bằng mạng sống của mình. Tớ đại sư, tôi xin lỗi, tôi lỡ lời. Chu Chính Hào nhanh chóng xin lỗi. Thấy vậy, Tề Phượng Bình định sai người dỡ bỏ bàn thờ, cũng đã đến lúc ông A nên nghỉ ngơi rồi. Thuật pháp vừa rồi đã tiêu tốn rất nhiều năng lượng của ông ta. Ngày mai sẽ có một trận chiến cam go khác, đó là bắt đầu trận pháp Tam Dương Tụ Âm. Một khi trận pháp được kích hoạt thành công, trừ khi có điều gì đó bất ngờ xảy ra với ba tòa nhà còn lại của nhà Chu, nếu không mọi thứ sẽ ổn thỏa, không xảy ra trục trặc nào nữa. Nhưng lúc này, ngọn nến vừa tắt bỗng nhiên lại bùng cháy. Chiếu sáng toàn bộ đại sảnh, xua tan không khí lạnh lẽo xung quanh. Hả? Nhìn thấy điều này, Tề Phong Bình giật mình sửng sốt, trong lòng dâng lên một linh cảm xấu. Ông ta nhìn về phía tế đàn, đưa tay nắm lấy hai sợi tóc kia, nhưng vẫn muộn một bước. Sợi tóc mà Tề Phong Bình vừa mới cắt thành hai mảnh ngay lập tức bay lên không trung. Ngay sau đó, nó quay đầu và bắn về phía Tề Phong Bình với tốc độ cao như một viên đạn nổ. A, một tiếng hét vang lên. Tề Phong Bình lùi lại mấy bước, cảm thấy vai đau thấu xương, máu không ngừng chảy ra. Thì ra, hai sợi tóc mỏng như sợi tơ đã đâm sâu vào vai Tề Phong Bình. Vùi! Tiếng gió nổi lên. Tề Phong Bình bỗng nhiên cảm thấy sau lưng như có ánh sáng chiếu rọi. Ông ta cảm nhận được hai quả cầu dương hỏa trên vai mình đã bị dập tắt bởi đòn tấn công này. Ai đó đang làm phép hại tôi. Tề Phượng Bình không làm hại được người khác, mà ngược lại, dương hỏa của ông ta lại bị dập tắt hai lần. Người ta thường nói, cái chết giống như ngọn đèn tắt. Hai trong ba ngọn dương hỏa trong cơ thể Tề Phong Bình đã bị dập tắt. Dù đạo hành có cao, nhưng ông ta cũng không thể chịu nổi đòn này. Đột nhiên, một ngụm máu phun ra. Ông ta ngã ngửa ra đất và bất tỉnh. Ở phía bên kia, Diệp Lâm cũng dùng chân khí của mình áp chế dương hỏa của Bạch Vi Vi. Sau đó, anh đặt cô nằm thẳng trên ghế sofa. Sau đó, lấy ra một sợi tóc cô. Nhẹ nhàng hơ trên dương hỏa. Mái tóc đột nhiên bị gãy thành hai mảnh. Diệp Lâm cầm một sợi tóc, miệng niệm chú. Đột nhiên, anh bắn về phía quả cầu dương hỏa trên người Bạch Vĩ Vi. Hai phần tóc xuyên qua ngọn lửa và biến mất trong không gian. Sau đó, xuyên qua đuôi tóc, một tiếng thét chói tai mơ hồ truyền đến. Diệp Lâm không còn xa lạ gì với giọng nói đó nữa. Hóa ra là họ. Sắc mặt Diệp Lâm lạnh lùng, thầm hiểu ra. Hôm nay đến đây thôi, đòn vừa rồi đã đủ cho ông ta rồi. Ngày mai gặp nhau rồi giải quyết họ cũng không muộn. Có chuyện gì xảy ra với tôi vậy? Bạch Vĩ Vi chậm rãi tỉnh lại, đã cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Diệp Lâm kể cho cô nghe chuyện vừa xảy ra. Bạch Vĩ Vi nghe xong thì giật mình kêu lên, tôi đang ở nhà mà ông ta cũng có thể hại được. Ông ta giỏi như vậy sao? Điều này hoàn toàn vượt quá tầm hiểu biết của Bạch Vĩ Vi, cô cảm thấy vô cùng khó tin. Đồng thời, nó cũng khiến cô cảm thấy rất sợ hãi. Trong lòng dâng lên tâm lý phòng bị. Không sao, có tôi ở đây rồi. Diệp Lâm cười an ủi, tôi đã giúp cô đánh trả rồi, có lẽ tình huống bây giờ của ông ta không lạc quan lắm đâu. Ít nhất thì đêm nay ông ta sẽ không thể làm gì, ngày mai gặp lại, tôi sẽ xử lý bọn họ. Sau khi xử lý xong mọi chuyện, Diệp Lâm và Bạch Vi Vi trở về nhà nghỉ ngơi. Cùng lúc đó, nhà họ Chu, Tề đại sư, ông không sao chứ? Hôn mê gần nửa giờ. Tề Phong Bình cuối cùng cũng tỉnh lại, nhưng toàn thân vẫn đau nhức vô cùng. Đặc biệt là cánh tay của ông ta, chúng dường như đã trở nên vô dụng, mất đi cảm giác, không thể nhấc lên hay dùng lực bình thường được. Cảm giác như có hàng ngàn con kiến đang gặm nhấm cánh tay, cực kỳ đau khổ. May mà Tề Phong Bình là người tu hành, có sức mạnh tinh thần hơn người nên mới có thể miễn cưỡng chịu đựng được.
Nếu là người khác đã sớm không thể chịu đựng được rồi. Tề đại sư, cuối cùng ông cũng tỉnh lại rồi, vừa rồi ông làm tôi sợ quá, còn tưởng rằng. Chu Chính Hào đang lo lắng, nếu Tề đại sư xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì sẽ càng rắc rối hơn. Vừa rồi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao ông lại đột nhiên bất tỉnh? Có phải đã làm phép quá sức không? Thích Phong Bình xoa đầu để tỉnh táo, nhận thức được tình hình của mình hiện giờ. Chết tiệt, không ngờ lại bị tên nhóc kia tính kế, rơi vào bẫy của cậu Tét. Bởi vì Tề Phong Bình không hề có tâm lý phòng ngự, cộng thêm Diệp Lâm phản công quá bất ngờ, khiến Tề Phong Bình trúng chiêu, ngã thẳng xuống đất. Đương nhiên, Tề Phong Bình không biết, cho dù ông ta có chuẩn bị trước thì với thực lực của ông ta cũng khó có thể ngăn cản Diệp Lâm. Chỉ là bản thân ông ta chưa nhận ra điều này mà thôi. Không đúng. Tề Phong Bình lại lắc đầu. Thằng nhóc đó làm sao có đủ sức lực để chiến đấu với tôi từ xa được. Chắc chắn là sư phụ của cậu ta tới hỗ trợ. Người từ đánh với tôi chắc hẳn phải là một cao thủ trong giới phong thủy. Chu Chính Hào nghe vậy thì lập tức hoảng sợ, ngạc nhiên nói, thằng nhóc đó đã mời sư phụ đến rồi à? Chúng ta nên làm gì đây? Tề Phượng Bình hừ lạnh một tiếng, ông sợ cái gì? Chẳng phải còn có tôi sao? Là một thầy phong thủy nổi tiếng ở Yến Kinh, Tề Phong Bình đương nhiên sẽ không thừa nhận thất bại chứ đừng nói đến việc thừa nhận kỹ năng của mình kém hơn người khác. Tổng Giám Đốc Chu, ông nói rất đúng. Cần phải diệt trừ nhà tận gốc họ Bạch. Bây giờ, sau khi trúng chiêu này, Tề Phong Bình mới phát hiện thuật pháp. Phong thủy của đối phương cũng rất cao siêu. Tục ngữ có câu, hai hổ đánh nhau, ắt có một con sẽ bị thương. Rõ ràng là không thể đơn phương đè bẹp đối thủ được. Vậy thì kết quả cuối cùng sẽ là một sống một còn. Thấy Tề Phong Bình nói như vậy, Chu Chính Hào vô cùng vui sướng, đây chính là điều ông ta mong muốn. Chu Chính Hào hứa hẹn, nhà họ Chu chúng tôi sẽ toàn lực ủng hộ. Nếu có thể hoàn toàn loại bỏ nhà họ Bạch, chúng tôi sẽ tăng gấp đôi lợi ích đã hứa với ông, Tề đại sư. Chu Chính Hào nghiến răng nghiến lợi, để giải quyết triệt để kẻ thù, ông ta sẽ không tiếc tiền. Tốt, thấy thái độ của nhà họ Chu, Tề Phượng Bình lại càng có thêm động lực. Ngày mai, tôi sẽ kích hoạt Tam Dương tụ âm trận, giúp toàn lực tiêu diệt nhà họ Bạch, không để lại hậu họa về sau. Đêm đó, nhà họ Diệp, mệt, tất cả những gì con nói đều là sự thật. Diệp Trạch kể cho mẹ là Hứa Như Vân mọi chuyện xảy ra trong quán bar. Chỉ là không biết sau đó Hàn Tiểu Thư có phát hiện mình nhận nhầm người hay không. Đáng tiếc. Sau đó Hàn Anh đã dọn dẹp quán bar nên Diệp Trạch không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo. Nhưng trong lòng mơ hồ có một tia chờ mong, hy vọng Hàn Tiểu Thư sẽ nhận ra mình đã nhận nhầm người, đồng thời dạy cho Diệp Lâm một bài học. Con nói tên vô dụng Diệp Lâm đó quen biết con trai của Thống đốc Phủ Thuận Thiên và con gái của Chiến thần Thanh Châu sao? Con đang đùa mẹ sao? Tất nhiên Hứa Như Vân không tin. Đến bà ta còn không có tư cách để kết giao với con cái của các ông lớn đó chứ đừng nói là Diệp Lâm, một tên vô dụng bị đuổi ra khỏi nhà. Chắc họ say rượu nên nhận nhầm người thôi. Hứa Như Vân tin rằng, ở một nơi như quán bar, việc uống say nhầm người là điều bình thường. Có lần, khi đang vui vẻ trong quán bar, bà ta cũng nhận nhầm chồng, suýt nữa thì xảy ra chuyện. Nhưng mà, Diệp Trạch còn muốn nói thêm điều gì? Theo cậu ta thấy, Hàn Tiểu Thư thì có thể nhận nhầm người. Nhưng Hoa Cảnh Vệ thì không giống không nhận nhầm người chút nào. Được rồi. Hứa Như Vân ngắt lời con trai. Bây giờ, bà ta không có thời gian quan tâm đến tên vô dụng đó. Ngày mai, yến tiệc của nhà họ Diệp chúng ta sẽ mời những tên tuổi lớn từ mọi tầng lớp đến tham dự. Mẹ phải kiểm tra danh sách những người tham dự, không có thời gian để nghe con nói đâu. Chuyện ngày mai có liên quan đến tương lai nhà họ Diệp chúng ta. Con cũng phải cư xử cho tốt. Ông nội con muốn cử con ra ngoài đón khách, đây là cơ hội để làm quen với ông chủ giàu có, con nhất định phải nắm bắt cơ hội, không được gây phiền toái. Diệp Trạch nghe vậy, lập tức cười nói, mẹ yên tâm. Mọi việc cứ giao cho con, đảm bảo sẽ không có vấn đề gì. Tại thời điểm này, Đông Hải, ông chủ của chợ đen, một người đàn ông mặc đồ sang trọng đang xem báo cáo hoạt động ngày hôm nay. Mặc dù Mạnh Chu Huyền đã bị ám sát, cái miệng của ông ta đã bị phong ấn thành công, không cần phải lo lắng ông ta tiết lộ điều gì nữa. Tuy nhiên, không có tin tức gì về các thành viên của Thiên Phạt được phái đến ám sát Kim Lũ Y, mọi liên lạc đều bị mất. Bước đầu xác định rằng nhóm người đó đã bị xóa sổ. Thậm chí đến thi thể cũng không còn. Làm sao có thể?
Người đàn ông mặc đồ sang trọng vừa ngạc nhiên, vừa tức giận. Đó chính là tổ chức Thiên Phạt, một đội sát thủ chuyên nghiệp hàng đầu. Cho dù họ được yêu cầu ám sát một cao thủ cấp chiến thần, nếu không giết được thì cũng có thể khiến chiến thần đó bị thương nhẹ và trốn thoát thành công. Nhưng bây giờ, chỉ huy của đội cận vệ Yến Kinh chỉ là một người phụ nữ, vậy mà cả đội lại bị tiêu diệt hoàn toàn. Theo điều tra của họ về Kim Lũ Y thì đáng lẽ cô không phải là đối thủ của tổ chức Thiên Phạt mới phải. Đại nhân, ngài muốn phái sát thủ mạnh hơn của Thiên Phạt đi tiếp tục nhiệm vụ không? Một ông già ở một bên cúi đầu nói, hay là để tôi đích thân ra tay? Trên danh nghĩa, ông già này là quản gia riêng của ông chủ. Nhưng đằng sau, ông ta còn có một thân phận nổi bật hơn, đó là một trong những người sáng lập ra Thiên Phạt. Ngày xưa, ông ta cũng là một sát thủ đẳng cấp thế giới, khiến vô số người khiếp sợ. Bây giờ lớn tuổi hơn, ông ta đã lui về phía sau, trở thành một quản gia kiêm vệ sĩ kín bên cạnh ông chủ chợ đen. Không, người đàn ông kia lập tức lắc đầu từ chối, không muốn mạo hiểm nữa. Bởi vì các thành viên của Thiên Phạt cũng là một khối tài sản khổng lồ, không thể lãng phí một cách không rõ ràng như vậy được. Chết thêm một người cũng sẽ là một tổn thất lớn cho chợ đen của họ. Tôi nghi ngờ, chính chiến thần U Châu, Lý Úc Bạch đã bố trí cao thủ bên cạnh con gái nuôi của mình để bí mật bảo vệ cô ta. Ừm, chắc chắn là như vậy. Ngoài ra, người đàn ông kia không thể nghĩ ra khả năng nào khác. Đi, tiếp tục điều tra về Kim Lũ Y và mọi người xung quanh cô ta. Biết địch biết ta, trăm trận thắng. Lần sau ra tay, không được phạm sai lầm ngu ngốc như vậy nữa. Vâng. Ông già vâng lệnh, lập tức cho nhóm tình báo tiếp tục phái người đi điều tra. Ở bên kia, Phụng Thiên. Nhà họ Trương. Nhìn Hồ Đại Tiên một mình trốn thoát. Trương Văn Viễn, người giàu nhất Phụng Thiên rất tức giận. Sao lại như vậy được? Bọn chúng đúng là to gan. Bốn gia tộc được gửi đến đó, kẻ thì chết, kẻ thì đầu hàng. Bây giờ chỉ còn lại nhà họ Hồ trốn thoát trở về. Làm sao Trương Văn Viễn có thể chấp nhận kết quả này được? Mà càng đáng phẫn nộ hơn là đối phương thậm chí còn muốn lợi dụng nhà họ Bạch và nhà họ Hoàng để chĩa súng vào mình. Nhà họ Khôi tự ý hành động, chết cũng đáng. Nhưng nhà họ Bạch và họ Hoàng lại dám công khai làm phản, tội không thể tha thứ. Trương Văn Nguyên lập tức quyết định, đi khống chế hai gia tộc này trước, đề phòng bọn họ liên thủ đối phó tôi. Nhà họ Trương quyết định ra tay trước. Vâng, Hồ Đại Tiên lập tức nhận mệnh, muốn lấy công chuộc tội. Ông ta không thể chiến lại tên nhóc họ Diệp kia, chẳng lẽ đến nhà họ Bạch và họ Hoàng cũng không đấu lại sao? Nhân lúc tộc trưởng của hai gia tộc này vẫn chưa trở về, ông ta sẽ đi trước. Một bước, một lưới bắt gọn tất cả. Hồ Đại Tiên đứng lên, chuẩn bị hành động. Nhưng vào lúc này, Hồ Đại Tiên lại loạng choạng ngã xuống đất. Độc! Ai đó đã hạ độc trong không khí. Hồ Đại Tiên có linh cảm gì đó, vẻ mặt chợt thay đổi. Người có thể hạ độc mà thần không biết quỷ không hay, ngoại trừ bà già chết tiệt nhà họ Bạch ra thì còn ai vào đây? Là ai? Trương Văn Nguyên thấy vật thì sợ hãi đứng dậy, nhưng hai chân đã yếu ớt ngã xuống ghế. Ha ha ha, ngoài cửa vang lên một tràng cười điên cuồng. Bà Bạch, kỹ thuật hạ độc của bà càng ngày càng tỉnh view. Cách xa hàng trăm mét cũng có thể ra tay chuẩn xác. Nhìn xem. Con cáo giả đó trúng chiêu rồi kìa, ha ha. Hồ Đại Tiên thấy vậy, vừa ngạc nhiên, vừa tức giận, quả nhiên là các người. Đám ăn cháo đá bát. Lúc này, hai ông bà già trông như bóng ma đột nhiên xuất hiện. Hồ Đại Tiên cho rằng mình trốn thoát trong đêm đã nhanh lắm rồi, nhưng không ngờ hai người này lại quay lại nhanh như vậy. Bà Bạch, Trương Văn Nguyên không thể tin vào mắt mình, bà thật sự muốn phản bội nhà họ Trương sao? Bà Bạch chậm rãi thở dài. Tôi không còn cách nào khác. Không ngờ đối phương lại là đệ tử của một đại vu, mạng sống của cả tộc tôi đều nằm trong tay đối phương, tấn công nhà họ Trương là biện pháp cuối cùng. Trương Văn Viễn tức giận nói, vậy bà không sợ chúng ta nhà họ Trương báo thù sao? Sợ tất nhiên là bà Bạch sợ. Nhưng so với sự trả thù trong tương lai, mối đe dọa đến tính mạng bây giờ mới là điều bà ta nên cân nhắc hơn. Kha kha, ông Trương, bây giờ... Ông đang nằm dưới sự kiểm soát của chúng tôi, lúc này, Hoàng Tam ra lạnh lùng chế nhạo. Đợi tuần sau cậu Diệp đến Phụng Thiên, chúng tôi sẽ giao ông cho cậu ấy xử lý. Chúng ta sẽ không đợi nhà họ Trương các ông báo thù đâu, sau khi mọi chuyện kết thúc, chúng tôi sẽ cao chạy xa bay. Hừ, Trương Văn Nguyên hừ lạnh một tiếng, rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Không hổ danh là người giàu nhất, cũng từng là nhân vật quyền lực một thời.
Nếu có chuyện xảy ra, tất nhiên ông ta sẽ có phương án dự phòng. Các người thật sự cho rằng chỉ với chút năng lực của mình thì có thể đấu với nhà họ Trương chúng tôi sao? Nếu tên nhóc họ Diệp kia dám tới, tôi sẽ cho cậu ta không có đường quay trở lại. Nói xong, Trương Văn Viễn hét lớn, ông Đoan Mộc. Xin hãy ra tay đi. Chưa kịp nói xong, một bóng đen từ không trung hiện ra như một vị thần giáng thế. Hai trưởng liên tiếp, dễ dàng đánh ngã bà Bạch và ông Hoàng xuống đất. Sao có thể như vậy được? Bà nội Bạch mặt mày tái mét, ông là ai? Chất độc của bà ta không có tác dụng với người này sao? Ông là võ cổ giả ư? Hoàng tiên sinh bị đánh hộc máu, cho dù có chồn tiên nhập hồn cũng bị thương nặng. Sức mạnh đáng sợ như vậy chỉ có thể là võ cổ giả mà thôi. Hừ, ông lão được nhà họ Trương kính trọng gọi là Đoan Mộc hừ nhẹ một tiếng, không trả lời. Hiển nhiên, đám tôm tép này không có tư cách để biết thân phận của ông ta. Ngay lập tức, Trương Văn Viễn lấy lại quyền kiểm soát tình hình. Qua câu hỏi của anh, ông ta biết được rằng tuần tới Diệp Lâm sẽ đích thân đến đây. Được rồi, tôi không có đi tìm cậu ta thì thôi, cậu ta còn dám tới chỗ tôi để tính sổ. Trương Văn Nguyên trợn mắt, chuẩn bị tương kế tự kế. Hai người hãy thông báo cho Diệp Lâm biết tôi đã bị các người giam lỏng, bảo cậu ta nhanh tới đây. Bên kia, cổ võ, nhà họ Tân. Sau khi biết con trai bị giết, chi nhánh của thiên hạ võ minh ở Yến Kinh bị dọn. Cả nhà họ Tần đều cực kỳ tức giận, cổ võ không thể chịu nhục. Một vị công tử dòng chính nhà họ Tân chết một cách không rõ ràng tại thế giới người thường. Thân là Tần thị một trong bảy dòng họ lớn của cổ võ làm sao có thể nhịn được chứ? Mọi người lập tức xin ra trận đi thế giới người thường san bằng Long Môn. Đợi đãi. Một ông cụ uy nghiêm nhìn thi thể của cháu trai, nhìn kỹ một lát rồi không? Nhịn được hít hà một hơi. Trên người Tân công tử không có một chút vết thương bên ngoài, nhưng mà mỗi một lỗ chân lông trên toàn thân đều bị thương nặng, khó có thể nhìn rõ bằng mắt thường. Giống như là có người cầm một cây kim mảnh như sợi chỉ đâm vào lỗ chân lông, đâm cùng lúc 48.000 lỗ chân lông trên khắp cơ thể, khiến người chết ngay. Lập tức, người dùng kiếm hả, trên đời này có loại kiếm thuật thế này sao? Gia chủ nhà họ Tân cũng dùng kiếm, nhưng vẫn khó có thể làm ra được như thế, đúng là càng nghĩ càng thấy đáng sợ. Các cậu, kể lại chi tiết tình hình chiến đấu khi ấy xem L. Đám hạ nhân nhà họ Tần chạy trốn về đây, anh một lời tôi một lời, kể lại mọi thứ đã xảy ra lúc đó. Gần như là tái hiện lại toàn bộ quá trình chiến đấu. Hộp kiếm vô tận. Mọi người trong nhà họ Tân đều chú ý tới chi tiết này. Thằng nhãi kia thế mà lại có thể dùng hộp kiếm vô tân. Ông cụ cũng hoảng hốt. Đám hạ nhân gật đầu, không biết sao mà có ba thanh kiếm ngắn bay ra từ trong hộp kiếm không kia. Dường như là ba thanh kiếm ngắn kia đã giết chết công tử. Sau đó, thanh kiếm kinh hồng trong tay công tử cũng bị hộp kiếm thu vào. Bên trong luôn rồi. Hộp kiếm vô tận không thế mà lại bắt đầu thu kiếm. Mọi người trong nhà họ Tần nghe vậy đều cảm thấy cạn lời. Nhất là những người lớn tuổi. Đã từng trải qua sự kiện lớn năm xưa, sắc mặt đều trở nên nặng nề. Tất cả dường như là một vòng luân hồi. Hộp kiếm vô tạo ấn hiện thế lần nữa. Tại sao lại như vậy chứ? Gia chủ nhà họ Tân ngồi bệt xuống chỗ ngồi, sắc mặt có chút tái nhợt. Sao thằng nhãi kia có thể khống chế hộp kiếm vô tẫn được vậy? Chẳng lẽ là con cháu của bọn họ? Không, không thể nào. Gia chủ nhà họ Tân nghĩ đến một loại khả năng xấu nhất, rồi lại tự mình phủ định. Có điều, người nói vô tâm, người nghe cố ý. Cái từ con cháu lập tức khiến đám quản lý nhà họ Tần đều ồ lên. Hộp kiếm vô tán nhận chủ. Chẳng lẽ là con cháu của nhà kia đã trở lại? Năm xưa người kia từng nói, lúc hộp kiếm vô tán đi đoạt danh kiếm trong thiên hạ, chính là lúc đi diệt ba sơn năm môn bảy thị. Cổ võ đã từng bao gồm một tiên ba sơn năm môn bảy thị. Một tiên chính là kiếm tiên lục địa. Có điều... Đã từng xảy ra một chuyện khiến cho một tiên ngã xuống, danh kiếm trong hộp kiếm vô tấn cũng bị ba sơn năm môn bảy thị chia cắt. Những năm qua, dường như chuyện mà bọn họ lo lắng nhất đã âm thầm xảy ra. Không thể nào. Một tiên đã bị diệt môn, sao có thể còn có con cháu được chứ? Gia chủ nhà họ Tân lập tức phủ định loại khả năng này. Gia chủ, dù thằng nhãi kia là ai thì chúng ta đều phải nhổ cỏ tận gốc. Mọi người sôi nổi đề nghị giết người để tránh họa về sau. Nhưng mà gia chủ nhà họ Tần lại có suy nghĩ khác. Tạm thời phái một người đi tiếp cận cậu ta, để xem cậu ta vì sao có thể khống chế hộp kiếm vô tản trước đi.
nếu có thể tìm hiểu rõ ràng bí mật bên trong thì sẽ rất có lợi cho nhà họ Tân chúng ta. Nghe vậy, mọi người đều cảm thấy có lý, thậm chí nảy sinh lòng tham lam. Ba sơn năm môn bảy thì bọn họ đã từng nghiên cứu hộp kiếm kia, nhưng lại không có một người nào có thể phá giải bí mật, khống chế hộp kiếm. Hộp kiếm vô tấn chính là chí bảo, một khi nó đoạt lại danh kiếm trong thiên hạ, thì khó mà tưởng tượng nổi uy lực của nó. Uy lực bùng nổ cùng lúc của vạn kiếm có thể phá hủy thế giới giống như là bom hạt nhân. Nếu nhà họ Tần bọn họ có thể khống chế bí mật bên trong, lần nữa đoạt lại danh kiếm, thì nhà họ Tần bọn họ sẽ vô địch khắp thiên hạ, áp đảo quần hùng cổ. Võ. Đến khi ấy, bên trong cổ võ, cái tên một tiên sẽ hoàn toàn được thay thế bằng Đại Tân. Nên phái ai đi đây? Gia chủ nhà họ Tân nhìn một vòng quanh tộc nhân. Cuối cùng, ông ta dừng tâm mắt trên người một thiếu nữ có ngoại hình cực kỳ xinh đẹp, nổi bật giữa đám người, giống như là đóa hoa mọc từ trong bùn lại không nhiễm bùn. Tuyết Dung, là cháu. Cách nhanh nhất để hiểu biết một người đàn ông là sự tiếp cận của một người phụ nữ. Nhất là một người phụ nữ xinh đẹp. Tần Tuyết Dung là người xinh đẹp nhất nhà họ Tần, tất nhiên là cái trách nhiệm này sẽ rơi trên người cô ta. Ngày hôm sau, Diệp Lâm cùng Bạch Vĩ Vi vừa đi đến gần công ty thì chợt dừng bước lại, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc lên. Có chuyện gì vậy? Bạch Vĩ Vi tò mò hỏi. Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn thoáng qua bố cục xung quanh cao ốc, từ trong ra ngoài đều là sát khí dày đặc. Hay cho một cái tử cục, Diệp Lâm chỉ nhìn sơ qua là thấy rõ ràng sự thay đổi bên trong. Là sao hả? Bạch Vĩ Vi không hiểu ra sao. Người muốn hại cô vào tối qua, hôm nay lại bày trận pháp thụ âm gần công ty cô để tiếp tục hại cô. Diệp Lâm trả lời đúng sự thật. Cái gì? Nghe vậy, Bạch Vĩ Vi lập tức thay đổi sắc mặt. Ơ ó điều, Bạch Vĩ Vi nhìn trái nhìn phải, cũng không phát hiện công ty hôm nay. Có khác gì với hôm qua? Vì sao nói vậy? Bạch Vĩ Vi cũng dừng bước, tò mò hỏi. Cô xem đi, Diệp Lâm kiên nhẫn giải thích cho cô nghe về bố cục của 5 tòa nhà. 4 tòa nhà của nhà họ Chu cộng thêm 1 tòa nhà của nhà họ Bạch, vốn dĩ có thể hình thành cách cục phong thủy ngũ cốc được mùa, có thể nói là cùng thắng. Chỉ là nhà họ Chu quá tham lam, xây 4 tòa nhà của bọn họ cao hơn hẳn tòa nhà của nhà họ Bạch. Không chỉ có khiến tòa nhà nhà họ Bạch thấp hơn một đầu, mà còn hủy diệt cục diện song thắng ngũ cốc được mùa. Đến những chuyện xảy ra sau này thì cô cũng biết rồi. Diệp Lâm không nói thêm nữa, chuyện cần nói đã nói vào hôm qua rồi. Nhà họ Chu dùng đại trận khốn long hại nhà họ Bạch suýt nữa cửa nát nhà tan. Bây giờ, Diệp Lâm chỉ vào tòa nhà đã bị thiêu hủy, nói, một tòa nhà bị thiêu hủy, nó trở thành tử cục. Nhà họ Chu lợi dụng tử cục, kết hợp với 3 tòa nhà còn lại, tạo thành thế vây. Kín, bày ra tụ âm đại trận, khiến âm khí liên tục lao về phía nhà họ Bạch các cô. Tụ âm đại trận tàn nhẫn hơn khốn long đại trận, hiệu quả cũng đáng sợ hơn nữa. Khốn long chỉ là tạm thời bao vây nhà họ Bạch các cô. Còn tụ âm thì là đuổi dương, để lâu rồi sẽ có nguy hiểm về tánh mạng. Hôm qua, hắn muốn phá vỡ sự cân bằng âm dương trong cơ thể cô, để tăng nhanh hiệu quả của tụ âm đại trận. Bạch Vĩ Vi càng nghe càng thấy sợ hãi. Nếu không có Diệp Lâm nói cho mình biết mọi thứ thì chắc là mình đến chết cũng không biết chết như thế nào. Vậy, phải làm sao bây giờ? Nghe Diệp Lâm nói xong, Bạch Vĩ Vi sợ tới mức không dám đến công ty nữa. Đồng thời, cô còn lo lắng các đồng nghiệp trong công ty có bị liên lụy hay không. Muốn phá giải cũng không khó. Diệp Lâm tiếp tục nói, chỉ là cần hơi nhiều đồ vật thôi. Rốt cuộc là cần cái gì? Dù là bao nhiêu đi nữa, tôi cũng sẽ ra giá gấp 10 lần để mua ngay. Bạch Vĩ Vi vội hỏi. Không cần thêm tiền, đồ vật cần đều có giá rẻ lắm. Diệp Lâm nói thẳng. Chính là gương mà ngày thường chúng ta hay dùng. Gương. Bạch Vĩ Vi nghe vậy thì lập tức ngây người. Không ngờ phương pháp phá giải lại là một thứ bình thường như thế. Diệp Lâm tiếp tục nói, trước mỗi một cửa sổ đều đặt một tấm gương quay qua bên ngoài để hình thành thế phản chiếu. Dứt lời, Diệp Lâm nhìn thoáng qua tòa nhà cao ngất trong mây. Anh thầm tính toán, ít nhất cũng phải dùng vài nghìn tấm gương. Vậy nên Diệp Lâm mới nói, đồ vật thì dễ kiếm. Chỉ là số lượng hơi nhiều. Mỗi một cửa sổ đều cần hả? Bạch Vĩ Vi nghe vậy thì giật mình, đồng thời hiểu được ý của Diệp Lâm. Đúng vậy, mỗi một cửa sổ đều cần. Diệp Lâm giải thích, bởi vì phải phản chiếu toàn bộ âm khí lao đến. Tuy rằng phương pháp phá cục khá là rườm rà, nhưng mà nó chính là phương pháp hữu hiệu nhất. Bạch Vĩ Vi nghe hiểu,
lập tức gọi điện thoại cho người đi làm. Bây giờ chúng ta còn đi công ty nữa không? Bạch Phi Phi nói chuyện điện thoại xong, vẫn còn có chút sợ hãi hỏi, hay là cho mọi người nghỉ một ngày đi? Không cần. Diệp Lâm nói, trận tụ âm không phải xong ngay trong một sớm một chiều. Mới có một ngày thôi, còn chưa thành được cái gì đâu. Cô đừng lo lắng, huống chỉ còn có tôi ở đây nữa mà. Ừ, nghe Diệp Lâm bảo đảm, Bạch Phi Phi cuối cùng cũng có thể yên lòng. Sau đó, hai người đi vào trong công ty. Tới giữa trưa, người ở bộ phận mua sắm cuối cùng cũng mua được hơn 1.000 tấm gương trong toàn bộ thành phố, đồng thời bắt đầu sắp xếp đúng vị trí trong cả công ty. Người trong công ty không hiểu ra sao, nhưng vì hôm qua tận mắt nhìn thấy cái gọi là phong thủy, nên đa số người đều tỏ vẻ thông cảm. Anh Phong, Diệp Lâm đang đứng trên sân thượng tòa nhà, định đi bày trận phối hợp với nghìn gương để đánh trả đối phương. Lúc này, Bạch Phi Phi đột nhiên đi lên, bên cạnh còn có một người quen đi theo. Bạn học của anh tới công ty chúng ta xin việc. Tôi dẫn cô ấy đến cho anh. Bạch Phi Phi biết cô ấy là bạn học kiêm bạn thân của Diệp Lâm, lại thêm mối quan hệ không bình thường giữa hai người. Vậy nên Bạch Phi Phi không dám tự quyết định, đành phải dẫn người lên chỗ Diệp Lâm để Diệp Lâm sắp xếp. Diệp Lâm thấy vậy thì giật nảy mình. Tôi đã từ chức bên tập đoàn Triệu Thị rồi. Susan mỉm cười, tôi đến đây để nương nhờ cậu. Cậu sẽ không đuổi tôi đi đâu nhỉ? Ai ra, Diệp Lâm bất đắc dĩ lắc đầu. Hóa ra là Susan không nghe lọt một chữ nào về những lời mình nói vào hôm qua. Cô không chỉ không cách xa mình, mà còn chủ động đi lại gần mình nữa. Không phải tôi đã nói rồi sao? Diệp Lâm nói, đi gần với tôi sẽ có nguy hiểm. Tôi không sợ, Susan bướng bỉnh nói. Càng là như vậy thì cô càng muốn ở bên cạnh Diệp Lâm, đấu tranh với thế lực. Tàn ác kia, tuyệt đối sẽ không lùi bước. Cậu cần gì phải làm thế chứ? Diệp Lâm đang buồn rầu làm sao để khuyên nhủ Susan. Lúc này, Bạch Phi Phi chủ động nói giúp, anh Phong, anh vừa lúc đang thiếu một thư ký ở công ty. Nếu để người ngoài làm thì anh sẽ không tin tưởng, hay là cứ để cho bạn học anh làm đi. Nghe vậy, Susan biết ơn mà nhìn Bạch Phi Phi, không ngờ cô ấy lại nói chuyện giúp mình. Cô còn đang lo lắng cô nàng tổng giám đốc xinh đẹp kia sẽ là tình địch của mình nữa đấy. Được rồi, Diệp Lâm thấy vậy thì cũng nhường bước, vậy thì cậu cứ làm việc tại đây đi. Thấy Susan bướng bỉnh như thế, Diệp Lâm thầm nghĩ cứ để cô ở bên cạnh anh, để anh tiện trông nom, tránh xảy ra ngoài ý muốn rồi không đi cứu kịp. Sau khi sắp xếp công việc cho Susan xong, Diệp Lâm tiếp tục đi bố trí trận pháp. Anh chủ, anh đang làm gì vậy? Susan cười hỏi, đổi xưng hô với Diệp Lâm. Bày trận, Diệp Lâm giải thích một cách đơn giản. Nghe vậy, Susan giật mình, mơ hồ như vậy sao? Ha ha, Diệp Lâm cười khẽ, nếu cậu tiếp tục ở bên cạnh tôi thì sau này sẽ gặp nhiều chuyện mơ hồ hơn nữa. Cậu phải chuẩn bị sẵn tâm lý, để tránh bị dọa ngất xỉu đấy. Lúc nói chuyện, Diệp Lâm đã bày trận xong. Trên sân thượng, ánh mặt trời chiếu rọi khắp góc cạnh. Diệp Lâm mượn khí chí dương trên đây đi bảo vệ cả tòa nhà, làm giảm hiệu quả của tụ âm trận, sau đó thông qua các lớp gương hình thành cách cục phản quang sát. Tiếp theo chỉ cần đợi đối phương đánh trải. Gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó, gậy ông đập lưng ông thôi. Ha ha! Nhìn thấy Diệp Lâm và Bạch Phi Phi tự nhiên đi vào công ty, Tê Phong Bình và Chu Chính Hào nhìn nhau cười, giống như là gian kế sắp thành công rồi vậy. Tê Đại Sư, tiếp theo liền phải xem ông biểu diễn rồi. Chu Chính Hào có chút sốt ruột nói. Lúc nấy đến đây, tôi đã chính thức mở ra tam dương tụ âm trận. Tê Phong Bình kiêu ngạo nói, đi, chúng ta đi lên sân thượng xem. Lát nữa tôi sẽ bố trí thêm một trận pháp, hấp thu hết dương khí của tòa nhà bọn họ lại đây, khiến cho tòa nhà nhà họ Bạch trở nên âm trầm như ngôi mộ. Hừ, tối qua con nhóc nhà họ Bạch kia tránh thoát được một kiếp thì sao chứ? Hôm nay tôi sẽ làm cho cô ta trả giá nặng nề hơn nữa. Lúc nói chuyện, hai người đã đi đến sân thượng trên tầng cao nhất của tòa nhà. Tẽ Phong Bình bấm tay tính toán, không đến một ngày, nhân viên tập đoàn Bạch Thị sẽ có ít nhất một nửa đột nhiên bị bệnh, ra khỏi công ty. Còn con nhóc nhà họ Bạch kia thì sao? Chu Chính Hào chỉ quan tâm người nhà họ Bạch thôi, còn sự sống chết của các nhân viên khác thì không thèm quan tâm. Ha ha, Tê Phong Bình cười lạnh nói, tốt nhất là cô ta đừng ra khỏi công ty. Bởi vì tiếp theo, tôi sẽ làm cho cô ta phải chịu đau đớn nhiều hơn, nguy hiểm lớn hơn nữa. Tê Phong Bình vừa nói chuyện vừa niệm trận, bày ra năng lực thật sự của Đại sư Phong Thủy.
Mỗi một hành động lời nói đều mang phong thái đại sư. Chu Chính Hào đứng bên cạnh giật mình lùi ra sau, không dám nói tiếng nào. Lúc này, Chu Chính Hào phát hiện có một giấy xe tải đỗ bên ngoài tòa nhà nhà họ Bạch, dường như là đang dỡ thứ gì đó. Hả, nhà họ Bạch đang làm cái quỷ gì vậy? Chu Chính Hào khó hiểu. Nhưng thấy Tề đại sư đang tập trung bày trận, ông ta cũng không dám hỏi nhiều. Một lát sau, trận pháp hình thành. Tề Phong Bình chạm nhẹ một ngón tay, một tia sáng vô hình lập tức bắn về phía tòa nhà tập đoàn Bạch Thị ở phía đối diện. Ha ha, một lát nữa, Tề Phong Bình nói với giọng điệu chắc chắn, tập đoàn Bạch Thị chắc chắn sẽ gặp tai họa, và rất có thể tai họa sẽ dừng trên người con nhóc họ Bạch kia. Bởi vì lúc nãy Tề Phong Bình lẩm bẩm bày trận, đã nhân tiện lẩm bẩm luôn ngày tháng năm sinh của Bạch Vĩ Vĩ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì số kiếp sẽ đến như dự kiến. Trừ khi trong công ty còn có nhân viên khác có cùng ngày tháng năm sinh với Bạch Vi Vi. Tề đại sư, ông xem kìa. Lúc này, Chu Chính Hào cuối cùng cũng có thể nói chuyện, chỉ vào dãy xe tải đang dỡ hàng dưới lầu, nói, dường như nhà họ Bạch mua rất nhiều đồ vật. Hả, thấy vậy, Tề Phong Bình hơi ngạc nhiên, mơ hồ cảm thấy đối phương đang có tính toán gì đó, mau phái người đi hỏi thăm xem phía đối diện đang làm cái quỷ gì vậy. Ừ. Chu Chính Hào vội vàng gọi điện thoại phái nhân viên lén đi tìm hiểu tin tức. Mấy phút sau là có câu trả lời, là gương, tập đoàn Bạch Thị mua hơn 1.000 tấm gương. Chu Chính Hào nghe vậy thì cười ha ha, con nhóc họ Bạch kia bị ma ám rồi hả? Mua nhiều gương như vậy để làm gì? Cái gì, gương hả? Tề Phong Bình đứng bên cạnh nghe vậy thì lập tức thay đổi sắc mặt. Gương, phản quang. Ông ta tập trung nhìn kỹ tòa nhà đối diện. Quả nhiên thấy trước mỗi một cửa sổ đều có 7 gương. Gương phản quang, phản hết mọi thứ về phía 4 tòa nhà của nhà họ Chu ở đối diện. Không ổn rồi, đối phương thế mà lại bày phản quang sát. Sau khi nhận ra điểm này, Tề Phong Bình lập tức thay đổi sắc mặt. Ông ta còn chưa kịp phản ứng gì thì một tia sáng bị ông ta bắn về phía cao ốc đối diện lúc nãy cũng bị phản chiếu trở lại. A, Tề Phong Bình hét thảm thiết một tiếng, bụng hai mắt của mình lại. Kết quả là chẳng thấy cái gì cả. Đồng thời, số kiếp ác độc do ông ta bày ra, cũng chiếu hết lên người ông ta. Đừng, đừng lại đây, các người đừng lại đây. Tề Phong Bình vừa bụm hai mắt của mình lại, vừa quơ chân múa tay, giống như là muốn xua tan thứ gì đó. Trong tiềm thức của ông ta, có vô số yêu ma quỷ quái quấn quanh người ông ta, khiến ông ta cực kỳ sợ hãi. Tề đại sư, Chu Chính Hào thấy vậy thì giật nảy mình. Không biết trong khoảnh khắc vừa rồi Tả Phong Bình bị làm sao vậy. Ông ta giống như là bị quỷ ám, thấp thỏm lo âu lảo đảo qua lại, rồi lùi ra sau liên tục. Tại sao lại như vậy? Đã nói là con nhóc họ Bạch kia khó thoát một kiếp mà. Sao bây giờ lại giống như là Tề đại sư chạy trời không khỏi nắng vậy? Thấy cục diện dường như đã mất khống chế, Chu Chính Hào hô lên, Tề đại sư, cẩn thận. Đây chính là sân thượng đấy. Thấy Tề Phong Bình cứ như ruồi bọ không đầu đâm lung tung, rồi nghiêng ngả lảo đảo đi tới bên cạnh sân thượng. Chu Chính Hào sợ tới mức trợn mắt há mồm ra nhìn, muốn giơ tay kéo lại nhưng mà không kịp. Lại là một tiếng hét thảm thiết vang lên, Tề Phong Bình giẫm hụt chân, rơi thẳng xuống bên dưới. Nhảy lầu. Chết người rồi. Tòa nhà nhà họ Chu ở đối diện có người nhảy xuống từ sân thượng tầng cao nhất. Tin tức nhanh chóng được lan truyền. Các tập đoàn xung quanh đều ồn ào lên. Bên phía tập đoàn Bạch Thị cũng cực kỳ khiếp sợ. Anh Phong, chẳng lẽ là... Bạch Vi Vi nghe thấy tin tức cũng rất giật mình. Hơi ác giả ác báo. Diệp Lâm hừ lạnh một tiếng. Bởi vì có hiệu quả phản quang, cho nên dù đối diện làm bất cứ động tác gì thì cũng sẽ bị bắn ngược lại. Diệp Lâm biết rõ đối phương chết nhanh như vậy là vì mới vừa bày cục đồn Bạch Vĩ Vi vào chỗ chết. Vậy nên cuối cùng mới trả hết lên người chính mình. Cơ bản là không cần đồng tình về cái chết của đối phương. Tất cả chỉ là gieo gió gặt bão thôi, chết thì cứ chết đi. Đi thôi, chúng ta đi nhìn xem L. Diệp Lâm dẫn Bạch Vi Vi và Susan cùng đi ra ngoài, đi về phía địa điểm xảy ra sự kiện. Anh dẫn Susan đi xem cái cảnh máu tanh kia, là vì để cô có một quá trình thích ứng. Rốt cuộc nếu ngay cả loại trường hợp nhỏ này cũng không chịu nổi, thì sau này sao có thể chịu nổi sóng gió lớn hơn nữa? Cậu đã nói là không sợ, thì lát nữa cũng đừng sợ hét to lên. Diệp Lâm nhắc nhở. Ba chữ tôi không sợ nói ra thì dễ, làm được thì lại rất khó. Đây chính là đạo lý nói dễ hơn làm. Tôi không sợ, Susan hít sâu một hơi, thầm cổ vũ cho mình.
Cô biết đây là một lần thử thách của Diệp Lâm dành cho mình. Nếu mình không chịu nổi, thì chẳng cần Diệp Lâm nói gì, cô cũng sẽ tự giác bỏ đi. Ba người đi xuyên qua đám người, đến bên cạnh hiện trường. Bọn họ nhìn kỹ thì thấy là Tê và Phong Bình, nằm úp mặt xuống đất, tai mắt mũi miệng chảy máu, dưới thân loang lỗ máu tươi, dáng vẻ thê thảm chết không nhắm mắt. AI rất nhiều người không nhìn được cái cảnh máu me đó, sôi nổi quay đầu sang chỗ khác, thậm chí có người còn bị dọa đến mức hét ầm lên. Ông ta là người ngầm hại tôi bấy lâu nay hả? Bạch Phi Phi cực kỳ bình tĩnh, đầu sỏ hại nhà họ Bạch chúng tôi. Có thể nói là vậy. Diệp Lâm gật đầu. Dù là đại trận khốn long trước đây hay là trận tụ âm hiện giờ thì đều đến từ tay của ông ta. Bạch Phi Phi thấy đầu sỏ gây tội đã chết thì có loại cảm giác sung sướng khi báo được thù. Anh thấy chưa? Kẻ luôn hại nhà họ Bạch chúng ta đã chết rồi. Thiên đạo tuần hoàn, có lẽ đây chính là báo ứng dành cho ông tai. Diệp Lâm lại nhìn về phía Susan, thấy cô sắc mặt trắng bệch, đang cố gắng kiềm nén lòng sợ hãi. Đây là lần đầu tiên cô thấy cảnh người chết, còn chết với dáng vẻ thê thảm. Dù là ai nhìn thấy thì cũng sẽ cảm thấy sợ hãi, thậm chí còn bị ám ảnh. Bạch Phi Phi mang theo thù hận đi nhìn mọi thứ trước mắt, tất nhiên là có thể chiến thắng nỗi sợ hãi trong lòng. Còn Susan là người ngoài cuộc, cô không may mắn như vậy, chỉ có thể đối mặt với sợ hãi trước mắt. Nhìn vài lần là quen rồi, Diệp Lâm bình tĩnh nói. Rốt cuộc thì sau này cô muốn đi theo bên cạnh mình, tử vong cũng sẽ như bóng với hình. Ừ, Susan hít sâu một hơi, khó khăn mà gật đầu. Lúc này, một bóng dáng quen thuộc đứng ở đối diện, đang nhìn Diệp Lâm và Bạch Phi Phi bằng ánh mắt thù hận. Là các người ngầm dở trò quỷ hả? Chu Chính Hào nghiến răng nghiến lợi nói, là các người hại chết Tê Đại Sư. Ông ta vốn định xem nhà họ Bạch gà chó không yên, nào ngờ chỉ chưa đến một tiếng, mọi chuyện đã thay đổi bất ngờ, Tê Đại Sư lại chết thảm ngay trước mặt mình. Chu Chính Hào là nhân chứng đầu tiên, thấy rõ ràng các loại phản ứng kỳ lạ của Tê Đại Sư trước khi chết. Tuy rằng ông ta không biết lý do cụ thể, nhưng mà cũng không khó đoán là có liên quan đến hai người trước mắt. Chắc chắn là các người rồi. Chu Chính Hào tức giận đến run rẩy cả người. Mất đi Tề Đại Sư, giống như khiến ông ta mất đi một cánh tay, không còn người đáng tin, trong nhất thời không biết phải làm sao. Nếu ông ta không có lòng hại người thì sao lại rơi vào kết cục như thế? Diệp Lâm lạnh lùng nói, tất cả đều do các người tự tìm thôi. Tiếp theo, tất cả hiệu quả đến từ trận tụ âm do các người bày ra, đều sẽ bắn ngược lên nhà họ Chu các người. Bắt đầu từ hôm nay, nhà họ Chu các người sẽ rơi vào vòng xoáy suy thoái, mãi cho đến khi hoàn toàn suy vong. Nếu ông không muốn chết thảm giống như ông ta, thì tôi khuyên ông tốt nhất là nhanh chóng xử lý ba tòa nhà kia. Bằng không thì trận tụ âm sẽ làm nhà họ Chu các ông cửa nát nhà tan. Diệp Lâm không phải nói quá lên, mà là đang nói sự thật. Chu Chính Hào cũng từng nghe Tề Đại Sư nói về hiệu quả đáng sợ của trận tụ âm. Cái gì? Không, Chu Chính Hào bị dọa đến mức toát mồ hôi lạnh. Ông ta biết rõ điểm lợi hại bên trong, nhưng mà bây giờ, Tề Đại Sư bày ra trận đã chết rồi. Ông ta thậm chí không biết Tề Đại Sư bố trí trận pháp ở đâu, muốn cho tạm dừng cũng không được. Chu Chính Hào nhìn mọi thứ trước mắt, chợt nhận ra rằng đối phương nói không sai. Cái chết của Tề Đại Sư mới chỉ là bắt đầu, kế tiếp là đến toàn bộ nhà họ Chu bọn họ. Rốt cuộc thì trong cuộc đối đầu thẳng mặt, Đại Sư Phong Thủy bên mình thua xa người ta, bị nghiền áp chết thảm. Không khó để tưởng tượng trong thời gian sắp tới, đối phương chỉ cần tùy tiện bố cục, cũng có thể khiến cho nhà họ Chu bọn họ bị bắt chẹt, không có một chút sức phản kháng. Tổng Giám Đốc Chu, không xong rồi. Lúc này, có nhân viên đến báo tin. Có lẽ là bị sự kiện nhảy lầu ảnh hưởng, có rất nhiều nhân viên trong công ty bắt đầu chóng mặt, buồn nôn, sôi nổi xin nghỉ, thậm chí nộp đơn từ chức, trong đó có khá nhiều nhân viên nòng cốt của công ty. Cái gì? Chu Chính Hào nghe vậy thì giật mình. Hiệu quả tiêu cực của trận tụ âm dường như đã bắt đầu hiện ra. Chẳng lẽ nhà họ Chu bọn họ không thể thoát khỏi số kiếp suy bại hay sao? Đầu do bọn mày. Đầu do bọn mày làm hại. Chu Chính Hào hồi hồn lại, giận dữ nhìn về phía Diệp Lâm và Bạch Phi Phi. Bọn mày muốn nhà họ Chu tao chết, tao đây liền chết cùng bọn mày trước. Dứt lời, Chu Chính Hào giống như phát điên, bất chấp tất cả, lao về phía Diệp Lâm. Khoảnh khắc Chu Chính Hào nổi điên lao lên liều mạng. Đủ rồi. Lúc này, bên ngoài đám người truyền đến một giọng nói uy nghiêm. Con thấy chưa đủ mất mặt hả? Còn không mau cút về cho cha.
Mọi người nghe vậy đều sôi nổi quay đầu lại nhìn, thì thấy một ông cụ mặc tây trang, cả người nghiêm nghị, mặt mày lạnh lẽo, giọng nói như chuông đồng, đứng ngay cửa tòa nhà nhà họ Chu. Cha! Chu Chính Hào thấy ông ta thì cũng giật mình. Sao cha lại tới đây? Nhìn thấy cha mình, Chu Chính Hào đột nhiên cảm thấy sợ hãi, rồi nhanh chóng khôi phục bình tĩnh từ trong cơn thất thố và điên cuồng lúc nãy. Hừ, Chu Di Kiên hừ lạnh một tiếng, nếu cha không tới thì công ty bị con làm sụp đổ luôn rồi. Đám nhân viên tập đoàn Chu Thị nhìn ra thì thấy là lão chủ tịch đến. Cục diện vốn dĩ có chút hỗn loạn lập tức ổn định lại. Rốt cuộc thì ở trong nhận thức của đa số nhân viên, lão chủ tịch giống như là trụ cột khiến người ta tin cậy. Hiện giờ mọi thứ hỗn loạn, sự xuất hiện kịp thời của lão chủ tịch có tác dụng ổn định nhân tâm. Còn không mau quay lại, Chu Di Kiên lại quát lớn một câu, gọi con trai trở về. Chu Chính Hào không dám nhiều lời, ủ rũ quay trở về. Cuối cùng, Chu Di Kiên lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Lâm, nói, nhãi danh họ Diệp, đúng là lợi hại mà. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì ai có thể tin nổi một thằng nhóc mới vừa ra tù lại có thể buộc nhà họ Chu bọn họ lên bước đường cùng. Sau khi nói xong, Chu Di Kiên ra lệnh cho tất cả nhân viên đi làm việc, mọi thứ đều khôi phục bình thường. Ông ta là ai vậy? Diệp Lâm tò mò hỏi. Là lão chủ tịch nhà họ Chu. Bạch Phi Vi giới thiệu một cách đơn giản, Chu Di Kiên cha của Chu Chính Hào. Nhà họ Chu xem như là một tay ông ta chế tạo thành, hiện nay đã rút về phía sau, rất ít khi đến công ty. Xem ra phiền phức đợt này của nhà họ Chu đã tới tai lão chủ tịch. Nghe vậy, Diệp Lâm không chút để ý gật đầu. Dù sao thì nhà họ Chu suy bại đã là chuyện ván đóng thuyền. Đừng nói là lão chủ tịch quay lại, cho dù là lão tổ tông sống lại, thì cũng không thể nào thay đổi được. Cha! Sau khi trở lại công ty, Chu Chính Hào quỳ gối trước mặt cha nhận phạt. Bởi vì mọi thứ đều do ông ta làm hỏng. Hiện giờ Tê Đại Sư đã chết, ông ta lại không thể hủy bỏ trận pháp do Tê Đại Sư bày ra. Công ty nhà họ Chu đang đứng trước nguy cơ lớn. Ông ta nói ra hết mọi chuyện với cha mình. Hừ, đúng là đồ rác rưởi. Nghe xong, Chu Di Kiên lại mắng một câu. Cha nói với con rồi, huyền học phong thủy chẳng là cái thứ gì cả. Trên thế giới này, chỉ có nắm tay mới là đạo lý thép. Nhà họ Chu chúng ta có thể có quy mô và địa vị như ngày hôm nay, đều dựa vào một đôi quyền sắt, dám đánh dám đua, chứ không phải là cái loại đường ngang ngõ tắt như con ồ. Bây giờ con biết chưa, biết cái đường kia của con là không đi được chưa? Nghe vậy, Chu Chính Hào mồ hôi ướt đẫm, dập đầu nhận sai, con biết sai rồi. Về lý niệm kinh doanh công ty, hai cha con từng xảy ra mâu thuẫn. Chu Chính Hào thuộc thế hệ mới, từng đi du học, tầm mắt mở mang, an nhàn sung sướng, coi thường kinh nghiệm gây dựng sự nghiệp bằng cách đánh đánh giết giết của bậc cha chú. So ra thì các thủ đoạn huyền học phong thủy này nọ hợp thời hơn. Sau này Chu Chính Hào quen biết Đại sư Tê Phong Bình. Hai người hợp tác với nhau giúp đỡ công ty nhà họ Chu phát triển mạnh mẽ, còn trở thành chủ lực. Trong việc thành công vặn ngã tập đoàn Bạch Thị, chuyện này khiến Chu Chính Hào nâng cao địa vị trong gia tộc, nắm quyền, trở thành ứng cử viên cho thế hệ tộc trưởng tiếp theo. Chu Chính Hào vinh quang một thời, hôm nay lại vấp phải đá cứng, hiểu rằng dù là trong giới phong thủy, thì cũng có đạo lý núi này cao hơn núi khác. Chỉ có thực lực tuyệt đối mới có thể đảm bảo thắng mãi không thua. Lần này có cha của Chu Chính Hào là Chu Di Kiên kịp thời ra mặt ổn định cục diện. Chỉ là một vị phong thủy sư chết mà thôi, có cái gì ghê gớm lắm đâu. Chẳng lẽ còn có thể làm cho bầu trời nhà họ Chu sập xuống hả? Mặt mày Chu Di Kiên tràn đầy vẻ khinh thường. Sau đó, ông ta đổi giọng, sắc mặt âm trầm, cha đã báo với tộc nhân Ninh Thị rồi, bọn họ sẽ đi dạy dỗ thằng nhãi họ Diệp kia. Nhà họ Diệp muốn nhà họ Chu chúng ta phá sản hả? Vậy cha sẽ làm cho nhà họ Diệp bọn họ cửa nát nhà tan trước. Chu Chính Hào vừa nghe đến tộc nhân Ninh Thị liền thay đổi sắc mặt. Ông ta tin tưởng loại thuật sĩ giang hồ như Tề Đại Sư, chủ yếu là vì không muốn giao tiếp với người của Ninh Thị, thậm chí là thoát khỏi sự khống chế của Ninh Thị. Bây giờ xem ra, nhà họ Chu mãi không thể thoát khỏi Ninh Thị, thậm chí còn phải đi cầu xin Ninh Thị. Nghe nói hôm nay nhà họ Diệp sẽ mở một buổi tiệc long trọng, nhưng lại không mời nhà họ Chu chúng ta. Vậy thì làm người nhà họ Ninh đi dự tiệc, nhân tiện làm ầm một trận, để nhà họ Diệp biết sự lợi hại của nhà họ Chu chúng ta. Nhà họ Chu định đi khoe cơ bắp của mình trong buổi tiệc nhà họ Diệp. Giữa trưa, Diệp Lâm định đi tham gia bữa tiệc do nhà họ Diệp tổ chức.
đã đến lúc quay trở về khống chế mọi thứ rồi. Anh Phong, xin lỗi, bên công ty bận quá, chắc là tôi không thể đi được rồi. Bạch Vi Vi xin lỗi. Hai người đã hẹn trước là sẽ cùng nhau đi dự tiệc. Nhưng vì biến cố bên nhà họ Chu, cộng thêm sự ảnh hưởng từ phong thủy, các công ty hợp tác với nhà họ. Chu đều sôi nổi đảo về phía nhà họ Bạch. Chỉ mới một buổi sáng thôi mà đã có mấy chục công ty phái người đến bàn bạc các loại hợp tác, còn có không ít tổng giám đốc tự mình đi đến. Bạch Vi Vi bận trước bận sau, thật sự là không thể rút ra thời gian rảnh để đi. Không sao, Diệp Lâm nói, dù sao thì đây vốn là chuyện riêng của tôi. Cô bận ở bên này trước đi, tôi đi một mình là được rồi. Để tôi đi với cậu, Susan là thư ký của Diệp Lâm, chuẩn bị đi cùng Diệp Lâm. Cứ như vậy, Susan thay vị trí của Bạch Vĩ Vi, cùng Diệp Lâm đi dự tiệc nhà họ Diệp. Hôm nay, bên ngoài cao ốc tập đoàn Diệp thì có rất nhiều siêu xe tụ tập. Bọn họ không chỉ có mời đại cổ đông mới đến để bàn chuyện hợp tác, đồng thời cũng mời các công ty đã từng hợp tác và các tiểu cổ đông đến để ủng hộ nhà họ Diệp bọn họ. Có ít nhất một nửa các đại lão trong giới kinh doanh Yến Kinh được mời. Các nhà có mối quan hệ tốt với nhà họ Diệp đều đến chung vui, nhân tiện thăm dò tình hình hiện nay của nhà họ Diệp. Bên ngoài cao ốc, Diệp Trạch ăn mặc sang trọng, dáng vẻ quý công tử đường hoàng, gánh vác trách nhiệm tiếp khách bên ngoài. Gạch dưới. Ây da, Diệp thiếu, đúng là càng ngày càng đẹp trai nhai. Quả nhiên là rồng sinh rồng, trụ cột tương lai của nhà họ Diệp. Tôi đã nói rồi mà, đứa nhỏ này tương lai thế nào cũng thành tài. Có đính hôn chưa? Tôi có đứa cháu ngoại mới về từ nước ngoài, muốn suy xét thử không? Khách khứa qua lại đều bắt chuyện vài câu với Diệp Trạch. Đương nhiên, đa số đều là đám người dựa vào nhà họ Diệp, tất nhiên là phải nịnh nọt khen ngợi rồi. Nhưng mà Diệp Trạch vẫn rất thích thú, còn có chút lâng lâng khi nghe. Giống như là anh ta đã được điều động nội bộ trở thành người nối nghiệp theo của nhà họ Diệp vậy. Lúc tiếp đón khách khứa, Diệp Trạch rất là kiên nhẫn chờ đợi người của năm đại gia tộc. Bởi vì bọn họ mới thật sự là khách quý trong bữa tiệc hôm nay, không thể có một chút sơ sẩy nào. Rốt cuộc thì 6 nhà hiện nay đang nắm 30% cổ phần nhà họ Diệp, trở thành cổ đông lớn nhất Diệp thị. Nhà họ Diệp không dám đắc tội bọn họ, vì sợ bọn họ hợp tác với nhau, mở cuộc họp hội đồng quản trị, đá cả nhà họ Diệp ra bên ngoài. Có điều, anh ta chờ mãi cũng chưa thấy người của năm đại gia tộc đến. Diệp Trạch chờ chờ rồi cảm thấy sốt ruột. Thầm nghĩ có khi nào bọn họ lỡ hẹn hay không? Hay là bọn họ canh đúng giờ mới đến? Lúc không khí ở hiện trường trở nên cực kỳ náo nhiệt hòa hợp, Diệp Trạch bỗng nhiên nhíu mày, thay đổi sắc mặt. Bởi vì trong lúc đón khách, anh ta thấy được một người quen không nên xuất hiện ở đây. Diệp Lâm, sao anh còn trở về đây? Diệp Trạch có chút bực bội, người nên tới không tới, người không nên tới lại tới. Anh ta vừa dứt lời, không khí tại hiện trường lập tức cứng lại. Mọi người cùng nhau nhìn về phía Diệp Lâm, đồng thời phát ra tiếng cảm thán. Hiển nhiên là việc Diệp Lâm quay về nằm ra ngoài dự đoán của mọi người. Anh ta là ai vậy? Trông hơi quen quen, cũng là người nhà họ Diệp hả? Anh không biết anh ta hả? Anh ta là Diệp Lâm, anh trai cùng cha khác mẹ của Diệp Thiếu. Trong vụ tai nạn xe chấn động cả nước 5 năm trước, anh ta chính là vai chính. Ồ, hóa ra là cái tên ngồi tù kia đấy hả? Sao thả ra nhanh vậy? Có tiền tốt thật đấy, gây ra án mạng lớn, còn khơi dậy sự tức giận của dân chúng, khi ấy tôi còn tưởng rằng anh ta sẽ bị xử bắn nữa cơ. Xuyệt, nói nhỏ một chút, rốt cuộc thì người ta cũng là người nhà họ Diệp. Có địa nhớ trước đó tin tức có nói là anh ta bị nhà họ Diệp đuổi đi rồi mà. Sao bây giờ lại quay về rồi? Trong nhất thời, ánh mắt của mọi người khi nhìn về phía Diệp Lâm, có vẻ khó hiểu khi anh quay lại, cũng có vẻ khinh thường về hành vi phạm tội trước đây của anh. Đối với những ánh mắt ác ý xung quanh mình, Diệp Lâm cực kỳ bình tĩnh. Anh chỉ là không ngờ khi anh trở về, người nhà họ Diệp lại dám xa lánh anh. Xem ra là nhà họ Diệp chưa thấy quan tài chưa đổ lệ rồi. Sao tôi không thể tới đây? Diệp Lâm bình tĩnh trả lời, rốt cuộc thì hôm nay mình mới là vai chính trong bữa tiệc. Hừ, anh không còn là người nhà họ nữa, anh có tư cách gì đến tham gia buổi tiệc nhà họ Diệp? Diệp Trạch khịt mũi coi thường. Anh đừng tưởng rằng ở bên ngoài quen biết đám người Hoa Nha nội là nhà họ Diệp sẽ tiếp nhận anh lần nữa. Anh chính là sỉ nhục của gia tộc, nhà họ Diệp sẽ mãi mãi không chào đón anh. Diệp Trạch cho rằng Diệp Lâm muốn nhân cơ hội này quay lại gia tộc. Rốt cuộc thì ngay trước mặt đám đông khách khứa,
nhà họ Diệp cũng không tiện làm quá khó coi đối với con cháu dòng chính. Hơn nữa, dường như Diệp Lâm còn quen biết bạn cùng lứa tuổi cấp bậc 4 Thiếu Yến Kinh như là hoa quốc đống, điều này khiến cho Diệp Lâm tự tin hơn một chút. Diệp Trạch bất chấp mấy thứ đó, anh ta đứng vững ngay cửa, không cho Diệp Lâm đi vào bên trong. Anh đã bị gia tộc xóa tên rồi, mau cút đi, Diệp Trạch không nhường một bước, muốn dựa thế đuổi Diệp Lâm đi. Quả nhiên, các khách khứa xung quanh cũng nói chuyện thay Diệp Trạch, sôi nổi khuyên nhủ Diệp Lâm đi về. Diệp Đại Thiếu, anh đã không còn là người nhà họ Diệp nữa rồi, anh đi mau đi, đừng ở đây thêm phiền nữa. Đúng vậy, anh càng làm như vậy thì gia tộc càng chán ghét anh. Hay là anh cứ ra bên ngoài trước, thành thật đợi thêm một thời gian, nói không chừng chờ khi cha anh và ông nội anh ngẫu nhiên nhớ đến anh, vui vẻ một cái là cho anh quay lại. Bây giờ anh hãy cầu xin em trai anh đi. Nhờ em trai anh nói thay vài lời, để anh có thể sớm ngày quay lại gia tộc. Rốt cuộc thì các anh chính là anh em cùng cha khác mẹ đấy. Trong nhất thời, Diệp Lâm trở thành tiêu điểm bị chỉ trỏ, ai cũng xa lánh và xua đuổi. Các người, Su Dần đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh này thì ngây ngẩn cả người. Tại sao lại như vậy chứ? Cảnh tượng trước mắt hoàn toàn không giống như lời nói của Diệp Lâm lúc tới đây. Cô vốn tưởng rằng Diệp Lâm sẽ vinh quang trở về gia tộc, nào ngờ kết quả là ngay cả cửa cũng khó có thể bước qua. Nếu anh quỳ xuống cầu xin tôi, thì có lẽ tôi sẽ giúp anh nói hay vài câu trước mặt ông nội, thậm chí còn dẫn anh đi gặp cha một lần sau khi buổi tiệc kết thúc. Diệp Trạch chống nạnh, mặt mày mang vẻ anh tới cầu xin tôi đi. Đương nhiên là anh ta không trông chờ việc Diệp Lâm sẽ thật sự quỳ xuống. Trước mặt mọi người, anh ta chỉ là ra vấn đề khó, để Diệp Lâm biết khó mà giúp thôi. Quỳ cầu xin P Lâm lạnh lùng cười, chờ lát nữa. Dù cho cậu có quỳ xuống thì tôi cũng sẽ không bỏ qua cho cậu. Tôi quỳ xuống hả? Diệp Trạch nghe vậy thì cười ha ha, anh là cái thứ gì mà tôi phải quỳ xuống cầu xin anh? Tôi là cái thứ sắp trở thành chủ nhà họ Diệp. Dứt lời, Diệp Lâm đi lên một bước, trầm giọng nói, cháu ngoan không cản đường, cút đi. Anh còn chưa nói xong, không đợi Diệp Trạch phản ứng, liền lát Diệp Trạch một cái, tát bay Diệp Trạch đang chặn đường ra ngoài. Ồ! Diệp Lâm vừa ra tay, hiện trường lập tức trở nên xôn xao. Trên mặt mọi người xung quanh tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Không biết là vì lời nói mới vừa rồi của Diệp Lâm, hay là vì Diệp Lâm dám đánh em trai Diệp Trạch cùng cha khác mẹ ngay trước mặt mọi người. Có chuyện gì vậy, sao đột nhiên lại đánh rồi? Vị đại công tử nhà họ Diệp này không phải là ngồi tù ngồi đến ngu luôn rồi chứ hả? Anh ta như vậy mà còn mơ tưởng trở về gia tộc. Nếu tôi là chủ một nhà, tôi sẽ không để cho anh ta trở về. Anh ta còn dám nói là mình sắp trở thành chủ nhà họ Diệp nữa kia. Ha ha, nếu anh ta thật sự trở thành chủ nhà, thì tôi đây chính là nhà giàu số một thế giới. Trong nháy mắt, mọi người đều chỉ trỏ Diệp Lâm, trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường và bài xích, không muốn qua lại với Diệp Lâm. Hừ, anh ta đánh Diệp Thiếu, để xem anh ta nói thế nào cho xong. Hôm nay là trường hợp quan trọng, nhà họ Diệp sẽ không bỏ qua cho anh tan. Lúc này, Diệp Trạch vừa bất ngờ vừa tức giận, chật vật đứng dậy từ trên mặt đất. Anh dám đánh tôi hả? Diệp Trạch tức điên lên rồi. Tính ra thì đây đã là lần thứ ba Diệp Lâm đánh mình. Đúng là coi trời bằng vung mà. Rõ ràng người bị đuổi khỏi gia tộc là Diệp Lâm, sao người nhiều lần bị đánh lại là mình vậy? Anh ta dựa vào cái gì mà kiêu ngạo như thế? Diệp Trạch suy nghĩ lần này không thể dễ dàng bỏ qua cho người anh trai cùng cha khác mẹ này của mình nữa. Hôm nay là một ngày quan trọng của nhà họ Diệp chúng tôi, thế mà anh còn dám đến gây chuyện, để xem tôi dám đánh gãy chân của anh không. Dứt lời, Diệp Trạch gọi bảo vệ đi bắt Diệp Lâm, sau đó từ từ trả thù. Dừng tay! Hai đứa mày đủ chưa vậy? Lúc này, một người đàn ông mặc tây trang đi ra từ bên trong hội trường. Cha! Diệp Trạch gọi một tiếng. Anh ta muốn mách lẻo với cha mình, nhưng ngay trước mặt nhiều người, anh A ngại ngùng mở miệng. Cứ muốn nói lại thôi. Cha, Diệp Lâm khó khăn mà gọi một tiếng cha. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cha mình Diệp Nguyên Cát kể từ khi anh ra tù. Phong Nhị, con trở lại rồi hả? Thấy Diệp Lâm, thái độ của Diệp Nguyên Cát cực kỳ bình thản. Có lẽ là vì áy náy khi mấy năm qua không quan tâm đứa con trai này, nên ông không mang thái độ ác liệt như Diệp Trạch, ngược lại còn chủ động hỏi thăm tình hình dạo này của Diệp Lâm. Giống như là hai cha con xa cách nhiều năm, hỏi đông hỏi tây khi gặp lại nhau. Các khách khứa xung quanh đều giật mình,
dường như không ngờ rằng Diệp Nguyên Cát vẫn còn tình cảm với đứa con trai này. Xem ra ông chủ Diệp vẫn còn thương yêu Diệp Lâm, dù sao thì cũng là cha con mài. Chắc là vì dưới sự tấn công dịu dàng, sự hận thù trong lòng Diệp Lâm cũng giảm đi vài phần, không còn hùng hổ dọa người nữa. Con đã về rồi thì cùng nhau vào đi, Diệp Nguyên Cát nói, dẫn con đi gặp ông nội một lần. Thấy cha mình có thái độ tốt đẹp với Diệp Lâm, Diệp Trạch không nhịn được nổi cơn ghen ghét. Giống như tình thương của cha chỉ thuộc về mình bị Diệp Lâm đoạt đi vậy. Cha, Diệp Lâm lập tức lớn tiếng nhắc nhở, hiện nay anh ta đã bị đuổi khỏi nhà họ Diệp rồi. Sao cha có thể để anh ta vào nhà vậy chứ? Hơn nữa, anh ta vừa tới liền gây ầm, còn đánh con nữa kìa. Đối mặt với đứa con trai út gây chuyện vô lý, Diệp Nguyên Cát cũng rất bất đắc dĩ. Ông làm cha, sao có thể vui vẻ khi thấy hai anh em trở mặt với nhau? Trạch Nhi, Diệp Nguyên Cát nói với giọng điệu tha thiết, dù sao thì nó cũng là anh trai con, còn đừng làm loạn nữa. Không đợi con trai út oán trách, ông tiếp tục nói, được rồi, chuyện này dừng ở đây đi. Trạch Nhi, con tiếp tục đón khách. Phong Nhi, con theo cha đi vào trong. Dứt lời, Diệp Nguyên Cát tự mình dẫn Diệp Lâm đi vào bên trong hội trường. Nhìn bóng dáng xa dần của Diệp Lâm, trong mắt Diệp Trạch tràn đầy thù hận. Anh ta tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Đây không chỉ đơn giản là một lần Diệp Lâm tranh giành cha với mình, mà còn là một lần tranh giành gia sản, thậm chí là địa vị trong nhà họ Diệp với mình. Diệp Lâm, nếu anh dám trở về đoạt mọi thứ với tôi, thì cũng đừng trách tôi không khách sáo với anh. Diệp Trạch vội vàng móc điện thoại, gọi cho mẹ kể hết mọi chuyện xảy ra ở đây. Đương nhiên, anh ta chủ yếu là nói cho mẹ mình biết rằng Diệp Lâm tới đây, để bà chuẩn bị sẵn tâm lý, xem có thể tìm được cơ hội đuổi Diệp Lâm đi hay không. Hừ, tên xúc sinh kia còn dám trở về nữa hả? Hứa Như Vân nghe vậy thì cũng rất giật mình. Có điều, bà ta chợt cười lạnh nói, ừ, đợi lát nữa xem mẹ dạy dỗ nó thế nào. Sau khi báo tin cho mẹ xong, Diệp Trạch mới tạm thời yên tâm, mong chờ lát nữa mẹ mình có thể thay mình dạy cho Diệp Lâm một bài học, đồng thời xả giận cho mình. Đúng lúc này, người trong năm đại gia tộc cũng đã đến. Không biết Diệp tiên sinh đến chưa? Chúng ta ở đây đợi Diệp tiên sinh hay là đi vào bên trong đợi? Lúc nãy tôi có gọi điện thoại cho Bạch Đại Tiểu Thư. Cô ấy nói là Diệp tiên sinh đi rồi, chắc là đang ở bên trong hội trường. Vậy thì đi vào bên trong xem thử, nếu không có thì chúng ta ra bên ngoài chờ. Thấy đám khách quý hôm nay đã đến rồi, Diệp Trạch thay vẻ mặt tươi cười, tự mình đi lên đón. Ồ, thằng nhóc này chính là đứa em trai cùng cha khác mẹ của Diệp tiên sinh đấy hả? Đám người Thôi Hữu Lượng vừa nhìn là biết ngay Diệp tiên sinh không thích đứa em trai cùng cha khác mẹ kia, sao có thể nể mặt chào hỏi anh ta được. Chúng ta đi thôi. Dứt lời, đám người Thôi Hữu Lượng không hề nhìn Diệp Trạch một cái nào, cứ vậy mà đi thẳng vào bên trong hội trường. Ơ kìa, Diệp Trạch giống như là mặt nóng dán mông lạnh người ta, hoàn toàn bị người ta bỏ qua, coi như là không khí. Ý cười trên mặt anh ta cứng đờ. Diệp Trạch rất buồn bực. Không hiểu mình tiếp đón sơ suất chỗ nào, mà khiến cho năm đại gia tộc cùng nhau làm lơ mình, giống như là đã bàn trước vậy. Khi Diệp Lâm theo Diệp Nguyên Cát vào hội trường, ngay lập tức, tất cả khách mời nhìn thấy cảnh này đều không khỏi bàn tán. Này, thanh niên đi theo tổng giám đốc Diệp là ai vậy? Hình như là cậu cả Diệp Lâm bị đuổi ra khỏi nhà phải không? Sao cậu tôi lại quay lại? Chẳng lẽ nhà họ Diệp lại tiếp nhận cậu tôi rồi sao? Tất cả các vị khách đều nhìn Diệp Lâm, người đã trưởng thành sau 5 năm xa nhà họ Diệp, với ánh mắt nghi ngờ. Mọi người đều cho rằng Diệp Lâm phải cầu xin ông nội mới có thể trở về. Nhưng ai có thể ngờ rằng nhân vật chính thực sự của đêm nay lại ở ngay trước mặt họ. Lâm nhị, lát nữa cha sẽ dẫn con đi gặp ông nội, con phải nhận lỗi đàng hoàng, biết đâu đêm nay ông vui vẻ, sẽ cho con trở về. Diệp Nguyên Cát dặn dò. Diệp Lâm còn chưa kịp trả lời. Đã nghe thấy một giọng nói gay gắt và quen thuộc phát ra từ phía sau. Thằng xúc sinh này, sao mày còn mặt mũi quay lại hả? Diệp Lâm không cần quay đầu cũng biết là ai đang nói. Nhìn thấy tình huống này, xung quanh lại trở nên im lặng. Mẹ kế của cậu cả kia. Có kịch hay để xem rồi. Mọi người trông như đang chờ xem một vở kịch hay. Như Vân, bà bớt nói vài câu đi. Diệp Nguyên Cát quay người, bất lực khuyên nhủ. Thằng xúc sinh này đâu có coi tôi ra gì, sao tôi phải im lặng chứ? Hứa Như Vân chẳng những không kiềm chế bản thân mà ngược lại còn cao giọng hơn, hấp. Dẫn càng nhiều người đến xem.
nhìn thấy đối phương cứ một thằng xúc sinh hai thằng xúc sinh ở giữa chốn đông người, Diệp Lâm đương nhiên cũng sẽ không để yên. Xúc sinh đang nói ai đấy? Diệp Lâm nói, nói mày chứ nói ai? Hứa Như Vân lập tức đáp trả. Chấm móc lửng, im lặng trong chốc lát, Hứa Như Vân chợt ý thức được có gì đó không đúng. Bà ta mắc bẫy rồi. Nếu nói như vậy, chẳng phải bà ta mới chính là xúc sinh hay sao? Phụt, ha ha. Khách khứa xung quanh đều bật cười. Thằng xúc sinh, mày muốn chết hả? Hứa Như Vân tức giận, lập tức tiến lên đánh Diệp Lâm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 7.